Ha ha, đại ca Mạnh à, sao ông lại phải khổ thế chứ? Để lại thêm hai cái răng không phải tốt hơn à? Là ông cứ bắt tôi phải bực mình đấy nhé. Hoàng Thiên lại phá lên cười. Định Mạnh tức giận đến mức suýt ngất đi. Hoàng Thiên đã được lợi rồi mà vẫn cứ nói mát, anh đánh tới mức mũi của Đinh Mạnh lệch thật rồi. Con trai tôi không có ở nhà, nó đến nhà bố vợ nó rồi. Định Mạnh nhổ máu ra rồi nói với Hoàng Thiên. Tới nhà của vợ nó là Phó Mẫn sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi lại và tinh thần anh lập tức lên cao. Đúng vậy, các anh muốn tìm nó thì cứ tìm, chỉ cần tha cho tôi là được. Định Mạnh yếu ớt nói. Nhà của Phó Mẫn ở đâu? Hoàng Thiên hỏi. Đinh Mạnh chỉ vào thành viên của hội sói điên là anh Lục đang ngồi xổm ở một bên và nói với Hoàng Thiên, anh Lục từng đến đó rồi, để anh Lục dẫn mấy anh tới đó. Đại ca Mạnh, ông dám giở trò với tôi thì ông biết rõ hậu quả rồi đấy. Hoàng Thiên lạnh giọng nói với Đinh Mạnh. Đinh Mạnh gật đầu, không phải lo lắng đâu anh Thiên. Tôi không dám nói dối anh đâu, con mẹ nó, anh độc ác quá mà. Nói đến đó, Đinh Mạnh khóc lên rưng rức vì đau khổ. Tất cả những người có mặt ở đó đều đơ ra. Không ai có thể nghĩ rằng Đinh Mạnh, đường đường là đại ca uy nghiêm lẫy lừng của hội sói điên mà trong một đêm mà khóc hết lần này đến lần khác như vậy. Người đàn ông không đến lúc đau đớn vô cùng thì không rơi nước mắt, có thể thấy Đinh Mạnh bị Hoàng Thiên đánh đau tới mức độ nào. Mọi người đều thầm nghĩ như vậy trong lòng. Tiêu Tấn và anh Phó lúc này vô cùng ngưỡng mộ Hoàng Thiên. Vừa rồi cả hai người đều đã muốn bỏ cuộc vì cho rằng Đinh Mạnh thật sự không biết tung tích của Đỉnh Toàn. Nhưng cuối cùng, Hoàng Thiên cũng ép được Đinh Mạnh phải nói ra. Điều này làm Tiêu Tấn và anh Phó vô cùng nể phục. Anh Thiên, chúng ta đi luôn trong đêm đi. Phải dỡ nhà ông bố vợ của Đinh Toàn lên. Hai mắt anh Phó sáng rực lên. Anh rất kích động nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lắc đầu, mục tiêu của chúng ta là Đinh Toàn và Grusen. Chúng ta không được làm bị thương người vô tội. Được rồi, anh Thiên, anh mau ra lệnh đi, tôi nóng lòng quá rồi. Anh Phó không kìm được sự kích động trong lòng và lên tiếng thúc giục Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn mấy trăm anh em của Lã Việt cũng đang ở đây hóng chuyện. Hoàng Thiên cảm thấy bầy vẽ ra như thế này cũng có chỗ không hợp lý. Lúc trước, Hoàng Thiên nhất thời tức giận mà muốn diệt cả hội sói điên nên mới triệu tập tất cả anh em của Lã Việt cùng tới. Bây giờ mới thấy đúng là lấy dao mổ trâu đi làm thịt gà. Tiêu Tấn, cậu ra bảo anh em rút về trước đi, chỉ cần để lại hơn 20 người ở lại đây canh chừng Đinh Mạnh là được. Tôi trở về rồi sẽ quyết định xử lý Đinh Mạnh thế nào. Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn gật đầu và cho cả trăm người bên dưới rút đi, chỉ để lại hơn 20 người ở nhà của Đinh Mạnh. Anh Thiên, tôi sẽ quay lại lấy súng. Gã Grusen đó có súng. Chúng ta không thể chịu thiệt như trước đó được nữa. Hai mắt Tiêu Tấn sáng lên và quay sang hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, tốt nhất vẫn nên có súng. Được rồi, tôi đi lấy súng đã. Hoàng Thiên nói xong thì sải bước tới rước xe và một mình lên xe. Tiêu Tấn và anh Phó thả tay Đinh Mạnh ra và lệnh cho 20 người còn lại dùng dây thừng trói Đinh Mạnh và hơn chục tay chân của ông ta lại. Chỉ còn lại người tên anh Lục, Tiêu Tấn áp giải anh ta ngồi vào xe của Hoàng Thiên. Anh Phó chọn ra một vài người khỏe mạnh, nhanh nhẹn trong số hơn 20 anh em còn lại đó để cùng lên đường với họ. Đầu tiên bọn họ đến nhà Tiêu Tấn để lấy hai khẩu súng Lục rồi sau đó Hoàng Thiên lái xe đưa Tiêu Tấn và anh Lục ra khỏi khu nhà. Anh Phó và mấy anh em kia đi ba chiếc xe, bám theo xe của Hoàng Thiên. Theo sự dẫn đường của anh Lục, mấy người Hoàng Thiên lái xe ra khỏi thành phố và đi vào một ngọn núi sâu. Ra khỏi thành phố khoảng 20 cây số là một vùng núi sâu và rừng già rộng lớn. Hoàng Thiên vừa lái xe vừa cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào nhà của Phó Mẫn lại ở nơi hẻo lánh như vậy? Hay là gã anh Lục này chỉ đang chỉ đường linh tinh? Anh kia, anh có chắc đây là đường tới nhà Phó Mẫn không? Hoàng Thiên vừa lái xe vừa hỏi anh Lục đang ngồi ở ghế sau. Anh Lục này đang bị Tiêu Tấn giữ nên rất căng thẳng, vì anh ta biết rõ rằng thủ đoạn của Tiêu Tấn tàn độc tới cỡ nào, nhận thấy sự hoài nghi của Hoàng Thiên, anh Lục lo lắng đổ mồ hôi hột. Anh ta sợ rằng mình sẽ làm Hoàng Thiên phát cáu và số phận của anh ta sẽ còn thảm hơn cả Đinh Mạnh. Anh Thiên cứ yên tâm đi, dựa vào cái gan của tôi nào dám tùy tiện chỉ đường chứ. Anh Lục vội vàng nói với Hoàng Thiên, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng Hoàng Thiên vẫn cảm thấy khó tin, phía trước mặt là núi sâu rừng già, làm sao con người có thể sống trong đó được. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của Phó Mẫn,
đường đường là mợ chủ của hội sói điên vốn dĩ rất tốt. Nhà cô ta sao có thể ở trong núi sâu? Tốt nhất là như vậy, nếu không anh sẽ có kết cục rất thảm đấy. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Anh Lục sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy toàn. Anh ta vốn không phải là người gan nhỏ nhưng trước đó anh ta đã chứng kiến toàn cảnh Hoàng Thiên đánh đập Đinh Mạnh kinh khủng ra sao. Những điều đó đã ám ảnh trong tâm trí của anh ta khiến anh ta muốn đuổi cũng không thể đuổi đi được. Anh Thiên đừng quá lo lắng, tôi xin lấy cái đầu mình ra để làm bảo đảm. Anh Lục nói bằng giọng run rẩy. Hoàng Thiên không nói gì nữa. Bây giờ chỉ có mỗi tên này mới có thể dẫn đường để tìm ra Đinh Toàn nên anh cũng đành phải tin anh ta lần này. Để đảm bảo an toàn, Tiêu Tấn rút con dao ra và kề lên thắt lưng anh Lục. Anh Tấn, anh làm vậy là sao? Anh Lục bị dọa cho sợ hãi và cứ nhìn chân Tiêu Tấn như thế. Anh ta thật sự sợ rằng Tiêu Tấn sẽ cho anh ta một dao vào bụng. Nếu mày nói dối, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu không tao sẽ nhuộm đỏ con dạo này bằng máu của mày đấy. Tiêu Tấn cảnh báo anh Lục. Anh Tấn đừng lo lắng, những gì em nói đều là thật. Anh Lục sợ hãi đến sắp khóc. Tiêu Tấn xem xét lời nói và suy nghĩ của anh ta, thấy rằng gã này có lẽ không nói dối thì mới yên tâm và cất con dao đi. Mấy chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc và cuối cùng ở ven đường phía trước xuất hiện mấy ngọn núi lớn. Anh Thiên, rẽ phải ở ngã ba phía trước là có thể vào núi. Gia đình của mợ chủ nằm sâu bên trong ngọn núi phía trước. Anh Lục chỉ về phía trước rồi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì. Anh giảm tốc độ xe, lái về phía trước mấy trăm mét nữa thì cuối cùng cũng thấy một ngã ba. Xe rẽ phải rồi đi vào một con đường đất nhỏ. Con đường gập ghềnh và khó đi nên xe lái chậm lại. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Tiêu Tấn cau mày, bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Phía trước xe không đi được nữa, chúng ta phải xuống xe đi bộ vào trong núi. Lúc này anh Lục này lại nói tiếp. Hoàng Thiên lái xe đến cuối đường rồi xuống xe. Anh Phó và xe của mấy người anh em vẫn theo phía sau. Những người đó cũng xuống xe và đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Anh Thiên, nhà bố vợ của Đinh Toàn lại ở một nơi tồi tàn như vậy sao? Anh Phó cảm thấy khó hiểu rồi quay sang hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng cảm thấy khó hiểu. Vợ của Đinh Toàn là Phó Mẫn, Hoàng Thiên đã từng gặp qua người phụ nữ này rồi. Đó là một người phụ nữ rất thời trang và sành điệu, gia đình cô ta chắc cũng phải khá giàu. Làm sao cô ta có thể sống trong khu rừng núi như vậy được? Nhưng dù sao cũng tới đây rồi, bọn họ đành phải để cho anh Lục đi trước dẫn đường, xem có thể tìm thấy được Đinh Toàn được hay không. Này, đi trước dẫn đường đi, nhớ cho kỹ, nếu không muốn chết thì đừng có dở trò. Hoàng Thiên lạnh giọng nói với anh Lục. Anh Lục vội vàng gật đầu và nói với Hoàng Thiên nói, anh Thiên đừng lo lắng, tôi làm sao có thể lấy cái đầu của mình ra làm trò đùa được. Biết vậy thì tốt, dẫn đường đoạn phía trước đi. Hoàng Thiên nói. Anh Lục không dám lơ là, anh ta biết những người sau lưng mình đều là những kẻ tàn nhãn. Không cần phải nói tới Tiêu Tấn hay anh Phó, một người luôn im lặng thâm trầm như Hoàng Thiên mà đến lúc ra tay cũng có thể tàn nhẫn đến như thế. Đúng là muốn lấy mạng người ta mà. Nghĩ về điều đó, chân anh Lục bất giác run lên. Anh ta đi men theo con đường nhỏ rồi đi sâu dần vào bên trong núi. Đã gần nửa đêm rồi, cũng may đêm nay sẽ có trăng nếu không sẽ chẳng nhìn thấy cái gì cả. Hoàng Thiên, Tiêu Tấn và anh Phó đi sát sau anh Lục vì sợ anh ta sẽ đột ngột bỏ chạy. Anh Lục cũng không dám gây rắc rối gì mà chỉ ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Anh Lục đã từng đến ngọn núi nên dựa vào trí nhớ thì anh ta cũng cố tìm ra được nhà của Phó Mãn. Anh Thiên, căn nhà gỗ phía trước là nhà của bố vợ Đinh Toàn. Anh Lục đột nhiên dừng lại, hạ thấp giọng xuống mà nói cho mấy người Hoàng Thiên biết. Thật sự có thể tìm thấy nhà ở nơi này sao? Hoàng Thiên chấn động trong lòng, anh nhìn theo hướng ngón tay anh Lục chỉ, dưới chân núi phía trước quả thật có một căn nhà gỗ hai tầng. Đây là một căn nhà hai tầng bằng gỗ và tre, nằm dưới chân núi sâu. Phía trước nhà có con suối nhỏ, không gian vô cùng yên tĩnh. Bố vợ của Đinh Toàn đúng là một người biết hưởng thụ, ông ta còn có thể tìm một nơi phong cảnh hữu tình như vậy để sống. Chuẩn bị. Hoàng Thiên xoay người hạ lệnh cho những người phía sau. Tiêu Tấn và anh Phó đều rút súng ra, trên tay mỗi người có một khẩu súng lục. Mọi người đã sẵn sàng để chiến đấu. Những người anh Phó đem theo đều là những người biết võ và cực kỳ nhanh nhẹn. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong và chỉ chờ Hoàng Thiên hạ lệnh thì sẽ nhanh chóng xông lên bao vây căn nhà trước mặt. Hoàng Thiên nhìn anh Lục đứng trước mặt,
mặc dù suốt dọc đường người này có vẻ ngoan ngoãn, nghe lời nhưng dù sao anh ta cũng là người của hội sói điên. Hoàng Thiên không thể tin tưởng những người như vậy được. Trói anh ta vào gốc cây rồi bịt miệng lại. Hoàng Thiên ra lệnh cho mấy người phía sau. Anh Thiên, anh làm như vậy. Anh Lục hoang mang sợ hãi, anh ta đang định kêu lên thì anh Phó đã bịt miệng anh ta, dẫn theo người trói anh ta vào một gốc cây. Trói gã Lục xong, Hoàng Thiên phất tay, dẫn cả đám người lặng lẽ bao vây căn nhà. Ngôn Tình sủng. Đến gần ngôi nhà gỗ, Hoàng Thiên làm ký hiệu tay ra lệnh mọi người cúi xuống. Mọi người cúi xuống ẩn nấp trong đám cỏ rậm rạp. Hoàng Thiên vẫn chưa rõ tình hình trong nhà nên không muốn đánh rắn động cỏ. Chẳng may Grusen dùng súng kháng cự lại thì nhất định sẽ xảy ra thương vong. Đây là điều mà Hoàng Thiên vô cùng không mong muốn nhìn thấy. Anh Thiên, chúng ta cứ xông thẳng vào là xong. Anh Phó cảm thấy như vậy vẫn chưa đã nên tới nói nhỏ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lắc đầu rồi thấp giọng nói với anh Phó, anh và Tiêu Tấn đi theo tôi, những người còn lại nằm im tại chỗ, không được hành động. Được. Anh Phó và Tiêu Tấn đồng thanh đáp lại, cầm súng theo sau Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bước nhẹ rồi lặng lẽ tiến lên. Anh Phó và Tiêu Tấn đi theo sau Hoàng Thiên, ba người họ lặng lẽ đến trước ngôi nhà gỗ. Đến gần rồi, họ nghe thấy trong phòng có tiếng người nói chuyện. Trong đó có giọng của một người phụ nữ và giọng của một người đàn ông trung niên, hai người đó đang nói chuyện với nhau nhưng Hoàng Thiên không nghe được họ đang nói những gì. Nghe ngóng động tĩnh một hồi, Hoàng Thiên thấy hình như trong phòng chỉ có hai người, một nam và một nữ. Hoàng Thiên nháy mắt với Tiêu Tấn và anh Phó. Ba người đi lên cầu thang gỗ để tiến lên trên. Đi đến lầu 2 của căn nhà gỗ, Hoàng Thiên kéo cánh cửa ra và nhanh chóng tiến vào trong. Tiêu Tấn và anh Phó sợ Hoàng Thiên xảy ra chuyện thì cũng nhanh chóng đi vào và giơ khẩu súng trong tay lên. Ây ai các anh là ai? Người phụ nữ trẻ trên lầu 2 sợ hãi kêu lên và ngồi bật dậy. Người này định cầm con dao chặt củi lên. Không được động đậy, cô động đậy tôi bắn chết cô. Anh Phó hét lên rồi anh bước lại chỗ người phụ nữ kia, dùng súng khống chế cô. Người phụ nữ kia không dám di chuyển linh tinh chỉ dám đứng yên một chỗ. Cô ta cũng không dám hét lên. Người đàn ông trung niên trên chiếc giường còn lại đỉnh thò tay xuống gối để lấy thứ gì đó thì Tiêu Tấn xông tới, chĩa súng vào đầu người này. Không được động đậy. Không động đậy, không động đậy. Các anh đừng kích động, có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện. Người đàn ông kia giơ hai tay lên, trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Căn nhà gỗ chỉ thắp một ngọn đèn dầu. Mượn ánh sáng yếu ớt này, Hoàng Thiên nhìn rõ người phụ nữ trẻ tuổi kia là ai. Vừa nhìn Hoàng Thiên đã nhận ra cô ta chính là Phó Mẫn, vợ của Đinh Toàn. Người phụ nữ này ăn mặc rất quyến rũ và hiện đại. So với không gian nhỏ bé và tồi tàn này thì hiện rõ sự khập khiễng. Hoàng Thiên nhìn một lượt đánh giá người đàn ông trung niên kia. Hoàng Thiên thấy người đàn ông kia chỉ hơn 40 tuổi, vẻ ngoài thì có vẻ hung dữ tàn bạo nhưng bây giờ đang sợ mất hồn mất vía. Ông ta là cha của cô à? Hoàng Thiên chỉ vào người đàn ông trung niên và hỏi Phó Mẫn. Phó Mẫn cũng nhận ra Hoàng Thiên, cô ta đơ ra một chút rồi mới sợ hãi trả lời, đúng vậy, đó là cha tôi. Đinh Toàn đâu, anh ta đang ở đâu? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi Phó Mẫn. Phó Mãn rất lo lắng trong lòng, cô ta không biết Hoàng Thiên sẽ xử lý mình thế nào khi cô ta đã rơi vào tay của anh. Phó Mẫn biết rất rõ những chuyện mà Đinh Toàn đã làm, cô ta cũng hiểu được rằng lần này Hoàng Thiên nhất định sẽ không tha cho Đinh Toàn. Phó Mẫn lại là vợ của Đinh Toàn nên có lẽ cũng khó thoát khỏi việc bị liên đới cùng. Mặc dù trong lòng Phó Mẫn rất sợ hãi nhưng cô ta lại trưng ra ngoài một bộ mặt rất ngông cuồng. Này Hoàng Thiên, anh định làm gì vậy hả? Anh dẫn người tới đây lại còn đem theo súng nữa. Anh có biết làm như vậy là vi phạm pháp luật không? Phó Mãn hừ lạnh một tiếng, cô ta nói với Hoàng Thiên bằng một giọng điệu rất kiêu ngạo. Vi phạm pháp luật. Nghe xong những gì Phó Mẫn nói, Hoàng Thiên cảm thấy hơi buồn cười. Nếu nói về chuyện vi phạm pháp luật thì chồng của cô còn ghê hơn tôi nhiều đấy chứ. Hoàng Thiên cười lạnh lùng, trả lời lại Phó Mẫn. Phó Mãn căng chặt môi. Cô ta không có gì có thể đáp lại những gì Hoàng Thiên vừa nói. Phó Mẫn biết rất rõ những chuyện vi phạm pháp luật mà chồng cô ta đã làm. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Phó Mẫn đối lý nên không tranh cãi với Hoàng Thiên nữa. Cô ta nhìn anh rồi làm như không có chuyện gì. Bây giờ tôi muốn gặp Đinh Toàn và Grusen, tôi có thể tha cho cô và cha cô. Hoàng Thiên ngửa bài luôn với Phó Mẫn. Được rồi, anh cứ ở đó mà chờ.
Một lát nữa chồng tôi mới về. Phó Mẫn khoanh tay tỏ ra không lo lắng gì. Lúc nói câu này ra, Phó Mẫn rất có niềm tin vào Đinh Toàn. Hoàng Thiên cũng nhận ra Phó Mẫn rất tin tưởng Đinh Toàn. Chỗ dựa của cô ta chính là Đinh Toàn, thế nên cô ta mới có cái vẻ không quan tâm như vậy. Nhưng Hoàng Thiên cũng không tranh cãi gì với Phó Mãn nữa. Anh chỉ có thể đứng tạm ở đây một lúc chờ Đinh Toàn về. Krusen ở cạnh Đinh Toàn và trên người gã cũng chỉ có một khẩu súng, trong khi Tiêu Tấn và anh Phó mỗi người có một khẩu. Và vẫn còn một số đàn em của Lão Việt đang ẩn nấp ở bên ngoài nữa, Hoàng Thiên cảm thấy đối phó với Đinh Toàn không phải là chuyện gì quá khó. Thế nên Hoàng Thiên cũng không để ý lắm, anh đứng trong phòng chờ Đinh Toàn về. Tôi pha cho ba người chút trà nhé. Cha của Phó Mãn cười và muốn đứng lên pha trà. Ông ngồi yên đó cho tôi. Sao, ông muốn báo tin cho con rể ông à? Anh Phó ấn cha của Phó Mẫn xuống và lớn tiếng quát. Ai yô, đau quá. Cha của Phó Mẫn ôm lấy vai và gân cổ lên kêu đau. Thế có mẹ gì mà đau, đúng là đồ bỏ đi. Anh Phó nói với cha của Phó Mẫn một câu như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi không khỏe lắm đâu. Các anh đừng có hành hạ gì tôi. Cha của Phó Mẫn cứ suýt xoa kêu đau và nói thẳng với anh Phó như vậy. Mặc dù lão già này giả vờ yếu đuối nhưng Hoàng Thiên không hề mất cảnh giác, vì lúc nãy anh nhìn thấy một tia nhìn độc ác, tàn bạo lóe lên trong đôi mắt của ông ta. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn và đôi mắt không biết nói dối. Một người có giỏi giả vờ đến đâu đi chăng nữa thì ánh mắt của người đó cũng không hề biết giả vờ. Ông tên gì? Hoàng Thiên đánh giá cha của Phó Mẫn một lượt rồi hỏi ông ta. Cha của Phó Mẫn lại nhìn thẳng vào Hoàng Thiên, ông ta cười cười và nói, tôi là anh Phó. Còn mấy anh em này có ân oán gì với con rể của tôi vậy? Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau không phải là xong sao? Cần gì phải đụng tới dao, tới súng? Nói luyên thuyên ít thôi. Chuyện của Hoàng Thiên tôi không khiến ông phải dậy khôn. Hoàng Thiên lạnh giọng quát. Anh Phó không nói nữa và chỉ cười. Ông A đang ngồi trên giường rồi lấy tay sờ sờ phía dưới gối. Kể từ khi vào đây Hoàng Thiên đã để ý đến hành động này của anh Phó. Không một hạt cát nào có thể lọt qua được mặt của Hoàng Thiên. Anh chắc chắn rằng dưới gối nhất định đang giấu một thứ gì đó. Không may đó có thể là một khẩu súng. Dưới gối ông có vàng à mà sao ông sờ nắn mãi thế? Hoàng Thiên tiến tới và giữ chặt cổ tay của anh Phó. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào ông già này. Ánh mắt của anh Phó lóe lên sự độc ác và cả con người ông ta trở nên dữ tợn. Ông ta giơ tay ra định cướp lấy khẩu súng trong tay của anh Phó. Anh Phó cũng phản ứng nhanh. Anh lùi lại hai bước và chĩa súng vào người anh Phó, phòng có chuyện bất ngờ xảy ra. Anh Phó nhanh chóng đưa tay sờ xuống dưới gối. Hoàng Thiên đã chuẩn bị từ trước nên anh Phó nào có thể thành công được. Lúc này, Hoàng Thiên đã nắm được nốt cánh tay đang sờ vào trong gối của anh Phó. Hoàng Thiên giữ tay ông ta thật chặt. Anh Phó đau đớn và có chút không chịu được. Ông A bực tức hừ một tiếng. Người trẻ tuổi ra tay mạnh nhỉ. Anh Phó nhìn Hoàng Thiên đầy căm ghét và gầm lên. Cũng thường thôi, ông nên ngoan ngoãn chút đi. Hoàng Thiên nói rồi cầm hai tay của anh Phó và lẳng ông ta xuống đất. Bịch một tiếng, thân thể gầy còm của anh Phó bị quăng xuống đất. Hoàng Thiên giẫm lên lưng của anh Phó và nói với anh Phó, xem dưới gối của ông ta có gì. Được. Anh Phó nghe mệnh lệnh và lật gối của anh Phó lên. Quả nhiên có một khẩu súng được giấu dưới gối. Anh Thiên, anh cẩn trọng thật đấy. Nếu không lúc nãy chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Anh Phó sợ hãi nghĩ lại rồi cầm lấy khẩu súng. Ông lại còn giả vờ nhát gan à? Nói đi, ông rốt cuộc làm cái gì? Sao phải ở ẩn trong vùng núi sâu thế này? Con rể ông ở Bắc Ninh ngon lành như thế sao ông không đầu quân cho anh ta? Hoàng Thiên hỏi cùng một lúc cả một đống câu hỏi. Anh cảm thấy anh Phó rất đáng ngờ. Anh Phó nằm sấp trên đất và không nói câu gì, mắt của ông ta chuyển động loạn lên, cũng không biết là ông ta đang mưu tính cái gì. Thấy anh Phó không nói gì, Hoàng Thiên không hỏi thêm nữa và chỉ đợi Đinh Toàn trở về. Hoàng Thiên cũng không chắc được chuyện liệu Đinh Toàn có về lại đây hay không nên bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi. Đúng lúc này, điện thoại của Hoàng Thiên đổ chuông. Anh nhìn số điện thoại, không ngờ là Vũ Thanh gọi tới. Vũ Thanh gọi điện đến nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Hoàng Thiên nghe điện thoại ngay. Lo. Cậu chủ, cậu có đang ở Bắc Ninh không? Giọng nói lo lắng của Vũ Thanh truyền đến tai Hoàng Thiên. Tôi đang ở ngoài thành phố, trong một vùng núi. Hoàng Thiên nói. Cậu mau rời khỏi đó đi,
cậu đang gặp nguy hiểm đấy. Vũ Thanh trầm giọng nói. Hoàng Thiên biết rằng Vũ Thanh không phải là người hay nói linh tinh. Anh nghe câu này xong thì cũng thấy lo lắng trong lòng. Nguy hiểm rõ ràng là có, vì dù sao Grusen cũng có súng và tên Đinh Toàn kia là một kẻ gian manh, xảo quyệt. Nhưng Hoàng Thiên không hề sợ hãi những điều này, nếu không thì anh đã không đuổi theo Đinh Toàn tới tận đây. Bất luận thế nào, tôi cũng phải đưa được Đinh Toàn và Grusen về. Hoàng Thiên nói. Cậu chủ, tôi phải nói cho cậu biết về gã Grusen kia. Anh ta là một sát thủ đến từ châu U và thường dẫn theo người đi giết người ở Việt Nam. Anh ta là một mục tiêu quan trọng cần phải truy nã. Vũ Thanh nói như vậy trong điện thoại. Hoàng Thiên cảm thấy bất ngờ, anh không ngờ là gã Grusen này lại ghê gớm đến thế. Người khiến cho Vũ Thanh phải trực tiếp ra tay truy bắt nhất định là không phải là người tâm thường. Không đợi Hoàng Thiên nói tiếp, Vũ Thanh đã lo lắng nói tiếp. Cậu chủ, có thể cậu không biết, Grusen không chỉ có một mình gã ta còn có 4 đồng đội nữa. Tất cả bọn chúng đều là những tay sát thủ nổi tiếng nước ngoài. Và cả anh Phó, bố vợ của Đinh Toàn nữa, ông ta cũng cùng một bọn với đám sát thủ này. Tôi đoán lần này Grusen đến được Bắc Ninh chính là do anh Phó dụ dỗ mời tới. Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy? Tôi lập tức tới chỗ của cậu. Giọng nói của Vũ Thanh gấp gáp, anh ta không muốn để Hoàng Thiên xảy ra chuyện. Thế này là... Hoàng Thiên dùng mình một cái. Anh nhìn anh Phó đang bị anh đạp dưới chân và cảm thấy rất bất ngờ. Đúng là không thể ngờ được lão già gầy còm này lại là đồng bọn của Grusen. Được rồi, để tôi gửi định vị của tôi cho cậu. Cậu có thể nhanh chóng tới đây. Hoàng Thiên nói xong và gửi định vị của anh cho Vũ Thanh. Tình thế đã thay đổi thì Hoàng Thiên không thể ỷ mạnh đánh yếu nữa. Nếu như Grusen và mấy tên đồng bọn của hắn cùng tới đây một lúc thì nhất định không dễ đối phó. Anh lại nhìn anh Phó đang ở dưới chân mình. Hoàng Thiên cười lạnh một cái và nói. Anh Phó, tôi thật sự không nhìn ra, ông cũng không phải là hạng đơn giản gì nhỉ. Anh Phó ngẩng đầu lên và cười gian xảo. Cậu em à, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Ha ha, chả trách ông lại ở lại ở đây. Hóa ra ông không dám lộ mặt ra bên ngoài. Ông sợ bị tóm đúng không? Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Anh Phó không phủ nhận nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đôi mắt gian xảo của ông ta đảo qua đảo lại, không biết ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Ở lại đây rất nguy hiểm, Grusen và đồng bọn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hoàng Thiên nói với anh Phó và Tiêu Tấn. Anh Thiên, không phải chỉ có mình tên sát thủ Grusen thôi à? Có gì mà phải sợ chứ? Anh Phó nhìn Hoàng Thiên nghi hoặc. Gã còn có 4 đồng bọn nữa, tất cả đều là sát thủ. Trói Phó Mẫn và tên Phó kia lại đã, chúng ta ra ngoài ẩn nấp trước. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Sau khi Tiêu Tân và anh Phó nghe xong những gì mà Hoàng Thiên nói, cả hai người đều sửng sốt, họ cảm thấy Hoàng Thiên cẩn thận như vậy thật sự không cần thiết. Anh Thiên, việc này không cần thiết lắm đâu, chẳng phải chỉ là một Đinh Toàn và Grusen thôi sao, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể lật trời được chắc? Anh Phó không thèm quan tâm mà nói với Hoàng Thiên. Tiêu Tân cũng tới bên cạnh Hoàng Thiên, nói với anh Thiên, tôi thấy anh Phó nói rất đúng. Ngay cả cha cậu ta còn bị chúng ta giải quyết thì sợ gì cái tên Đinh Toàn này chứ? Nếu như chỉ một Đinh Toàn thì muốn đối phó với gã ta như thế nào cũng rất dễ dàng. Nhưng bây giờ lại có thêm một nhóm sát thủ nổi danh quốc tế của Grusen, chúng ta vẫn nên cẩn thận để không tạo ra sai lầm o lớn. Hoàng Thiên trầm giọng nói với anh Phó và Tiêu Tân. Một nhóm sát thủ. Tiêu Tân giật mình nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, ý bảo anh Phó và Tiêu Tân làm theo. Anh Phó và Tiêu Tân không dám nói thêm gì nữa, nếu Hoàng Thiên đã ra lệnh thì bọn họ phải phục tùng vô điều kiện thôi. Sau khi đưa Phó Duy Tân và Phó Mẫn ra khỏi căn nhà gõ, Tiêu Tân cho người của mình áp giải hai cha con bọn họ đến bụi cỏ, dùng dây thừng trói chặt rồi bịt miệng cả hai lại. Đương nhiên, đây đều là ý của Hoàng Thiên, rất có khả năng một lát nữa đám người Đinh Toàn trở về, hiện giờ còn chưa biết được thực lực của đối phương như thế nào. Tất nhiên không thể để cho Phó Duy Tân và Phó Mãn tạo ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Cách nhà gỗ hơn 10 mét, tất cả nhóm người Hoàng Thiên đều đang ẩn nấp. Lúc này đang là nửa đêm, gió núi thổi qua từng cơn, làm trên người mát lạnh thoải mái. Dưới chân núi này cái gì cũng tốt, chỉ là mấy con muỗi rất thích hút máu người, Hoàng Thiên cùng mọi người nấp ở đây cũng rất dày vò. Anh Thiên, chúng ta đã ở đây để làm mồi cho muỗi rồi, nếu không đợi được Đinh Toàn và Grusen. Vậy thì chúng ta bị cắn cũng thật uổng phí. Anh Phó không ngừng than khổ,
cuộc sống về đêm ở thành phố Bắc Ninh của anh ta cực kỳ thoải mái, đã bao giờ phải chịu tội như thế này chứ? Tiêu Tân cũng có chút không chịu nổi, gãi những chỗ bị muỗi cắn, nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, nếu không thì chúng ta rút lui đi, theo tôi thấy, chưa chắc đêm nay cái tên Đinh Toàn kia sẽ trở về. Tận dụng thời cơ, Hoàng Thiên chỉ nhẹ nhàng nói một câu, anh đang ở đây đợi Vũ Thanh dẫn người đến, tất nhiên bây giờ không thể rút lui. Vợ và cha vợ của Đinh Toàn đều nằm trong tay chúng ta, chẳng lẽ còn sợ sau này không tìm được cậu ta hay sao? Anh Phó hỏi Hoàng Thiên. Khó nói, với tính cách đó của Đinh Toàn, vì mạng sống thì vợ có nghĩa lý gì chứ? Hoàng Thiên phân tích, Tiêu Tân và anh Phó đầu nhẹ gật đầu, cảm thấy Hoàng Thiên nói rất có đạo lý, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, Hoàng Thiên cùng mọi người nấp vào trong bụi cỏ vậy mà đã hơn một tiếng đồng hồ. Cho đến nửa đêm, Hoàng Thiên cũng không khỏi có chút nóng lòng. Trên người anh bị căn thành nhiều vết lớn như vậy, nếu như không đợi được Đinh Toàn và Grusen thì chỉ có thể nhận không phần tội này. Giữa lúc Hoàng Thiên đang hơi dao động, ở phía xa xa đã có động tĩnh. Chỉ thấy mấy cái bóng đen đang từ xa đi đến, những người này nhanh chóng đến trước căn nhà gỗ. Chúng đến rồi. Tiêu Tân giảm âm lượng, nhẹ giọng nhắc nhở mọi người. Hoàng Thiên giơ tay ngăn lại, ý bảo anh ta đừng có tiếp tục lên tiếng. Mượn ánh trăng, Hoàng Thiên đếm số lượng người bên kia, tổng cộng 6 người. Nhìn theo dáng người, trong đó ngoại trừ một người có hơi gầy thì còn lại 5 người đều rất cao, cơ thể cường tráng, vạm vỡ. 6 người này lần lượt đi vào căn nhà gõ, nhưng không lâu sau đó lại đi ra, hơn nữa bọn họ rõ ràng có chút luống cuống. Anh Thiên, chúng ta lên làm thịt bọn chúng đi. Anh Phó thật sự không kiên nhẫn được nữa, trầm giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói chuyện, lúc này anh đã nhìn thấy rõ ràng, 5 người kia cao lớn vạm vỡ, trong tay mỗi người đều là một cây súng tiểu liên, hỏa lực này tương đối ác liệt. Mà về phía mình, chỉ có anh Phó và Tiêu Tân mang theo súng, còn đều là súng ngắn, làm sao chiến đấu với 5 cây súng tiểu liên bên kia đây? Hiện giờ chỉ có thể chờ Vũ Thanh đến, muốn đối phó với nhóm sát thủ quốc tế thế này, cũng chỉ có Vũ Thanh mới làm được. Đừng nói lung tung, cậu cũng không nhìn thử xem bọn họ đang cầm vũ khí gì. Tiêu Tân vỗ cái đầu chọc của anh Phó một cái, nhỏ giọng nói. Ánh mắt anh Phó không được tốt cho lắm, có hơi cận nhẹ, nghe Tiêu Tân nói xong thì cẩn thận quan sát lại, lúc này mới thấy rõ hỏa lực của đối thủ. Anh ta thè lưỡi một cái, không nói gì nữa. 6 người ở trước mặt, cái tên gây ốm kia đúng là Đinh Toàn, còn lại 5 người thì chính là Grusen và người của anh ta. Cậu Toàn, vì sao vợ và cha vợ của cậu lại âm thầm bỏ đi như vậy? Tiếng Việt của Grusen khá tốt, lúc này đang hỏi Đinh Toàn. Trong đôi mắt sói của Đinh Toàn chợt lóe lên sự sắc bén, bây giờ cậu ta cũng rất phiền muộn. Cậu ta không trả lời Grusen mà lấy điện thoại ra gọi cho Phó Mẫn. Ngay lập tức, điện thoại của Phó Mẫn vang lên. Nhạc chuông điện thoại của cô ta vang lên khá lớn, cách rất xa cũng nghe thấy. Đặc biệt là giữa đêm khuya yên tĩnh thế này, tiếng động càng lớn hơn. Không hay rồi. Trái tim Hoàng Thiên đập mạnh một cái, vừa rồi chỉ lo bịt miệng Phó Duy Tân và Phó Mẫn mà quên mất điện thoại của bọn họ. Nhưng bây giờ đã quá chậm rồi, chuông điện thoại di động vừa vang lên đã lập tức kinh động đến Đinh Toàn và Grusen. Grusen thật sự đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, mang theo 4 người chạy về phía nhóm người Hoàng Thiên. Anh Phó vừa thấy tình hình không ổn, rút súng lục ra muốn nổ súng. Hoàng Thiên vội vàng nằm cổ tay ngăn anh ta lại. Tuyệt đối đừng manh động, nếu như bây giờ mà nổ súng thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở chỗ này. Hoàng Thiên nói với anh Phó. Trong chớp mắt, Grusen đã mang theo người của mình vây tới, 5 cây súng tiểu liên đồng loạt nhắm vào bụi cỏ, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào. Đinh Toàn cũng nhanh chóng đi qua, cặp mắt hình tam giác của tên này cực kỳ tàn nhẫn, lộ ra ánh sáng như sói, đi tới phía sau Grusen. Cậu chủ, xem ra đã có người ra tay với vợ của cậu rồi. Grusen cười lớn một trận, nói với Đinh Toàn. Đôi mắt của Đinh Toàn hiện lên sự hung ác, kêu lớn về phía bụi cỏ, Hoàng Thiên, là mày phải không? Cút ra đây cho tao. Hoàng Thiên biết có nấp nữa cũng vô ích, người ta cũng đã phát hiện ra rồi, còn che che giấu giấu cái cọng lông gì. Anh nháy mắt với Tiêu Tân và anh Phó, ra hiệu hai người mang Phó Mãn và Phó Duy Tân đến đây tạm thời làm con tin trước. Tiêu Tân và anh Phó tự nhiên ngầm hiểu, dùng súng uy hiếp Phó Mẫn và Phó Duy Tân, để giằng co với nhóm người của Đinh Toàn. Hoàng Thiên đứng lên trước tiên,
sau đó mấy người Tiêu Tân cũng đứng lên theo. Mượn ánh trăng, Đinh Toàn thấy rất rõ ràng, người đang đứng trước mặt đúng là Hoàng Thiên. Vừa thấy vợ và cha vợ mình bị người ta cầm súng chĩa vào đầu, Đinh Toàn nổi giận đùng đùng. Mày giỏi lắm Hoàng Thiên, lá gan của mày cũng không nhỏ đâu, lại còn dám bắt vợ tao. Vẻ mặt Đinh Toàn u ám, hung ác hét vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng ở đó vẫn khá bình tĩnh, dù sao bây giờ trong tay có con tin, không sợ đám người Đinh Toàn làm bậy. Chẳng phải lá gan của cậu còn lớn hơn sao? Đinh Toàn, tôi khuyên cậu vẫn nên đừng tự tìm đường chết, mau kêu người của cậu bỏ súng xuống, tôi còn có thể tha cho mày một mạng. Hoàng Thiên nghiêm nghị nói. Sau khi Đinh Toàn nghe Hoàng Thiên nói xong thì lập tức cười lớn một trận, cảm thấy giống như mình đang nghe một câu chuyện hài buồn cười nhất trên đời này vậy. Ha ha ha, tao nói này Hoàng Thiên, có phải là mày sợ đến choáng váng luôn rồi hay không? Mày nghĩ là có Lão Việt giúp đỡ thì mày hay rồi à? Tao nói cho mày biết, chỉ với hai cây súng bắn chim đó của tụi mày á hả? Ngay cả cái rắm cũng không có. Đinh Toàn cực kỳ kiêu ngạo nói với Hoàng Thiên. Đinh Toàn, nếu cậu dám làm càn, vợ và cha vợ cậu cũng đừng nghĩ tới việc sống sót. Tiêu Tân hung ác dùng súng đập nhẹ vào. Đầu Phó Mẫn, quát lớn với Đinh Toàn. Thật lâu sau Đinh Toàn cũng không lên tiếng, vợ cậu ta bị Hoàng Thiên khống chế, cậu ta cũng rất khó xử lý. Nếu như không phải như vậy, cậu ta đã sớm để đám người Grusen nổ súng. Tuy là như thế, nhưng cái tên Đinh Toàn này thật sự cũng không vô dụng, ánh mắt khẽ đảo vài vòng, cậu ta đã có chủ ý. Ha ha, mấy người này tao đã sớm không cần nữa, mày muốn giết thì cứ giết quách đi cho xong. Đinh Toàn cười lạnh một trận, tỏ vẻ không sao cả. Hoàng Thiên nghe thấy Đinh Toàn nói như vậy, trong lòng không khỏi trùng xuống. Nếu thật sự giống như cậu ta nói, mình và những người đang ở đây ai cũng không thể sống sót, năm cây súng tiểu liên đó cũng không phải là rốn. Sau khi Phó Mãn nghe được những lời Đinh Toàn nói, cô ta tức đến mức muốn nổ tung, nhưng vì bị chặn miệng nên không thể nói được những lời trong bụng. Tiêu Tân lấy đồ vật chặn trong miệng cô ta xuống, cô muốn nói cái gì thì cứ nói. Rốt cuộc Phó Mãn cũng có thể mở miệng, mang Đinh Toàn rất lớn tiếng, anh bị bệnh à? Nếu anh dám làm như vậy với tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đinh Toàn vô cùng buồn bực, thầm nghĩ đồ đàn bà ngu xuẩn, không nhìn ra được là ông đây chỉ đang ra vẻ nhẹ nhõm để dụ đám người Hoàng Thiên hay sao. Trong lòng bỗng cực kỳ tức giận, Đinh Toàn đã không thể kìm chế nổi bản tính độc ác tàn nhãn của mình, phất tay với Grusen, nổ súng, bắn chết hết tất cả bọn chúng. Grusen đã muốn làm như vậy từ lâu, lúc này bốn người kia đã nạp đạn lên nòng, chuẩn bị nổ súng. Phó Duy Tân sốt ruột cuống cuồng, trong miệng lại bị chặn không thể nói được. Lão già này cũng sắp phát điên đến nơi. Nhưng ông ta lại là đồng bọn của Grusen, thấy mình sắp bị đồng bọn giết chết, Phó Duy Tân thật sự buồn bực muốn chết. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy Đinh Toàn điên cuồng như vậy thì biết đêm nay nhất định rất khó qua khỏi. Vừa định cố gắng hết sức liều mạng với đối phương, nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang lên. Một tràng tiếng súng nổ qua đi, rồi nhìn lại năm người Grusen, thấy súng trên tay bọn họ toàn bộ bị rớt xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, cổ tay mấy người Grusen đều bị bắn trúng, đạn của súng trường tự động, đường kính rất lớn, trực tiếp bắn gãy cổ tay của cả năm người này. Một màn bất thình lình xảy ra, những người đang có mặt tại đây đều sợ ngây người, vài giây sau vẫn không kịp phản ứng có chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả Hoàng Thiên cũng cực kỳ ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng việc phải chết là không thể nghi ngờ, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Đinh Toàn cũng ngu người luôn. Cứ đứng được ra đó như một thằng ngốc, một hồi lâu sau mới nhìn xung quanh tìm người. Bình bịch, từng bóng dáng vô cùng thoăn thoắt chạy tới từ cách đó không xa, khoảng chừng mười mấy người, tất cả đều mặc quân phục ngụy trang, trong tay mỗi người đều cầm một cây súng trường tự động. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Mười thanh niên mặc quân phục ngụy trang bao vây đám người Đỉnh Toàn, lớn tiếng cảnh cáo bọn họ. Đám người Grusen đã không thể nâng tay lên được rồi, tất cả cổ tay đều bị trúng đạn. Xem như phế đi. Chỉ có Đinh Toàn là tay chân còn linh hoạt, làm sao mà cái tên này từng nhìn thấy cục diện như thế này được. Cho nên ngoan ngoãn đưa hai tay qua đầu. Không nhúc nhích, không nhúc nhích, tôi giơ tay ngay đây. Đinh Toàn hét lớn, sợ đối phương bắn chết cậu ta. Cùng lúc đó, một người đàn ông gầy gò được vũ trang đầy đủ, đang từ xa bước tới. Người này bước đến trước mặt Hoàng Thiên, đứng nghiêm tiêu chuẩn, chào Hoàng Thiên theo nghi thức quân đội. Trong lòng Hoàng Thiên nhẹ nhõm,
ngay khi ngàn cân treo sợi tóc thì Vũ Thanh đã đến. Người đàn ông gầy gò kia đúng là Vũ Thanh, còn mười mấy người thanh niên mặc quân phục ngụy trang kia, thì đều là thuộc hạ mà Vũ Thanh mang đến thành phố Bắc Ninh. Trước mặt nhiều người như vậy, Vũ Thanh cũng không dám lộ ra thân phận của Hoàng Thiên, chỉ nói một câu, anh Thiên, tôi đã đến chậm, khiến anh sợ hãi rồi. Đến rất đúng lúc. Hoàng Thiên cười nhạt, vỗ vỗ bả vai Vũ Thanh. Vào thời điểm quan trọng, thì đó phải là Vũ Thanh, thật sự quá tuyệt vời. Ninh Toàn nhìn Vũ Thanh và mấy người do anh ta mang đến, trái tim vọt lên tới cổ họng, không biết đây là có chuyện gì đang xảy ra. Bao vây cậu ta là những bộ quân phục ngụy trang, quả thực rất giống bộ đội đặc chủng, rốt cuộc thì Hoàng Thiên là ai? Tại sao lại có thể điều động được những người này? Trong lòng Ninh Toàn như có trăm ngàn sợi dây mắc vào nhau không cách nào gỡ, sợ đến mức choáng váng. Hoàng Thiên nhìn bộ dạng ngu ngốc của Ninh Toàn, anh đi tới. Anh Thiên, anh muốn làm cái gì? Ninh Toàn hoàn toàn không còn uy phong, lắp ba lắp bắp hỏi Hoàng Thiên. Chỉ bằng cậu, có tư cách để biết không? Hoàng Thiên vỗ võ khuôn mặt Ninh Toàn, lạnh lùng nói. Anh Thiên, tay của đám người Grusen cũng đã bị phế rồi, chuyện của chúng ta tối nay coi như xong đi, không đánh thì không quen biết mà, sau này chúng ta còn có thể làm bạn. Ninh Toàn không biết xấu hổ, lầm bầm với Hoàng Thiên. Làm bạn với Hoàng Thiên tao đây, mày cũng xứng sao? Giọng nói Hoàng Thiên lạnh lão. Trái tim Ninh Toàn mãnh liệt chìm xuống, cậu ta cũng biết, Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy. Bịch bịch, Ninh Toàn vẫn rất sợ chết, chân tay mềm như quỳ dưới chân Hoàng Thiên. Bốp 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 bốp, cái tên này vì để bảo vệ bản thân nên đã chủ động tát vào mặt mình. Vừa tát, vừa gào khóc, cậu chủ Thiên, anh tha cho tôi lần này đi, từ nay về sau tôi sẽ rời xa thành phố Bắc Ninh, sẽ không bao. Giờ đến, làm phiền anh nữa đâu. Ha ha, đã muộn rồi. Lúc trước tôi không nên nương tay để lại một cái tai họa là cậu, làm ra biết bao nhiêu chuyện như vậy. Hoàng Thiên cười lạnh, nói với Ninh Toàn. Cậu chủ Thiên, chẳng lẽ anh thật sự muốn giết tôi hay sao? Ninh Toàn trơ mắt nhìn Hoàng Thiên, gần như tuyệt vọng nói. Hoàng Thiên không thèm để ý đến cái tên này, nhìn Vũ Thanh nói, Vũ Thanh, chẳng phải các cậu đang truy bắt đám người Grusen hay sao? Nếu vậy thì mấy người này giao cho cậu. Vũ Thanh gật đầu với Hoàng Thiên, đúng vậy, đám người Grusen thường xuyên lẻn vào Việt Nam, đã thực hiện không ít vụ giết người, bọn chúng là tội phạm truy nã. Không chỉ có riêng bọn chúng không đâu mà cả đồng bọn của bọn chúng ở Việt Nam, toàn bộ đều phải chịu sự trừng phạt và xét xử. Vũ Thanh nói đến đây thì quét mắt nhìn về phía Phó Duy Tân và Đinh Toàn. Sau khi hai người này nghe Vũ Thanh nói như vậy, cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Được, vậy thì những người này giao cho cậu. Vũ Thanh gật đầu, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ, áp giải tất cả những người này lên xe. Vâng, mười thuộc hạ đồng thanh hô lớn, áp giải tất cả đám người Grusen và Đinh Toàn rời đi. Khi đến lượt Phó Mẫn, cô ta sợ đến mức muốn tiểu trong quần. Cô ta không biết rốt cuộc là Vũ Thanh có thân phận gì, càng không biết mình sẽ bị bắt đi đâu. Nhưng cô ta là vợ của Đinh Toàn, tham gia vào mấy chuyện này cũng không ít, coi như là đồng phạm, bị áp giải đi cũng không oan. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh, rồi lại thấy những thuộc hạ mà anh ta mang theo đã bắt hết tất cả đám người Đinh Toàn, tảng đá trong lòng anh cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Đừng thấy đối phó với hội sói điên rất thuận lợi, nhưng chuyện này lại trộn lẫn thêm đám người Grusen, vẫn vô cùng nguy hiểm. Vũ Thanh, cậu vẫn cần phải quay về thành phố Bắc Ninh một chuyến, cũng nên bắt luôn cả Đinh Mạnh lại. Hoàng Thiên tới gần Vũ Thanh, nói với anh ta. Vũ Thanh nghe xong gật gật đầu, cho dù Hoàng Thiên không nói thì anh ta cũng muốn diệt cỏ tận gốc, anh ta làm sao có thể buông tha cho lão già Đinh Mạnh kia được. Yên tâm đi, tôi sẽ lập tức quay lại bắt lão già Đinh Mạnh đi. Vũ Thanh đáp lại. Hoàng Thiên vẫn khá yên tâm về Vũ Thanh, lúc này không nói thêm gì nữa. Mang theo Tiêu Tân và anh phó quay trở về thành phố Bắc Ninh. Có Vũ Thanh áp giải Đinh Mạnh, chắc chắn sẽ không có chút sơ sót nào, Hoàng Thiên căn bản không cần phải quan tâm đến những thứ này. Anh Thiên, cũng quá tuyệt rồi, người tên Vũ Thanh kia có thân phận gì vậy? Vẻ mặt anh phó tò mò, lúc nhắc tới Vũ Thanh, quả thực anh ta cực kỳ sùng bái. Đúng vậy đấy anh Thiên, nếu như hôm nay không có Vũ Thanh mang người đến, chắc chắn chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng Tiêu Tân vẫn còn sợ hãi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ cười nhẹ, không giải thích quá nhiều với bọn họ, về tới nhà hàng Thiên Đường của Lã Việt, cũng đã hơn 2 giờ sáng.
Lúc này Lâm Ngọc An đang ngồi bên trong nhà ăn, một chút buồn ngủ cũng không có. Cô thật sự rất lo lắng cho Hoàng Thiên, bởi vì Hoàng Thiên phải đối mặt với hội sói điên. Đó là tổ chức hung hiểm, tàn nhẫn cỡ nào cơ chứ? Trần Giang với Trương Vĩ ngồi đối diện Lâm Ngọc An, trong lòng hai người họ đều cảm thấy vô cùng tội lỗi, dù sao lừa gạt Lâm Ngọc An cũng là một chuyện rất thiếu đạo đức. Cho nên hai người cũng không còn mặt mũi để nói chuyện với Lâm Ngọc An, ngồi ở trên ghế mà trong lòng cực kỳ thấp thỏm, không biết sau khi Hoàng Thiên trở về sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Trần Giang vốn dĩ định gọi điện thoại cho Trương Lan Hương để cầu cứu, nhưng điện thoại đã bị quản lý nhà hàng tịch thu, cô ta có muốn gọi cũng không được. Điện thoại Trương Vĩ cũng bị tịch thu, còn bị người quản lý nam đeo mắt kính mang theo một nhóm nhân viên phục vụ tạm giam, anh ta và Trần Giang có muốn chạy cũng không được. Đúng lúc này, Hoàng Thiên mang theo Tiêu Tân và anh Phó đi vào trong nhà hàng. Anh Thiên, anh trở về rồi. Người đàn ông đeo mắt kính kích động chạy ra chào đón, cúi đầu khom lưng chào hỏi. Sở dĩ kích động là do anh ta thật sự chịu đựng, phải tạm giam Trần Giang và Trương Vĩ, đây thật sự là một công việc rất cực khổ. Hoàng Thiên không nói câu nào, sắc mặt của anh cực kỳ u ám. Ánh mắt liếc về phía Trần Giang và Trương Vĩ, lửa giận bốc lên một lần nữa. Trước kia hai người này xem thường anh, khinh bỉ anh, mỉa mai anh, những thứ này anh cũng không để trong lòng, càng không có giận lây sang Trần Giang và Trương Vĩ. Thế nhưng mà Trần Giang và Trương Vĩ dám lừa gạt Ngọc An như vậy, thật sự là đang đốt tam vị chân hỏa cháy lên. Hoàng Thiên, anh không sao chứ? Vẻ mặt Lâm Ngọc An lo lắng chạy đến, nhìn Hoàng Thiên từ trên xuống dưới, kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu hay không. Khi nhìn thấy Lâm Ngọc An, ánh mắt Hoàng Thiên mới có một chút dịu dàng. Anh không sao, một lát nữa chúng ta hãng về nhà. Hoàng Thiên cười dịu dàng với Lâm Ngọc An. Vâng. Lâm Ngọc An gật gật đầu, cô ngồi ngốc ở chỗ này đã sớm đủ rồi, nhưng lại không dám về nhà một mình, cho nên vẫn luôn ngồi ở đây đợi Hoàng Thiên. Em rể. Anh rể. Trần Giang và Trương Vĩ đều đứng lên đến gần Hoàng Thiên, trên mặt cả hai người bọn họ đều là vẻ mặt cầu xin Hoàng Thiên tha thứ. Hoàng Thiên vừa nhìn thấy họ đã nổi giận đùng đùng, thật sự hận không thể đánh họ thật nặng một trận nữa. Nhìn lên mặt Trần Giang, chỉ thấy Trần Giang nào còn dáng vẻ hung hãn trước đây nữa chứ. Trước đây Trần Giang vừa thấy Hoàng Thiên, cả cái miệng kia còn có thể vứt ra sau đầu, chứ đừng nói đến sự kiêu ngạo và khinh nhờn kia. Nhưng lúc này, Trần Giang lại vô cùng chột dạ, chỉ muốn lách qua được ải này thôi. Trương Vĩ cũng vậy, tên nhóc này cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng không dám quái gỡ với Hoàng Thiên nữa, lòng căng thẳng cùng cực. Hai người muốn nói gì? Hoàng Thiên lạnh nhạt nhìn Trần Giang và Trương Vĩ, hỏi họ. Trương Vĩ không dám đáp lời, cúi thấp đầu không nói lời nào. Trần Giang cố ép ra một cười cứng nhắc, nói với Hoàng Thiên, em rể, giờ đã tối rồi, chị sắp sửa mệt chết đến nơi rồi đây, cậu đưa chị về nhà đi. Đưa cô về nhà sao? Lông mày của Hoàng Thiên nhíu chặt thành một hàng, cô Trần Giang này nghĩ thế nào vậy, ông đây không xử lý cô đã là may lắm rồi, còn đưa cô về nhà à? Đúng đó, đã là nửa đêm khuya rồi, anh nhẫn tâm để chị về nhà một mình sao? Anh yên tâm được à? Trần Giang tự cảm thấy mình rất tốt đẹp, còn thật sự cho rằng mình có giá trị lắm. Đúng đó anh rể, chị Giang là đàn bà con gái, đi về khuya không an toàn. Trương Vĩ đứng một bên cười gượng nói. Hoàng Thiên vừa thấy hai người này còn cười được thì lửa giận trong lòng càng bừng cháy dữ dội hơn. Trông có vẻ họ chẳng hề ý thức được lỗi của mình chút nào, không có chút ý muốn thay đổi nào, thật sự quá đáng ghét mà. Anh còn gì đáng để cười sao? Sắc mặt Hoàng Thiên lạnh lùng cùng cực, chỉ vào mũi Trương Vĩ hỏi. Trương Vĩ không cười nổi nữa, anh ta miệt thị Hoàng Thiên tận xương tủy, bây giờ bị Hoàng Thiên dùng sắc mặt lạnh lùng chỏ mũi thì giận điếng người. Một thứ đổ bỏ đi mà cũng dám kiêu căng sao, dám chỏ vào mũi tôi nói chuyện à. Đúng là phản rồi mà. Trong lòng Trương Vĩ thầm nghĩ, trừng mắt với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vốn đã muốn xử lý tên em vợ không biết điều này rồi. Thấy tên nhóc này còn dám phồng mang trợn mắt với anh, Hoàng Thiên sao có thể mặc cho cậu ta làm gì thì làm nữa. Bốp! Hoàng Thiên không nói thừa một câu, đưa tay cho Trương Vĩ một tát. Anh đánh tôi đến nghiện rồi phải không? Trong mắt Trương Vĩ trợn tròn lên, lấy tay che mặt chất vấn Hoàng Thiên. Đúng là đánh anh đến nỗi ghiền rồi đấy thì thế nào? Hoàng Thiên tức giận đáp, rồi lại giáng hai cái tát liên tiếp xuống. Đánh đến nỗi Trương Vĩ tắt điện. Lau vết máu trên khóe môi, không dám đáp trả lại nữa.
Còn cô nữa, cô cười cái gì? Chơi xỏ Ngọc An xong cô vui lắm đấy à? Hoàng Thiên chỉ vào Trần Giang hỏi. Trần Giang tức đến nỗi cắn môi, cô ta càng không phục, tên phế vật trong lòng cô lại làm nên trò à, dạo này kiêu căng quá nhỉ. Hoàng Thiên, anh có biết rằng mình đang nói chuyện với ai không hải? Tôi tốt xấu gì cũng là chị họ anh đang tỏ thái độ gì với tôi thế hả? Trần Giang xù lông to tiếng quát mắng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy rất buồn cười, Trần Giang còn biết mình là chị họ của Ngọc An sao? Chị họ à, cô cũng xứng làm chị học của tôi và Ngọc An sao? Lúc cô bán Ngọc An cho Đinh Toàn có nghĩ đến việc cô ấy là em họ ruột thịt của cô không? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Trần Giang quát. Trần Giang bị anh chất vấn mà cứng cả họng, nhưng tận sâu đáy lòng, cô ta vẫn rất xem thường Hoàng Thiên, giờ bị Hoàng Thiên giáo huấn như vậy đương nhiên cô ta rất không phục rồi. Hừ, anh đừng có nói mấy chuyện vô dụng này với tôi. Chuyện đã xảy ra rồi, chẳng lẽ anh muốn lấy mạng tôi à? Tránh ra, tôi muốn về nhà. Trần Giang nổi giận đùng đùng nói hết, ra sức đẩy Hoàng Thiên một cái. Cô muốn đi là đi à? Xin lỗi Ngọc An ngay. Hoàng Thiên đanh giọng quát. Gì cơ, bảo tôi xin lỗi á? Tôi nói cho anh biết, Trần Giang này không có thói quen xin lỗi người khác. Trần Giang đầu nói liều, tức anh ếch hét với Hoàng Thiên. Thôi đi Hoàng Thiên, đều đã qua rồi, để Lâm Ngọc An ở bên cạnh khuyên nhủ Hoàng Thiên, chuyện đã xảy ra rồi, cô cũng không muốn lý luận với Trần Giang xem ai đúng ai sai nữa. Thấy Lâm Ngọc An muốn nhân nhượng để yên thân, trong lòng Hoàng Thiên vẫn rất bùi ngùi. Tính cách cô vợ này của mình vẫn luôn như vậy, quá lương thiện quá dễ mềm lòng. Đương nhiên Hoàng Thiên không thể cho qua như vậy, có lần thứ nhất sẽ lại có lần thứ hai, Trần Giang và Trương Vĩ giữ giá không chịu xin lỗi, chứng tỏ trong lòng họ không hề có chút hối hận nào, nói không chừng sau này sẽ còn chơi xỏ Lâm Ngọc An nữa. Hoàng Thiên này cũng không có thói quen lặp lại lời nói, nếu hai người đã không chịu xin lỗi, vậy thì đừng trách tôi. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ lạnh, nhìn Trần Giang và Trương Vĩ nói. Trần Giang và Trương Vĩ cũng không ngốc. Đương nhiên hiểu ra được trong lời nói của Hoàng Thiên còn ẩn ý khác, e là sẽ bất lợi với họ. Anh nói câu này có ý gì đây? Anh nói rõ chút xem nào. Trần Giang có chút hoảng, vội vàng hỏi Hoàng Thiên. Đúng đó, trong câu này của anh còn có ẩn ý khác, rốt cuộc là có ý gì? Trương Vĩ cũng hoảng sợ một phen, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên nói được làm được, không lại nhảy với hai người họ nữa, lúc này quay người nói với Lâm Ngọc An. Đi thôi vợ à, chúng ta về nhà thôi. Lâm Ngọc An đồng ý, chuẩn bị về nhà với Hoàng Thiên. Trần Giang ưỡn ngực, cũng chuẩn bị rời khỏi. Tim Trương Vĩ đập thình thịch, tên nhóc này bị dọa trắng bệch cả mặt, máy móc đi theo sau Trần Giang, cũng chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Anh Thiên, phải xử lý hai người này thế nào đây? Người đàn ông đeo mắt kính lập tức đuổi theo hỏi ý Hoàng Thiên. Cậu tự xem mà xử lý đi, cho họ chút bài học. Hoàng Thiên dặn dò nói. Vâng. Anh mắt kính đồng ý đáp, dẫn theo vài nhân viên phục vụ bắt Trần Giang và Trương Vĩ lại. Các người làm gì vậy? Buông tay ra. Trần Giang của mắng tỏ oai phong. Bỏ tôi ra, các người muốn làm gì? Trương Vĩ cũng bày ra vẻ hung dữ, chất vấn nói. Muốn làm gì à? Muốn làm việc này. Người đàn ông đeo mắt kính lạnh lùng cười, giương bàn tay to lớn lên giáng cho Trần Giang và Trương Vĩ vài cái tát. Dưới trướng của Lã Việt làm gì có ai là đứa trẻ ngoan ngoãn chứ? Người đàn ông này cũng là người trong thế giới ngầm, xử lý Trần Giang và Trương Vĩ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Khốn nạn, anh bỏ chúng tôi ra mau, tay tôi bị vặn đau rồi này. Trần Giang tức giận hét to. Hai nhân phục vụ đang giữ lấy tay Trần Giang không vì vậy mà buông lỏng, vẫn khống chế Trần Giang thật chặt. DMML, mày đánh tao cái nữa thử xem nào. Trương Vĩ tức giận mắng người đàn ông đeo mắt kính. Anh ta muốn dùng cách hung dữ này để hù dọa. Nhưng rồi Trương Vĩ nhanh chóng phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Ha ha, lâu rồi không ai dám mắng tôi, tên nhóc này dũng cảm quá nhỉ. Người đàn ông đeo kính bật cười, lấy gậy cọ ngứa mà anh thường dùng rồi tát vào miệng Trương Vĩ. Cây gậy cọ ngứa này được làm bằng tre, thường ngày anh mắt kính dùng nó để cọ lưng, tối nay có thể mang ra dùng rồi. Tiếng bốp bốp giòn tay liên tục vẳng vào tai, người đàn ông đeo kính đánh liên tiếp mười mấy cái. Trương Vĩ bị đánh đến nỗi khóc la âm trời như giết heo vậy, trên miệng đầy máu, răng cửa bị đánh gãy một chiếc. A a, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đau, tiếng kêu của Trương Vĩ vang lên không dứt, môi bị đánh sưng như hai cây lạp xưởng,
giống như nhân vật Âu Dương Phong trong phim, Đông Thành Tây Tựu, vậy. Nói thừa, cậu mà không thấy đau thì tôi còn đánh làm gì? Anh mắt kính cười, lại đánh Trương Vĩ thêm mười mấy cái. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An vừa đi đến cửa, sau lưng đã truyền đến tiếng la hét của Trần Giang và Trương Vĩ, Lâm Ngọc An đành dừng bước lại, quay đầu liếc nhìn. Đi thôi Ngọc An, mau về ngủ một giấc, trời sắp sáng rồi. Hoàng Thiên cười nhạt với Lâm Ngọc An, muốn ôm cô ra ngoài. Lâm Ngọc An thở dài một hơi nhẹ, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Giang và Trương Vĩ, cô vẫn có chút không đành lòng. Dạy dỗ học một chút là được rồi, thả họ đi. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên nói. Không được, trừ khi họ xin lỗi em, bảo đảm sau này không dám động đến em nữa. Hoàng Thiên lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Thấy Hoàng Thiên như vậy, Lâm Ngọc An biết không thể khuyên nổi anh, nhưng dù sao thì tiếng kêu của Trần Giang và Trương Vĩ quá thảm, cô vẫn có chút không đành lòng được. Lâm Ngọc An lắc đầu, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao thì cô biết Hoàng Thiên cũng không hề làm sai, người như Trần Giang và Trương Vĩ, nếu không cho họ một bài học đau đớn, không biết chừng sau này họ lại dở trò gì nữa. Người đàn ông đeo kính bên kia đang vô cùng vui sướng, lâu rồi không xử lý người khác như vậy rồi, tối nay anh mắt kính nghiện mất rồi. Thấy Trần Giang không chịu khuất phục, người đàn ông đeo kính hừ một tiếng, lấy gậy cọ lưng hô hô trước mặt Trần Giang. Anh Thiên bảo cô xin lỗi vợ anh ấy, cô có làm không hả? Người đàn ông đeo kính nghịch cây gậy cọ lưng, hỏi Trần Giang. Xin lỗi cái MM đấy. Trần Giang phụt một miếng, nhổ hết lên mặt anh mắt kính. Người đàn ông đeo kính lau mặt mình, tức đến nỗi rơi cả mắt kính xuống đất. Được lắm, cô chơi trò ương ngạnh với tôi ấy ai? Người đàn ông đeo kính nhặt gậy cọ lưng lên, đánh vào miệng Trần Giang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phản ứng của Trần Giang cũng còn rất nhanh, vừa thấy người đàn ông đeo kính sắp đánh cô ta liền nhanh chóng cúi thấp đầu tránh qua một chút. Người đàn ông đeo kính đánh vào khoảng không, không đánh trúng Trần Giang. Đánh không trúng, tức chết anh luôn đi. Trần Giang trừng mắt khiêu khích người đàn ông. Cô ta làm cho cơn tức người đàn ông đeo kính bùng lên, anh ta lập tức nắm lấy tóc Trần Giang làm cho đầu cô ta không lộn xộn được nữa, rồi sau đó nhanh chóng đấm vào khuôn mặt thiếu đánh của cô ta một cái. Sau khi bị đấm cái thứ nhất, Trần Giang đã cảm thấy chịu không nổi nữa rồi, vài đấm tiếp theo càng làm cho cô ta đau đến chết đi sống lại. Đừng đánh nữa, đánh nữa răng tôi cũng gấy luôn mất. Trần Giang cũng không dám ngông nghênh nữa, vừa khóc vừa thét cầu xin tha thứ. Dù sao Trần Giang cũng là phụ nữ, hơn nữa còn là chị vợ của Hoàng Thiên, vì vậy người đàn ông đeo kính cũng không xuống tay quá nặng, nếu không thì Trần Giang đã sớm bị đấm rụng răng như Trương Vĩ rồi. Nghĩ thông suốt chưa, có chịu xin lỗi vợ của anh Thiên không? Người đàn ông đeo kính hung hăng quát Trần Giang. Ai bị đánh cũng sẽ chịu không nổi, một người phụ nữ nhu nhược như Trần Giang càng chịu không nổi nữa. Trong lòng cô ta mắng thầm Hoàng Thiên, thật sự hận đến mức muốn ăn thịt Hoàng Thiên luôn. Nhưng mà cô ta không dám nói những lời đó ra khỏi miệng, bây giờ cô ta cũng coi như là đã biết thời biết thế, nếu không xin lỗi Lâm Ngọc An thì cô ta cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Tôi xin lỗi là được chứ gì? Mau buông tôi ra, Trần Giang hô lên. Lúc này người đàn ông đeo kính mới ra hiệu bảo mấy nhân viên phục vụ buông Trần Giang ra, sau đó anh ta đứng một bên nhìn chằm chằm, anh ta làm vậy cũng là để lấy lòng Hoàng Thiên. Trần Giang đã không còn cách nào khác. Nếu không xin lỗi Lâm Ngọc An cô ta thật sự sẽ bị đánh tiếp, cứ đánh lên mặt như vậy cô ta thật sự chịu không nổi nữa. Xin lỗi Ngọc An, chị không nên hãm hại em tha thứ cho chị đi. Trần Giang đi tới trước mặt Lâm Ngọc An, giọng nói nhỏ nhẹ khép nép mà nói. Điều này thật sự không dễ dàng gì, một người vẫn luôn kiêu ngạo, tự cao như Trần Giang vậy mà phải cúi đầu nhận lỗi với Lâm Ngọc An. Điều này cũng làm cho Lâm Ngọc An cảm thấy không quen lắm. Từ nhỏ đến lớn Trần Giang luôn là một người rất cường thế, luôn đè đầu cưỡi cổ cô. Không ngờ rằng tối hôm nay người chị họ ngạo mạn này vậy mà lại cúi đầu xin lỗi cô. Lâm Ngọc An không thể không có chút oán hận nào được, chị họ cô lại hại cô như thế, xém chút nữa đã làm cho cô bị người khác làm nhục, cô ngoại trừ phân nộ thì càng nhiều hơn là thấy lạnh lẽo trong lòng. Mặc dù lúc này Lâm Ngọc An không nói gì nhưng trong lòng đã không còn phẫn nộ như thế nữa, cô chỉ đứng ở nơi đó nhìn Trần Giang. Nhìn thấy Trần Giang đi tới xin lỗi Lâm Ngọc An thì giận dữ trong lòng Hoàng Thiên mới vơi đi một chút. Còn mày nữa, thằng ngốc mày đứng ở đó làm gì? Hoàng Thiên chỉ Trương Vĩ.
Trương Vĩ sớm đã bị đánh tới mức không dám hó hé gì, mặc dù trong lòng anh ta cũng hận Hoàng Thiên muốn chết nhưng cũng giống như Trần Giang, đều là giận mà không dám nói gì. Thấy Hoàng Thiên kêu, anh ta nhanh chóng đi qua. Chị Ngọc An, đều là do tôi nhất thời hồ đồ, chị đừng trách tôi, xin lỗi chị. Trương Vĩ cúi đầu khom lưng nói với Lâm Ngọc An. Nhưng mà ai cũng có thể nhận ra tên Trương Vĩ này xin lỗi không có chút thành ý nào, hoàn toàn là đang diễn trò mà thôi. Lâm Ngọc An cũng không để ý nhiều như vậy, cô nhìn Trần Giang và Trương Vĩ, thở dài nói, thôi được rồi, về sau các người tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong Lâm Ngọc An cũng không muốn nhìn họ thêm cái nào nữa, kéo cánh tay Hoàng Thiên rồi liền đi khỏi nhà hàng. Nhìn thấy Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đã rời đi, trong lòng Trần Giang và Trương Vĩ lại càng thêm căng thẳng. Chủ yếu là sợ người đàn ông đeo kính lại ra tay với họ nữa, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đều đã đi cả rồi, nếu như người đàn ông đeo kính không chịu bỏ qua cho họ thì họ hoàn toàn xong đời rồi. Trần Giang nhìn người đàn ông đeo kính một cái, cô ta không dám trực tiếp bỏ đi, trong lòng vô cùng hoảng loạn liên tiếp nhủ thầm đừng mà, đừng mà. Còn nhìn cái gì nữa? Cút đi. Người đàn ông đeo kính phất phất tay với Trần Giang, ra hiệu cô ta có thể cút đi được rồi. Trần Giang giống như là đã chút được gánh nặng, cô ta chạy trối chết ra khỏi nhà hàng như sợ người đàn ông đeo kính đổi ý vậy. Trương Vĩ cũng liều mạng chạy ra ngoài, sau khi đuổi kịp Trần Giang thì tức giận đến mức cắn chặt răng. Chị Giang, Trương Vĩ em đây nhất định sẽ ghi nhớ nỗi nhục tối nay trong lòng. Trương Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói với Trần Giang. Trần Giang cũng nổi cơn tam bành, cô ta nhìn Trương Vĩ nói, Trương Vĩ em phải nhớ, món nợ này chị nhất định sẽ tìm Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đòi lại. Chị Giang, chị có cách gì hay không? Đờ mờ nó chứ, nếu em không làm cho hai kẻ rác rưởi kia phải bò xuống đất gọi cha thì em sẽ nuốt không trôi cơn tức này. Trương Vĩ tức giận đùng đùng mà la lên, mặt đều đã xanh mét. Trần Giang có thể có cách gì hay chứ? Mặc dù rất hận Hoàng Thiên nhưng cô ta vẫn chưa có cách gì hay để trả thù Hoàng Thiên. Để chị suy nghĩ cho thật kỹ đã, đợi có cơ hội chúng ta lại tính sổ với hai kẻ rác rưởi đó. Trần Giang tức giận nói. Trương Vĩ cũng chỉ là nói cho sướng miệng, cậu ta cũng không có cách gì đối phó với Hoàng Thiên, đánh thì cậu ta đánh không lại Hoàng Thiên, lúc trước cậu ta cũng đi tìm Trương Lan Phượng tố cáo rồi nhưng hoàn toàn không làm được gì Hoàng Thiên cả, bởi vì hình như bây giờ Hoàng Thiên đã không còn để Trương Lan Phượng vào mắt nữa. Sau khi Trần Giang và Trương Vĩ đứng bên đường chút giận xong thì ai tự về nhà nấy. Khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An về tới nhà thì thấy Trương Lan Phượng và Lâm Huỳnh Mai đang ngủ say bên trong. Họ nhẹ nhàng trở về phòng rồi cũng đi ngủ luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Thiên làm đồ ăn sáng cho Lâm Ngọc An, chuẩn bị ăn xong sẽ chờ cô đi làm. Trương Lan Phượng dậy rất sớm, sau khi nhìn thấu Hoàng Thiên thì hừ, một tiếng trong lỗ mũi. Hừ, tối qua mấy giờ về? Trương Lan Phượng hỏi Hoàng Thiên. Nhìn thấy bộ dáng, lợn chết không sợ nước sôi, của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên cũng không muốn để ý đến bà. Anh cùng Lâm Ngọc An ăn sáng. Không thèm để ý tới Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng thấy thái độ của Hoàng Thiên đối với bà như thế thì lửa giận trong phút chốc lại vọt lên. Được lắm, cậu càng ngày càng quá đáng, giờ không thèm để tôi vào mắt nữa đúng không? Trương Lan Phượng trừng mắt hét lên với Hoàng Thiên. Mẹ muốn nói gì thì nói đi, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Hoàng Thiên cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu rồi thôi. Trương Lan Phượng tức đến mức thiếu chút nữa là nhảy đồng lên. Bà ta vốn dĩ sống chết gì cũng chướng mắt Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên đối với bà ta như thế thì làm sao mà nhịn được. Được lắm, vậy thì tôi nói thẳng với cậu. Sau này cậu muốn về mấy giờ thì về, nhưng tôi không cho phép Ngọc An về nhà muộn, buổi tối cậu dẫn theo nó tôi không yên tâm. Trương Lan Phượng lớn tiếng nói. Hoàng Thiên nghe vậy thì vô cùng cạn lời, Lâm Ngọc An là vợ anh dẫn vợ anh ra ngoài thì Trương Lan Phượng không yên tâm gì chứ. Mẹ có biết tại sao tôi và Ngọc An lại về muộn không? Mẹ không biết gì cả mà hét lớn như vậy làm gì? Hoàng Thiên đập bàn đứng dậy, nói với Trương Lan Phượng. Việc này dọa Trương Lan Phượng nhảy dựng, bà ta không ngờ rằng phản ứng của Hoàng Thiên lại kịch liệt như vậy. Cậu hét tôi cái gì mà hét chứ? Cậu và Ngọc An sao lại về muộn thì sao tôi biết được chứ? Không biết thì đừng nói nữa. Hoàng Thiên nói xong thì không để ý tới Trương Lan Phượng nữa. Thấy Lâm Ngọc An đã ăn xong thì anh liền dắt Lâm Ngọc An đi ra cửa. Mặc dù Lâm Ngọc An đã sớm quen với loại khắc khẩu hàng ngày thế này nhưng cô thật sự không hy vọng trong nhà sẽ thế này mãi. Quay đầu nhìn Trương Lan Phượng một cái, Lâm Ngọc An nói, mẹ,
sau này mẹ sửa lại tính nết một chút đi, đừng cãi nhau nữa được không? Trương Lan Phượng đảo cặp mắt trắng dã, không chịu thua mà nói, ý của con là tính tình của mẹ không tốt phải không? Con không thấy Hoàng Thiên vừa dùng thái độ gì nói chuyện với mẹ sao? Cậu ta có để mẹ trong mắt sao? Ai ya, mẹ lịch sự với Hoàng Thiên một chút thì sao anh ấy lại nói với mẹ như thế chứ? Mẹ, con đi làm trước đây. Lâm Ngọc An nói xong thì cùng Hoàng Thiên đi ra khỏi cửa. Trương Lan Phượng tức đến mức dậm chân, trong lòng nghĩ xong rồi, con gái bị tẩy não hoàn toàn rồi, càng ngày càng đứng về phía Hoàng Thiên rồi. Tức giận thì tức giận nhưng Trương Lan Phượng cũng không có cách nào cả, bà ta phát hiện ra gần đây Hoàng Thiên thay đổi rất nhiều, bà ta đã không qua mặt Hoàng Thiên được nữa rồi. Sau Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến công ty thì một mình lái xe về nhà. Lúc gần về đến nhà thì Hoàng Thiên đột nhiên thấy Trương Lan Phượng ở bên vệ đường. Lúc này Trương Lan Phượng ăn mặc vô cùng thời thượng, hôm nay lại còn trang điểm nữa, đừng thấy Trương Lan Phượng đã hơn 40 tuổi rồi, nhưng trang điểm lên như thế thật sự vẫn còn một chút cảm giác thùy mị, thướt tha. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, Trương Lan Phượng khi còn trẻ là đệ nhất mỹ nữ, bây giờ mặc dù tuổi tác đã lớn một chút nhưng ít nhất cũng coi như đẹp. Có một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt Trương Lan Phượng, còn có một người đàn ông trẻ khoảng hơn 20 tuổi. Hai người đó ăn mặc rất cầu kỳ, đứng trước một chiếc xe thương vụ xa hoa, vừa nhìn liền biết là người có tiền. Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng buồn bực, Trương Lan Phượng quen biết những người có tiền như thế khi nào chứ? Vốn dĩ Hoàng Thiên nghĩ lái xe đi qua là xong, anh không muốn phải chào hỏi với Trương Lan Phượng. Nhưng Trương Lan Phượng rất tinh mắt, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra xe của Hoàng Thiên, nhanh chóng chạy ra đường chặn xe Hoàng Thiên lại. Hoàng Thiên cũng đành phải xuống xe, Trương Lan Phượng đi qua hất hàm sai khiến Hoàng Thiên, này, cậu đi đón Ngọc An về nhanh đi. Trương Lan Phượng, bà chưa uống thuốc à? Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ cao ngạo của Trương Lan Phượng thì trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh bây giờ đã không muốn nhường nhịn, thuận theo ý một chút nào nữa. Nhưng mà đang có người thân của Trương Lan Phượng ở đây, dù sao bà ta cũng là mẹ vợ anh không thể không chừa cho bà A chút mặt mũi nào. Con biết rồi. Hoàng Thiên đáp một tiếng cho có rồi chuẩn bị lên xe rời đi. Ngay lúc này, người thanh niên kia lên tiếng, giọng điệu cợt cợt nhả nhả chỉ vào Hoàng Thiên nói, ha ha, cô Phượng, đây là ai vậy? Là con của cô sao, anh ấy nghe lời cô thật đó. Cái giọng điệu kia mang đầy sự mỉa mai mà ai nghe cũng có thể nhận ra ngay. Trương Lan Phượng cũng nghe ra, bà ta trợn mắt lườm Hoàng Thiên một cái, có vẻ bà ta cảm thấy quen biết người như Hoàng Thiên rất mất mặt. Đi đến đâu cũng bị khinh thường, cười nhạo. Được rồi, mau đi đi, bọn tôi ở đây đợi. Bà ta rất không kiên nhẫn với Hoàng Thiên, phẩy phẩy tay xua anh, ý bảo anh nhanh đi đi. Đang ở trước mặt người ngoài nên Hoàng Thiên cũng không thèm chấp nhặt với Trương Lan Phượng làm gì, anh bước lên xe đi đón Lâm Ngọc An. Người thanh niên kia nhìn Hoàng Thiên cưỡi con xe rẻ tiền rời đi thì nở nụ cười khinh bỉ, quay sang nói với Trương Lan Phượng, cô Phượng, người đó rốt cuộc là ai vậy? Trương Lan Phượng nghe cậu ta hỏi thì mặt mày đỏ lên, bà ta luôn cảm thấy không muốn bất kỳ ai biết Hoàng Thiên có quan hệ gì với gia đình mình cả, quả đúng là một nỗi sỉ nhục. Văn Doãn à, cô nói ra cũng không sợ cháu cười, tên cậu ta Hoàng Thiên, là con rể của cô. Trương Lan Phượng nói. Phạm Văn Doãn nghe vậy thì nhìn thẳng mặt Trương Lan Phượng cười rồi nói, cô Phượng, cháu cũng nghe cha nói rằng nhà dì vừa rước thêm cậu con rể về nhà, thật đúng vậy sao? Thấy Phạm Văn Doãn biết rõ còn cố tình hỏi chuyện này, Trương Lan Phượng càng cảm thấy mất mặt. Đúng vậy, Hoàng Thiên đang ở rể ở nhà cô, Trương Lan Phượng xấu hổ nhưng vẫn nói. Ha ha, từ trước tới giờ cháu chỉ nghe mỗi chuyện rước con dâu vào nhà chứ rước con rể đúng là lần đầu mới nghe đấy, hôm nay đúng là biết thêm được nhiều thứ hay ho ghê. Phạm Văn Doãn cười ha hả, giọng chứa đầy sự khinh bỉ, mỉa mai. Trương Lan Phượng cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu, bà ta thấy rước tên con rể này về đúng là tự làm mất mặt mình. Người trung niên kia chính là cha của Phạm Văn Doãn, Phạm Văn Hồng, ông ta là bạn học thời cấp 3 của Trương Lan Phượng. Nói gì chứ, năm đó bà ta chính là hoa khôi của cả trường mà Phạm Văn Hồng chính là một trong những người mê bà ta như điếu đổ. Hôm nay, Phạm Văn Hồng mang con trai ông ta đến Bắc Ninh để khảo sát thị trường nên hẹn Trương Lan Phượng ra gặp mặt, coi như là bạn cũ gặp mặt. Bạn học cũ gặp mặt mà người đó lại từng là người theo đuổi bà ta suốt nhiều năm nên lòng hư vinh của bà ta rất thỏa mãn. Nhưng thật không ngờ vừa gặp mặt không được bao lâu thì Hoàng Thiên bị con ông ta cười nhạo, trong lòng bà ta cảm thấy rất phiền.
Thấy vẻ mặt xấu hổ của Trương Lan Phượng thì Phạm Văn Hồng mỉm cười nói, Lan Phượng, con gái của cậu chắc hẳn rất đẹp, sao lại chọn chồng kiểu này? Những lời này càng như vết rằm găm vào tim bà ta. Bà ta hận người chồng đã mất của chính mình, năm đó đầu óc của ông ta bị nhúng nước sao? Tự dưng nhận cái tên Hoàng Thiên trời ơi đất hỡi về làm con rể chứ? Phạm Văn Hồng, anh đừng nhắc tới nỗi đau của tôi nữa được không? Ha ha, tất cả là do số mệnh trêu người, ai biết được tương lai đâu? Hai, nếu như con trai của anh là con rể tôi có phải tốt không cơ chứ? Trương Lan Phượng nói xong thì quay sang nhìn Phạm Văn Doãn vẫn đang đứng cạnh đó, chẳng hiểu sao càng xem cậu ta bà càng thấy vừa mắt. Vừa mắt cũng không hẳn là cậu ta mà là cả gia nghiệp của cậu ta nữa. Nhà họ Phạm rất có tiền, mấy năm nay Phạm Văn Hồng rất ăn nên làm ra, thế nên có thể gọi Phạm Văn Doãn là con ông cháu cha, bộ dáng mày râu nhẫn nhụi, áo quần bảnh bao này cũng khiến cậu ta trông rất ra dáng mà Trương Lan Phượng rất ưng ý mấy cậu trai kiểu này. Mà Phạm Văn Doãn đứng cạnh đó cũng rất thích chí, cảm thấy mình rất hơn người. Mà sau lời nói của hai người này cậu ta cũng cảm thấy rất tò mò, không biết con gái của Trương Lan Phượng dài ngắn ra sao, dung mạo thế nào. Nếu rất xinh đẹp thì cậu A sẽ không ngại đập nhà mà cướp hoa. Ha ha, đây là cậu nói đấy nhớ, tôi cũng cảm thấy ý tưởng này rất được đó. Lan Phượng à, cậu nghĩ mà xem, năm đó chuyện của hai chúng ta không thể đi được xa, bây giờ để con cái của chúng ta đi nốt quãng đường đó, coi như là bù đắp chút nuối tiếc tuổi trẻ của tôi, như vậy có phải hay không? Phạm Văn Hồng cười to, nói đùa với Trương Lan Phượng như vậy. Nhưng trong lòng Trương Lan Phượng lại không coi những lời đó là đùa giỡn, bà ta bắt đầu nghiêm túc đánh giá Phạm Văn Doãn, cảm thấy cậu thanh niên này rất được. Tên Phạm Văn Doãn này còn mặt dày hơn, nói toẹt ra rằng, cha, nếu cha muốn bù đắp nuối tiếc thì con sẵn sàng giúp đỡ, con sẽ sang ngay nhà cô Phượng làm con rể. Phạm Văn Hồng không biết thằng con trai của mình đang nói thật hay nói đùa, nói, thôi thôi, con gái của Lan Phượng cũng đã kết hôn rồi, anh còn ăn nói linh tỉnh cái gì? Ha ha, người ta bây giờ kết hôn với nhau nhiều lắm cha, không hợp nhau rồi ly hôn cũng nhiều, không còn cổ hủ như hồi xưa đâu. Con nhìn cái tên Hoàng Thiên kia chẳng có gì tốt cả, nào xứng làm con rể của cô Phượng chứ? Phạm Văn Doãn vừa lắc đầu vừa cười nói. Phạm Văn Hồng nghe vậy thì hai mắt cũng sáng lên. Chuyện cưới hỏi của thằng con này làm ông đau đầu lâu lắm rồi, bởi vì thằng này suốt ngày ra đường ăn chơi, đàn bà bên nó cũng nhiều vô số kể, nhưng không có ai làm nó vừa mắt cả nên vẫn chưa có đối tượng nào để bàn chuyện cưới xin nghiêm túc cả, vẫn cứ bỏ ngỏ ở đó. Nếu Văn Doãn vừa ý con gái của Trương Lan Phượng thì là chuyện đáng mừng rồi. Phạm Văn Hồng cũng không biết xấu hổ nghĩ những thứ này. Ông ta liếc nhìn Trương Lan Phượng mà cười đầy ý nhị, rồi im lặng không nói. Trương Lan Phượng rất biết nhìn mặt đoán ý, bà ta nhìn thấy vẻ mặt của Phạm Văn Hồng như vậy, lại nhìn sang Phạm Văn Doãn thì lập tức cảm thấy chuyện này không còn là nói đùa nữa rồi. Bây giờ Trịnh Hiếu Phong đã bay sang Châu Phi công tác rồi, Trương Lan Phượng cũng không biết tại sao nhưng mà cậu Phong chắc hẳn không phải là đi chơi. Mà con rể lý tưởng nhất mà bà ta muốn là cậu ấm nhà họ Hoàng ở thủ đô lại chưa thấy mặt đâu. Bà ta đã hết hy vọng vào con rể lý tưởng rồi. Nhưng mà bây giờ, Phạm Văn Doãn cũng là con cái nhà giàu lại xuất hiện làm cho ngọn lửa hy vọng của bà ta cho tàn lại cháy. Ha ha, Lan Phượng, có phải cậu rất không hài lòng với cậu con rể hiện tại phải không? Phạm Văn Hồng là người rất khôn khéo, gian xảo, ông ta hơi liếc mắt đã nhận ra không hài lòng với Hoàng Thiên thậm chí là chán ghét. Trương Lan Phượng thở dài một cái rồi đáp lại ông ta, dù sao cũng từng là bạn học, tôi nói ra cũng không sợ anh cười. Nói thật, mối hôn sự này của con gái, tôi từ đầu đến giờ vẫn phản đối, cái tên con rể đến ăn nhờ ở đậu kia khiến tôi rất chướng mắt. Đừng tức giận, đừng giận, ha ha, mọi chuyện đã như vậy rồi tôi cũng không để ý, tôi hiểu mà. Thế này đi Lan Phượng, lát nữa con gái của cậu cũng đến đây thì tiện thể cho hai đứa nhỏ làm quen luôn, cùng là người trẻ với nhau chắc có nhiều chuyện để nói, nếu hai đứa đều vừa ý thì chúng ta thành thông gia rồi, như thế chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Phạm Văn Hồng cười tủm tỉm nói. Trương Lan Phượng càng nghe càng thấy có lý, bà ta vẫn luôn muốn tống cổ Hoàng Thiên ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lại tự nhiên nhặt được con rùa vàng nữa thì làm sao bà ta có thể bỏ qua cơ hội để được sống những ngày trong nhung lụa được chứ? Được, cứ như vậy đi. Lát nữa khi con gái tôi đến thì tôi sẽ nghĩ cách đuổi tên Hoàng Thiên đi chỗ khác rồi để cho Văn Doãn với con gái tôi ở riêng cho chúng làm quen, trò chuyện với nhau. Trương Lan Phượng vừa gật đầu vừa nói. Phạm Văn Hồng cũng vui vẻ gật đầu, ông ta cười rất đắc chí.
Trong lòng Phạm Văn Doãn cũng rất phấn khích, thằng này đang suy nghĩ xem dung mạo con gái Trương Lan Phượng thế nào, hẳn là rất xinh đẹp, bởi vì trước đây cậu A từng nghe Phạm Văn Hồng nói Trương Lan Phượng từng là hoa khôi của trường thì chắc con gái bà ta sẽ không sâu đi đằng nào được. Quan trọng nhất là thằng này có sở thích đập chậu cướp hoa, cướp vợ của người khác. Hắn cảm thấy là vậy thì mình rất hơn người, lại rất kích thích nữa. Thế nên dù Lâm Ngọc An không có dung mạo xuất chúng đi chăng nữa thì Phạm Văn Doãn cũng sẽ không nhìn được mà cướp đi. Hơn nữa, tên này cảm thấy Hoàng Thiên là kẻ nghèo rất mồng tơi, nếu cướp đi vợ của kẻ như thế thì đã sao? Hoàng Thiên có thể làm gì à? Ba người đứng cùng nhau, mỗi người lại mang mục đích riêng, mà có vẻ họ đều nghĩ mình đạt được mục đích rồi nên rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đợi Lâm Ngọc An tới. Hoàng Thiên không hề hay biết có ba kẻ đang âm mưu nhơ bẩn nhằm phá hoại gia đình anh thậm chí còn chẳng biết quan hệ giữa hai cha con kia với Trương Lan Phượng là gì nữa, đoán chừng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hoàng Thiên lái xe đến công ty của Lâm Ngọc An rồi đón cô về, Hoàng Thiên, mẹ gọi em về nhà gấp thế làm gì? Lâm Ngọc An ngồi trên xe, quay sang hỏi Hoàng Thiên một cách khó hiểu. Hoàng Thiên cũng nào có biết Trương Lan Phượng muốn cái gì đâu, chỉ trả lời Lâm Ngọc An rằng, anh cũng không biết. Hình như gặp một người bạn của bà ấy. Rất nhanh, Hoàng Thiên chở Lâm Ngọc An đến điểm hẹn. Trương Lan Phượng nhìn thấy Lâm Ngọc An tới thì trong lòng vui mừng khôn xiết. Mấy năm nay, con gái vẫn chưa từng ngủ chung giường với Hoàng Thiên, điểm này bà ta chắc chắn nên cũng không ngại bên nhà họ Phạm bắt bẻ. Cũng vì thế mà bà ta cảm thấy tình cảm giữa Lâm Ngọc An với Hoàng Thiên cũng chẳng có mấy, nên chỉ cần có người con trai nhà mặt phố, bố làm to. Lại còn đẹp trai người người nữa ngỏ lời thì Lâm Ngọc An chắc chắn sẽ đá tên Hoàng Thiên đi thôi. Mà bây giờ, Phạm Văn Doãn chính là người đó, có tiền, có mặt, nên bà ta đoán chừng việc hôm nay êm đẹp rồi. Ngọc An, mau đến đây, mẹ giới thiệu cho con người bạn của mẹ với con trai chú ấy. Đây là Phạm Văn Hồng, là bạn học thời cấp 3 của mẹ, còn đây là Phạm Văn Doãn, quý tử nhà họ Phạm. Trương Lan Phượng không đợi được mà kéo Lâm Ngọc An tới để giới thiệu hai cha con họ Phạm. Có vẻ bà ta rất nóng lòng muốn bán con gái. Mà bà ta còn gọi Phạm Văn Doãn là quý tử nhà họ Phạm, đây như là giới thiệu luôn ra thế nhà họ Phạm lớn như thế nào vậy. Ôi thần linh ơi! Hoàng Thiên có bộ não rất thông minh đấy, vừa nghe được giọng điệu của Phạm Lan Phượng thì biết ngay mà ta muốn làm gì. Xem ra, bà mẹ vợ này lại quên uống thuốc rồi. Rốt cuộc bệnh gì để người ta cứ thấy trai trẻ có tiền là sấn đến làm mối vậy. Nhận ra điều này khiến Hoàng Thiên vô cùng tức giận. Anh cũng hối hận vì không nhận ra sớm hơn, nếu như vậy anh sẽ không bao giờ đưa vợ mình đến nơi này. Ngọc An, chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên bước vội đến bên này rồi kéo tay Lâm Ngọc An đi về rời đi. Mặc kệ sắc mặt Trương Lan Phượng đang dần trở nên khó coi hơn, khiến bà ta phải tức đến dậm chân. Đứng lại đó, Hoàng Thiên cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Trương Lan Tuyết xông tới, chắn ngay trước mặt Hoàng Thiên. Bà ta trừng mắt với cậu rồi kéo lấy tay Lâm Ngọc An, không để cô rời đi cùng Hoàng Thiên. Làm cái gì, tôi phải hỏi bà câu đó mới đúng, Trương Lan Phượng rốt cuộc bà muốn thế nào đây, bệnh cũ của bà lại tái phát à? Đến mức này thì Hoàng Thiên không nhịn Trương Lan Phượng nữa, anh mặc kệ mặt mũi bà ta trước mặt người khác mà lạnh lùng nói. Sự thay đổi này lập tức khiến Trương Lan Phượng tức giận, bà ta đẩy Hoàng Thiên rồi quát lên, cậu mau thả Ngọc An ra. Hoàng Thiên! Cậu có còn coi tôi là mẹ vợ không hả, đồ bất hiếu, ngay trước mặt người ngoài cậu dám gọi thẳng tên mẹ vợ mình, lại còn nói tôi như vậy, có còn biết trên biết dưới thế nào không? Đúng vậy, Lan Phượng là mẹ vợ của anh đấy, sao anh có thể vô lễ gọi thẳng tên như vậy chứ? Phạm Văn Hồng đứng gần đó cũng lên tiếng bênh vực Trương Lan Phượng. Ông ta khoanh tròn tay, đánh giá Hoàng Thiên từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh hừ lạnh. Ông là cái thá gì, chuyện nhà chúng tôi đến lượt ông nhúng mũi vào à? Hoàng Thiên lạnh lùng liếc ông ta rồi đáp trả. Phạm Văn Hồng không ngờ lại dám phản bác lại, tên Chu Thiên này cũng dũng cảm đấy. Người bình thường gặp phải khí thế cùng cái bộ đáng giàu chảy mỡ của ông ta thì ai nấy cũng phải cúi đầu, người khác cũng phải kiêng nể vài phần. Không ngờ hôm nay gặp được cái tên Hoàng Thiên không biết trời cao đất dày này lại dám hỗn hào với ông ta khiến ông ta cảm giác như bị người vả một phát vậy, rất tức giận. Ha ha, được rồi, cậu thanh niên trẻ tuổi rất kiêu ngạo. Phạm Văn Hồng, tên cáo già này chả sắp thành tinh rồi. Dù ông ta có phân nộ đến đâu nhưng ngoài mặt vẫn có thể cười ha hả, khiến người ta chả lần được đâu mới là bộ mặt thật của gã. Tâm trạng của Hoàng Thiên rất tệ,
chẳng có đâu thời gian tốn nước bọt cùng Phạm Văn Hồng. Lúc này anh liếc sang thằng con của ông ta. Giờ phút này Phạm Văn Doãn Dãi đã chảy đầy đất rồi. Thằng này cứ tưởng Lâm Ngọc An chỉ là có chút nhan sắc thôi, nhưng nhìn thấy Lâm Ngọc An từ giây phút đầu tiên thì cậu ta đã hiểu, khuynh quốc khuynh thành là gì. Con gái vây quanh Phạm Văn Doãn rất nhiều, đủ mọi loại thành phần, gầy, béo, cao, lùn, từ Thảo Mộc đến Thảo Mai có đủ cả và hầu như đều được xem là mỹ nữ. Nhưng để những mỹ nữ kia lên bàn cân với Lâm Ngọc An thì quả thực quá không công bằng với họ. Được nhìn dung mạo Lâm Ngọc An ở khoảng cách gần khiến hai con mắt của cậu ta như muốn dính lên người Lâm Ngọc An vậy, ánh nhìn ghê rợn tới mức Lâm Ngọc An phải giật nảy mình. Phạm Văn Doãn cứ nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An như thế, mặc kệ mấy người khác đang nói cái gì, nhìn như thể sợ bỏ lỡ mất một giây nào, tham làm không biết điểm dừng mà thưởng thức. Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng này của Phạm Văn Doãn thì đoán được ngay nhân phẩm tên này thế nào. Trong lòng cũng biết rõ trận chiến hôm nay không thể tránh khỏi rồi, chiến dịch bảo vệ vợ yêu khởi động. Lâm Ngọc An cũng cảm nhận được ánh nhìn bất nhã của Phạm Văn Doãn, làm sao người này không biết xấu hổ quá vậy. Nhìn chằm chằm người khác dù mới gặp lần đầu, khiến gai ốc của cô muốn nổi lên đầy người rồi. Mẹ, mẹ gọi con đến đây gấp thế là có chuyện gì? Vẻ mặt Lâm Ngọc An đầy nghiêm túc nhìn Trương Thục mà hỏi. Cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này cùng Hoàng Thiên. Nếu như tiếp tục bị Phạm Văn Doãn nhìn như vậy cô chắc không nhịn nổi mà đánh người mất. Ha ha, mẹ vẫn chưa giới thiệu xong, đây là Phạm Văn Hồng, là bạn học thời cấp 3 của mẹ. Trương Lan Phượng giới thiệu lại Phạm Văn Hồng với Lâm Ngọc An lần nữa. Chào chú Hồng. Lâm Ngọc An vẫn đầy đủ lễ phép mà chào hỏi. Phạm Văn Hồng rất gian xảo, ông ta nhìn vẻ mặt của Phạm Văn Doãn, ông rất hiểu rõ thằng con này của mình, liếc cái đã biết Văn Doãn bị Lâm Ngọc An làm cho mê muội rồi. Không chỉ có đứa con là Phạm Văn Doãn bị mê hoặc, cái lão già biến thái Phạm Văn Hồng này cũng bị vẻ đẹp của Lâm Ngọc An làm cho mê điên mê đảo. Giống, thực quá giống Trương Lan Phượng thời trẻ, hơn nữa còn là bản nâng cấp, tinh xảo gấp 10 lần nữa kia ô Phạm Văn Hồng cảm thán trong lòng hồi lâu rồi mới đáp lại Lâm Ngọc An. Ha ha, con quả thực là đứa hiểu lễ nghĩa, rất được. Đối mặt với đôi mắt him him của Phạm Văn Hồng, Lâm Ngọc An cảm thấy cạn lời rồi. Hai người này chắc chắn là cha con ruột. Cái bộ dáng háo sắc sao có thể giống nhau tới vậy cơ chứ? Hai kẻ này mấy đời rồi chưa nhìn thấy giống cái nào sao? Mà sao nhân cách lại có thể rách nát tới mức này chứ? Với hai người này, ngôn ngữ của Lâm Ngọc An đã bị sa mạc hóa, cảm nhận lần đầu gặp mặt đã về số âm. Mẹ, công việc của con còn đang chất đống đấy, rất nhiều việc cần phải xử lý nên giờ con phải trở lại công ty ngay. Cô quay sang nói với Trương Lan Phượng rồi chuẩn bị lên xe rời đi với Hoàng Thiên. Nhưng Trương Lan Phượng làm sao có thể để cô rời đi dễ dàng như vậy được, bà ta còn đang muốn để cô ở lại tâm sự với Phạm Văn Doãn nữa kia. Ngọc An, con đừng đi vội, chú Hồng thi thoảng mới có dịp xuống Bắc Ninh chơi một lần, đây lại là lần đầu tiên gặp mặt nữa sao có thể cứ bỏ đi được, thật không lễ phép. Trương Lan Phượng vừa nói vừa xông đến trước mặt Lâm Ngọc An, bà ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho cô. Lâm Ngọc An tương đối hiểu tính tình của Trương Lan Phượng nên vừa liếc thấy bà ta lúc này thì cô hiểu ngay. Xem ra đúng như Hoàng Thiên nói, bà mẹ này của cô hôm nay phát bệnh mà chưa uống thuốc rồi, lại muốn bán cô cho mấy tên công tử bột hệ con ông cháu cha à. Trong lòng Lâm Ngọc An khó chịu lắm rồi, cô nói với Trương Lan Phượng, có gì đợi con tan làm rồi nói. Nói xong cô cũng kệ Trương Lan Phượng thế nào mà lên xe rời đi cùng Hoàng Thiên. Thấy thế Trương Lan Phượng vội vàng chạy theo. Bà ta quyết tâm muốn chia rẽ Lâm Ngọc An với Hoàng Thiên vì thế khiến bà ta chạy rất nhanh đến trước xe của hai người. Hoàng Thiên, anh cần làm gì thì đi trước đi, để Văn Doãn đưa Ngọc An đến công ty cho. Trương Lan Phượng không chừa cho Hoàng Thiên chút mặt mũi nào mà nói thẳng ra như vậy, này chẳng khác nào nói anh nhường vợ mình cho người khác đi. Hoàng Thiên thật không nhịn nổi người đàn bà Trương Lan Phượng này nữa rồi. Ý đồ của bà ta đã quá rõ ràng, đã vậy còn không thèm nể nang chút nào mà. Đúng là chỉ kém nói toẹt ra bảo anh nhường vợ cho thằng khác thôi. Hoàng Thiên thực ngứa tay rồi, hận không thể táng cho Trương Lan Phượng mấy cái. Nhưng nhìn Lâm Ngọc An bên cạnh anh lại cắn răng mà nhìn xuống, dù sao bà ta cũng là mẹ của Lâm Ngọc An, anh cũng không muốn ra tay đánh Trương Lan Phượng ngay trước mặt cô. Ha ha, tôi thấy người xinh đẹp như cô An sao có thể ngồi một chiếc xe như vậy chứ, như thế thì quá thiệt thòi cho cô rồi. Nhìn cô như vậy tôi rất đau lòng. Hay cô sang ngồi chiếc xe Mercedes-Benz của nhà tôi đi. Phạm Văn Doãn bộ dáng kịch cớm, tự mãn đi tới nói,
nhìn chăm chú Lâm Ngọc An rồi quay sang ném cho Hoàng Thiên một ánh nhìn đầy khiêu khích. Trong lòng Hoàng Thiên không nhịn được cười, tên Phạm Văn Doãn này đang khoe của trước mặt anh à. Một chiếc xe Mercedes-Benz lởm của cậu ta đáng giá mấy đồng chứ? Hoàng Thiên vứt cho Phạm Văn Doãn một cái cười lạnh, anh cảm thấy nói cùng với loại người này thật vô dụng, tốn thời gian nên mặc kệ họ mà bước lên xe. Lâm Ngọc An cũng lập tức nối gót anh lên xe, ngồi vào ghế phụ rồi quay sang nói với anh, đi thôi. Hoàng Thiên vừa gật đầu vừa bắt đầu khởi động xe đưa em Ngọc An trở về công ty. Hai người họ như vậy khiến Trương Lan Phượng tức đến nghiến răng nghiến lợi, giẫm mạnh chân xuống đất. Bà ta vừa nghĩ ra kế hoạch để Phạm Văn Doãn được ở riêng với Lâm Ngọc An thì không ngờ cô lại dứt khoát quay gót bỏ đi. Nhưng tất cả vẫn là do tên Hoàng Thiên kia, cậu ta có đi thì Lâm Ngọc An mới đi theo được. Nghĩ như vậy thì Trương Lan Phượng càng trở nên tức giận, quyết tâm chia rẽ Hoàng Thiên ra khỏi Lâm Ngọc An ngày càng mãnh liệt, nhưng mà chuyện này khả năng không dễ dàng chút nào cô Phượng, cô sao vậy ạ? Phạm Văn Doãn vừa cười vừa hỏi Trương Lan Phượng. Cũng không có gì. Con cứ yên tâm đi Văn Doãn, cô chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho con và Ngọc An nhà cô ở riêng với nhau, chỉ cần con nắm chắc cơ hội thôi là được. Trương Lan Phượng vỗ ngực đảm bảo với Phạm Văn Doãn. Nghe được vậy thì Phạm Văn Doãn nụ cười càng rộng hơn, nói với Trương Lan Phượng, vậy con cảm ơn dì Phượng trước. Nhưng mà có chuyện này con phải hứa với dì, sau này khi kết hôn với Ngọc An con nhất định phải đối xử với nó thật tốt đấy. Trương Lan Phượng mặt mày nghiêm túc nói với Phạm Văn Doãn. Đương nhiên rồi cô, Ngọc An xinh đẹp như vậy thì làm sao con nỡ đối xử tệ hay làm tổn thương cô ấy được chứ? Phạm Văn Doãn mặt không đỏ, tim không run vừa cười vừa nói ra những lời này, có vẻ tên này đã nói những lời không biết xấu hổ như vậy thật nhiều lần. Trương Lan Phượng rất sợ Phạm Văn Doãn chê Lâm Ngọc An đã từng kết hôn, nhưng không dám nói thẳng ra nên quanh co vòng vèo nói nhỏ với Phạm Văn Doãn. Văn Doãn à, cô nói cho con biết chuyện này, đừng nhìn Ngọc An đã kết hôn rồi mà hiểu lầm Ngọc An. Nó từ khi kết hôn đến giờ vẫn luôn không cho Hoàng Thiên đụng chạm gì đâu. Chuyện này, Phạm Văn Doãn nghe những lời này thì hai mắt sáng lên, giọng đầy sự kích động. Thật sao? Hai mắt Phạm Doãn Văn mở to nhìn Trương Lan Phượng hỏi. Thật, sao cô có thể lừa Doãn Văn chứ? Trương Lan Phượng đắc chí cười cười. Phạm Văn Doãn không bình tĩnh nổi, sự khát vọng của cậu ta đối với Lâm Ngọc An càng tăng cao. Cùng với đó sự khinh bỉ của cậu ta với Hoàng Thiên cũng càng tăng thêm. Tên Hoàng Thiên này đúng là tên bất lực, vô dụng, cưới vợ đã lâu như vậy rồi mà vẫn không ngủ chung giường nổi Phạm Văn Doãn nghĩ thầm. Mừng thầm, khinh bỉ trong lòng xong cậu ta bắt đầu hỏi thăm Trương Lan Phượng, cô Phượng, công ty của Ngọc An ở đâu vây, con qua đó xem cô ấy thế nào chút. Phạm Văn Doãn nói vậy thì đúng với những gì Trương Lan Phượng muốn, bà ta mỉm cười lấy lòng nói, là công ty Nguyên Đạt. Con bé còn là tổng giám đốc ở đó nữa đấy. Vậy sao, thật tuyệt, ha ha, vậy con đi tìm cô ấy đây, tạm biệt cô. Phạm Văn Doãn phấn khích như người điên vậy, vui vẻ chạy chiếc Mercedes-Benz đến công ty của Lâm Ngọc An. Trong lòng Trương Lan Phượng và Phạm Văn Hồng đều cảm thấy rất mỹ mãn. Hai người cứ như vậy mà ở chung một chỗ với nhau. Phạm Văn Hồng nhìn Trương Lan Phượng lại nhớ về tình xưa, cho tàn lại cháy. Ông ta muốn cùng Trương Lan Phượng làm chút gì đó để bù đắp lại những tiếc nuối thuở nào. Trương Lan Phượng cùng nhìn ra ý định của Phạm Văn Hồng, thế rồi hai người dắt díu nhau đi vào một quán cà phê gần đó. Phạm Văn Doãn rất nhanh chạy xe đến công ty của Lâm Ngọc An, mà cách đó không xa cũng đỗ một chiếc xe quen mắt, Hoàng Thiên vẫn ngồi trong đó. Anh vẫn đỗ bên lề đường vào của công ty. Phạm Văn Doãn cái gì cũng không tốt được mỗi cái mắt tốt, vừa liếc mắt đã thấy được xe của Hoàng Thiên. Thằng này xuống xe, nghênh ngang đi tới chỗ xe Hoàng Thiên đang đỗ, miệng thì treo một nụ cười muốn ăn đập. Cậu ta gõ cửa sổ xe của Hoàng Thiên nghe được thì quay sang nhìn, thấy Phạm Văn đang đứng đó thì không khỏi nở nụ cười lạnh. Xem ra thằng này đúng là tê ân trùng lên não, có vẻ rất thích vợ của anh rồi thì phải, còn vác xác tới tận đây nữa. Địa ngục không có cửa lại cứ đòi xông vào. Đúng là tự tìm đường chết, chọn phần mộ còn rất đẹp nữa. Còn chưa đợi Hoàng Thiên lên tiếng thì Phạm Văn Doãn đã cất lời trước, Hoàng Thiên, anh cho một cái giá đi, anh muốn bao nhiêu tiền thì rời xa Ngọc An hả, đại gia có thể cho anh. Khi Phạm Văn Doãn nói lời này, đôi mắt nhỏ xíu trợn trừng với Hoàng Thiên, dáng vẻ rất khiêu khích. Loại người ấu trĩ như này thì Hoàng Thiên cũng thật sự cạn lời. Phạm Văn Doãn đang âm mưu gì, Hoàng Thiên đều nhìn thấy rõ hết, bây giờ tên nhóc này quả nhiên đã thẳng thừng lật ngửa bài rồi. Hả? Cậu có nhiều tiền lắm sao?
Hoàng Thiên lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc, thổi làn khói trắng về phía Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Doãn bị sặc đến liên tục ho khan, cậu ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, nói, ha ha, anh cảm thấy thế nào? Cửa hàng tôi mở là bán xe Mercedes, cửa hàng anh mở là BYD, lĩnh vực kinh doanh tương đồng với anh nói xem tôi có được xem là người có tiền không? Nếu như cậu thật sự có tiền thì lấy 300.000 tỷ ra đây, không thì đừng nói mình là người có tiền. Hoàng Thiên khinh thường nhìn Phạm Văn Doãn, cười khẩy nói. Phạm Văn Doãn không ngờ Hoàng Thiên sẽ nói vậy, cậu ta tức đến muốn cắn Hoàng Thiên mấy cái. Tùy tiện mở miệng là đòi 300.000 tỷ, tên họ Hoàng này còn dám nói như đúng rồi thế này sao? Trong lòng Phạm Văn Doãn thầm nghĩ vậy, cậu ta nhếch môi nói với Hoàng Thiên, 2,40 × 2N6 tên nghèo kiết xác nhà anh khẩu khí cũng lớn quá nhỉ, mở miệng là 300.000 tỷ, anh có biết 300.000 tỷ là khái niệm gì hay không? Không lấy ra được, nếu như anh không lấy ra được thì cút ra xa chút đi. Hoàng Thiên phất tay với Phạm Văn Doãn, tỏ ý kêu cậu ta biến đi. Phạm Văn Doãn không ngờ Hoàng Thiên lại khó đối phó như vậy, lúc này cậu ta hằn học nhìn Hoàng Thiên, cậu ta muốn chơi Hoàng Thiên một vố, muốn khiến Hoàng Thiên phải bàng hoàng. Mấy chiêu trò của Phạm Văn Doãn tôi không có tác dụng với anh, vậy tôi nói thật với anh vậy, tôi nhìn chúng vợ anh rồi, nếu như anh biết điều chút thì lập tức khai địa chỉ của vợ anh cho ông đây ngay. Tôi cũng không để anh chịu thiệt thòi gì, tôi cho anh 9 tỷ, thế nào? Phạm Văn Doãn đi đến trước mặt Hoàng Thiên, cười như không cười mà nói. Nhìn dáng vẻ tự kiêu tự đại của Phạm Văn Doãn, Hoàng Thiên cảm thấy không thưởng thức hai tai cậu ta thì thật có lỗi với cậu ta rồi. Bốp bốp! Hoàng Thiên không hề nhẹ tay, anh dùng tay tát hai cái bôm bốp về phía cậu ta. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Phạm Văn Doãn không ngờ đến. Một thằng ở rể nhìn có vẻ vô tích như này vậy mà tính khí lại bạo lực đến thế hơn nữa, anh đánh người cứ như chuyện ăn cơm ấy, xem ra bình thường ra tay nhiều lắm đây. Mẹ nó, được lắm, anh đúng là muốn tìm cái chết. Phạm Văn Doãn tức đến nói năng lắp bắp, trên khuôn mặt đều là dấu tay, cậu ta thẹn quá hóa giận, chỉ tay mắng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn dây dưa với loại người thiểu năng này, thế nhưng đồ dâng đến tận cửa, Hoàng Thiên cũng đâu thể không tiếp được. Hoàng Thiên dùng một lực, đánh vào khe tay Phạm Văn Doãn, khiến cậu ta đau đến kêu oai oái. Người dùng tay chỉ vào tôi đều có kết cục rất thảm, anh nói có phải là gan anh cũng lớn quá rồi đúng không? Hoàng Thiên mỉm cười, nhã nhặn nói với Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Doãn đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng cậu ta không muốn tỏ ra yếu đuối với Hoàng Thiên, cậu ta trừng mắt hét lên, con mẹ nó nữa. Hậu quả thảm như nào, anh còn dám làm gì với tôi nữa? Lắc cắc. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, Phạm Văn Doãn gào lên thảm thiết, cậu ta choáng váng, cả người ngã thẳng xuống đất. Ngón trỏ tay phải của cậu ta đã bị Hoàng Thiên bẻ ra từng mảnh mất rồi. Tỉnh dậy ngay, Hoàng Thiên đá vào Phạm Văn Doãn đang nằm trên mặt đất. Lúc này Phạm Văn Doãn mới dần dần tỉnh lại, cơn đau thấu tim gan ấy khiến cậu ta khó chịu vô cùng. Hoàng Thiên à Hoàng Thiên, mẹ nó nữa, anh cũng độc ác quá rồi đấy. Phạm Văn Doãn thầm chửi Hoàng Thiên một trận, thế nhưng bây giờ cậu ta không dám chửi ra thành tiếng, bởi vì cậu ta nhận ra Hoàng Thiên ra tay rất tàn độc, kiểu như muốn bẻ gãy ngón trỏ người ta thế này thì ai mà chịu nổi. Nào nào nào, đứng dậy đi, mặt đất lạnh lắm đấy. Hoàng Thiên cười nhạt, anh đưa tay kéo Phạm Văn Doãn dậy. Phạm Văn Doãn nào dám để Hoàng Thiên kéo cậu ta chứ, nhỡ đâu cậu ta lại bị gãy thêm một ngón tay nữa thì làm sao? Cậu ta lập tức đứng dậy, dáng vẻ không phục. Cắn răng nghiến lợi nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng nhìn ra Phạm Văn Doãn không phục, lúc này anh dùng tay võ lên mặt Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Doãn, tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là đừng có tìm cái chết, vợ tôi không phải người anh có thể nhung nhớ đâu. Coi như anh giỏi, tên họ Hoàng nhà anh, chúng ta còn chưa xong đâu. Phạm Văn Doãn để lại một câu, sau đó quay người đi lên chiếc xe Mercedes của mình, lái xe rời đi khỏi nơi này, phóng đến bệnh viện. Chỉ gấy có một ngón tay, nên việc này cũng không ảnh hưởng tới chuyện Phạm Văn Doãn lái xe, tên nhóc này cũng cứng lắm, như vậy mà vẫn muốn tự mình đến bệnh viện khám. Lúc này trong lòng Hoàng Thiên rất bình tĩnh, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nó khiến anh thay đổi quá nhiều, cho dù là có tùy tiện làm gãy tay của một người anh cũng cảm thấy như chưa hề xảy ra gì hết. Phạm Văn Doãn lái xe đến bệnh viện, sau khi chỉnh lại đốt tay, tên nhóc này lại không chịu nhập viện mà mang thân xác bệnh tật đó đi tìm bố cậu ta. Chiếc xe dừng lại trước quán cà phê, qua cánh cửa thủy tinh, Phạm
Phạm Văn Doãn nhìn thấy bố cậu ta là Phạm Văn Hồng ngồi với Trương Lan Phượng. Lúc này, hai người họ đang uống cà phê, họ ngồi đối diện nhau, nói chuyện rất sôi nổi. Phạm Văn Doãn gọi điện cho Phạm Văn Hồng, kêu Phạm Văn Hồng mau chóng đi ra. Lan Phượng này, cậu cứ ngồi đây nhé, tôi ra ngoài một lát. Phạm Văn Hồng mỉm cười với Trương Lan Phượng, sau đó thì đứng dậy. Được, tôi đợi cậu. Trương Lan Phượng dịu dàng gật đầu với Phạm Văn Hồng. Phạm Văn Hồng đi ra khỏi quán cà phê, đi lên xe Mercedes. Xảy ra chuyện gì à? Phạm Văn Hồng nhìn ngón tay con trai băng bó thạch cao, sắc mặt ông ta trầm xuống. Phạm Văn Doãn tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu ta nói với Phạm Văn Hồng, bố, đây là chuyện tốt do Hoàng Thiên làm đấy. Tên ở rể vô dụng ấy lại có thể làm gãy ngón tay con. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên dám làm như vậy, anh ta không muốn sống nữa hả? Phạm Văn Hồng trừng mắt, tức đến gào lên. Cha, cha nói xem phải làm sao giờ, con trai cha chịu thiệt thòi lớn như vậy, cha phải báo thù cho con. Phạm Văn Doãn nói, hừm, con yên tâm đi, đối phó với tên vô dụng này dễ thôi. Hôm nay cha sẽ cho Hoàng Thiên thấy, nếu như anh ta không quỳ xuống tạ tội với hai đốt ngón tay của con, cha sẽ khiến nửa đời sau của anh ta phải ngồi xe lăn. Phạm Văn Hồng cay nghiệt nói, trong đầu ông ta đã nghĩ sẽ xử lý Hoàng Thiên thế nào rồi. Phạm Văn Doãn nghe vậy thì vui lắm. Cậu ta nói với Phạm Văn Hồng, còn vợ của Hoàng Thiên nữa, cô ta đẹp lắm luôn. Bố, bố nhất định phải nghĩ cách giúp con có được cô ta. Ha ha ha, con thật sự nhìn chúng cô ta rồi. Vậy bố sẽ giúp con cưới cô ta vào nhà, làm con dâu bố, con đồng ý không? Phạm Văn Hồng cười to. Con đồng ý, đồng ý. Cả đời này, ngoại trừ Lâm Ngọc An ra thì Phạm Văn Doãn không lấy ai nữa đâu, cô gái ấy thật sự quá đẹp rồi. Phạm Văn Doãn gật nhẹ đầu. Hai mắt đã sáng rực cả lên. Phạm Văn Hồng hài lòng gật đầu, điều mà ông ta phiền muộn nhất chính là hôn sự của con trai. Hôm nay cuối cùng con trai cũng có người mình thích, ông ta đương nhiên phải thu xếp cho bằng được rồi. Nhíu mày nghĩ một hồi, Phạm Văn Hồng đã có kế sách. Con yên tâm đi, tối qua bố sẽ giúp con được như ý nguyện ha ha. Phạm Văn Hồng cười xấu xa, nói với Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Doãn vô cùng kinh ngạc, cậu ta hỏi một cách vui mừng, thật sao ạ? Nhanh vậy sao? Chuyện cha con làm đương nhiên phải có hiệu suất cao nhất rồi, loại chuyện này không để lâu được, tối nay phải cho gạo nấu thành cơm, làm ổn thỏa cả rồi thì con có thể khiến Lâm Ngọc An mang thai đấy. Phạm Văn Hồng cười vô sỉ. Tốt quá rồi, Phạm Văn Doãn kích động đến vỗ vào chân mấy cái, cậu ta quên cả mình đang bị gãy tay, lúc võ đùi thì mới thấy đau thấu xương, mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng như mưa. Được rồi, con đợi điện thoại của cha nhé. Phạm Văn Hồng nói xong thì xuống xe, quay vào chợ quán cà phê. Phạm Văn Hồng, Văn Doãn sao lại không xuống xe vậy? Trương Lan Phượng cười, hỏi Phạm Văn Hồng. Phạm Văn Hồng khua tay, tỏ ý gọi phục vụ tới, sau đó thanh toán. Đi thôi Lan Phượng, tôi đưa cậu đến khu vui chơi của bạn chơi chơi chút, cho cậu vui vẻ lên tí. Phạm Văn Hồng cười, sau đó rất tự như khoác tay Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng xấu hổ. Nhưng cuối cùng thì bà ta vẫn vui vẻ cùng Phạm Văn Hồng rời khỏi quán cà phê. Trên đường lớn, hai người gọi một chiếc xe taxi, sau đó rời khỏi nội thành. Trương Lan Phượng không có chút ý đề phòng nào với Phạm Văn Hồng cả, dù sao họ cũng là bạn học cũ cả, lại có quan hệ mờ ám như vậy, đương nhiên bà ta rất yên tâm. Thế nhưng lão hồ ly Phạm Văn Hồng này lại có một kế hoạch ở trong lòng, chỉ đợi thời cơ tới rồi ra tay thôi. 20 mấy phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước một khu biệt thự ở ngoại ô. Thiết kế của khu biệt thự này rất đẹp, tổng cộng có 3 tầng, toàn bộ khuôn viên phải rộng đến 1000 m², trông rất có khí thế. Ở thành phố Bắc Ninh nhiều năm như vậy, Trương Lan Phượng chưa từng nhìn thấy khu biệt thự nào khí thế như này, bà ta đã bị khu biệt thự trước mắt hấp dẫn. Đi thôi Lan Phượng, chúng ta vào trong. Phạm Văn Doãn cười với Trương Lan Phượng, sau đó ông ta dẫn Trương Lan Phượng đi vào phía cửa. Vừa đi trong lòng Phạm Văn Hồng vừa thầm nghĩ, hừ, tên vô tích Hoàng Thiên nhà anh dám làm gãy ngón tay con trai tôi hả? Hôm nay ông đây không những khiến anh bị cắm sừng mà còn khiến anh thân bại danh liệt nữa. Phạm Văn Hồng đưa Trương Lan Phượng đi ra đến cổng trang viên. Ngay cổng của trang viên, có hai thanh niên mặc đồ vest thắt cà vạt, đứng gác ngay cổng. Vừa nhìn thấy Phạm Văn Hồng bước đến, cả hai người đều đứng lên, chuẩn bị chào hỏi Phạm Văn Hồng. Phạm Văn Hồng vội vàng đánh mắt về phía bọn họ, ra hiệu đừng nói lung tung. Đây là thẻ hội viên của tôi. Phạm Văn Hồng lấy một tấm thẻ rất kỳ lạ từ trong túi ra, đưa cho một anh thanh niên.
Xin chào khách VIP, mời vào. Anh thanh niên kính cần gửi lại tấm thẻ cho Phạm Văn Hồng, sau đó mở cổng lớn. Phạm Văn Hồng đưa Trương Lan Phượng vào bên trong. Phượng vào bên trong, Trương Lan Phượng thèm muốn, bà đã để ý, cả cái trang viên to lớn này và mấy người gác cổng rất lịch sự với Phạm Văn Hồng, còn gọi anh là khách VIP, điều này khiến Trương Lan Phượng càng ganh tị hơn. Phạm Văn Hồng, cậu là hội viên ở đây sao? Trương Lan Phượng rất hiếu kỳ, hỏi Phạm Văn Hồng. Hi hi, đúng vậy, tôi thường đến đây chơi. Phạm Văn Hồng cười hi hi, trả lời. Trương Lan Phượng nghe thấy liên tục gật đầu, nhìn quanh trang viên này có không ít những chiếc xe đắt tiền. Trương Lan Phượng càng thêm bối rối, không biết trang viên này để làm gì. Phạm Văn Hồng đưa Trương Lan Phượng lên lầu 3, vừa mới bước vào đại sảnh liền nhìn thấy bên trong đang tổ chức vũ hội. Đôi nam nữ mang quần áo lộng lẫy đang khiêu vũ với nhau, từ âm thanh cho đến ánh sáng đều rất đẳng cấp. Phạm Văn Hồng đưa Trương Lan Phượng đi thẳng xuống đến tầng 2, tại đây, bà mới hiểu ra, nơi giải trí khiêu vũ này vốn là một sòng bạc. Phạm Văn Hồng đến quầy cách đổi 700 triệu sang chip đánh bạc, sau đó nói nhỏ vào tai quản lý mấy câu, mới quay lại chỗ Trương Lan Phượng. Lan Phượng, chơi thôi nào. Phạm Văn Hồng đưa chip đánh bạc cho Trương Lan Phượng. Tôi không biết chơi, vẻ mặt Trương Lan Phượng mơ hồ, không biết phải làm sao. Tôi dạy cô, chơi tới đi nào. Phạm Văn Hồng kích Trương Lan Phượng, đưa bà đến một sòng. Vận may của Trương Lan Phượng thật tốt, không bao lâu đã thẳng được hơn 350 triệu. Nhìn đồng chip đánh bạc trước mặt càng ngày càng nhiều thêm, Trương Lan Phượng cực kỳ phấn khích. Bà biết, đống này đều có thể đổi ra tiền, thắng lớn như vậy, có thể mua được bao nhiêu quần áo và mỹ phẩm hàng hiệu. Mấy ngày nay bà luôn nghĩ đến số tiền 1 tỷ 400 triệu trong thẻ của Hoàng Thiên, nhưng thật sự không nghĩ rằng mình đang thiếu tiền. Hừ hừ, Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, hôm nay bà đây thắng lớn rồi, đợi tôi về làm mù mắt chó của cậu. Trong lòng Trương Lan Phượng nghĩ mà đắc ý, cũng không quên sau khi trở về sẽ khoe khoang trước mặt Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Trương Lan Phượng càng ngày càng chơi lớn, cuối cùng lại thẳng được 6 tỷ 300 triệu. Phạm Văn Hồng à, may quá đến lấy chip đi, chúng ta đi đổi tiền. Trương Lan Phượng vội vàng nói với Phạm Văn Hồng, sợ sẽ không đổi được tiền. Ha ha, ok, Phạm Văn Hồng cười ha ha, đưa Trương Lan Phượng đi đổi tiền. Nào ngờ, một đám thanh niên xông đến, chế trụ hai cánh tay của Phạm Văn Hồng và Trương Lan Phượng lại, đưa đến một căn phòng nhỏ. Người đàn ông như cái xác khô với vài vết sẹo trên mặt ngồi ở đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Trương Lan Phượng và Phạm Văn Hồng. Dám làm loạn ở địa bàn của ông đây? Hai người không muốn sống nữa phải không? Người đàn ông teo tóp có biệt danh là Nguyên Thứ hét lên một tiếng hắn học. Trương Lan Phượng bị dọa cho vỡ mật, vừa định giải thích, đã bị Nguyên Thứ năm đầu đạp cho mấy phát vào chân, cả hai chân đều bị tím đen. Đừng giải thích, bọn tôi có camera. Ba thằng 6 tỷ 300 triệu phải không? Theo quy định của bọn tôi, ăn gian bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đưa tiền đây. Nguyên Thứ lạnh lùng nói với Trương Lan Phượng, Phạm Văn Hồng, cậu không phải là khách VIP ở đây sao? Mau nói chuyện với bọn họ đi. Trương Lan Phượng bị dọa sợ xanh mặt, nhìn Phạm Văn Hồng. Ai có nói gì cũng vô dụng, tụi này là xã hội đen, hôm nay bà không muốn trả cho chúng tôi 6 tỷ 300 triệu thì chặt đứt hai tay để lại đây. Vẻ mặt Nguyên Thứ tàn nhẫn nhìn về phía Trương Lan Phượng quát lên. Sau đó cô tay gọi người đến. Hai thanh niên bước tới đè Trương Lan Phượng xuống, giữ chặt lấy hai bàn tay của bà, rồi lại thêm một thanh niên nữa, vung con dao nhỏ sắc bén ra định chặt tay Trương Lan Phượng. Bà bị dọa cho bình ra quần, biết chắc hôm nay gặp xui rồi, rõ ràng là đang bắt chẹt bà mà. 6 tỷ 300 triệu, đào đâu ra? Không đưa còn bị chặt tay, thế này sao mà chịu cho nổi đây hả? Trương Lan Phượng run như cầy sấy, lúc này bà mới nhớ đến Hoàng Thiên. Trong thẻ Hoàng Thiên còn có hơn 70 tỷ, mặc dù Hoàng Thiên nói đây là công quỹ, nhưng lấy ra xài với trường hợp khẩn cấp như thế này cũng được chứ. Trương Lan Phượng nghĩ như vậy liền vội vàng hét lên, đại ca Nguyên Thứ đừng chặt tay tôi nữa, để tôi gọi điện cho con rể, bảo nó mang tiền đến. Nguyên Thứ nghe đến đó nở một nụ cười nham hiểm, quơ quơ tay về phía thanh niên đang cầm dao, ý bảo lui ra trước. Ha ha, rất tốt, nhưng tôi cũng nhắc nhở bà một chút, nếu không đưa đủ 6 tỷ 300 triệu. Ông đây sẽ không cho bà thêm cơ hội nào nữa đâu. Nguyên Thứ cất lên một tràng cười độc ác, nói với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bối rối lấy điện thoại ra, gọi cho Hoàng Thiên. Nhưng gọi mấy cuộc, Hoàng Thiên vẫn không bắt máy, gọi thêm lần nữa thì không liên lạc được. Trương Lan Phượng toang thật rồi, như thế này là không muốn bà sống nữa sao? Phạm Văn Hồng, cậu cho tôi vay nóng chút tiền trước đi, là cậu xúi tôi chơi mà,
thua rồi cậu liền bỏ mặc tôi sao? Trương Lan Phượng vội vàng chất vấn Phạm Văn Hồng. Phạm Văn Hồng khó xử nói, Lan Phượng à, không phải là tôi không giúp bà vay tiền, mà là người ta không cho. Không sai, quy định ở đây của chúng tôi là ai thẳng người đó trả tiền. Nguyên Thứ ở bên cạnh quát lên, Phạm Văn Hồng giả bộ làm người tốt, khuyên Trương Lan Phượng, Lan Phượng, không gọi điện được Hoàng Thiên thì bà gọi cho con gái thử xem, bảo con bé nghĩ cách giúp bà. Trương Lan Phượng liên vội vàng gọi điện cho Lâm Ngọc An. Lần này thì gọi được, bà vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi cho Lâm Ngọc An nghe. Lúc này, ở bên trong công ty Nguyên Đạt, Lâm Ngọc An ngồi trong phòng làm việc của cô, nhận điện thoại cầu cứu của Trương Lan Phượng. Lâm Ngọc Ân sốt ruột, vừa giận vừa lo. Giận là vì bà không biết điều, sao lại dám đi sòng bạc chứ? Lo là vì Trương Lan Phượng bị người ta khống chế, nếu như lúc này đi báo cảnh sát sẽ chọc giận bọn người ở sòng bạc, không báo sát thì làm sao một mình có thể cứu được Trương Lan Phượng. Hơn nữa 6 tỷ 300 triệu không phải là số tiền nhỏ, Lâm Ngọc An lấy đâu ra số tiền đó đây? Vội vàng hỏi rõ vị trí của Trương Lan Phượng, sau đó cô mới ngắt máy, gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Cô biết chỉ có Hoàng Thiên mới giúp cô giải quyết được chuyện này, cô rất tin tưởng anh. Hoàng Thiên, mau đến công ty đón em, mẹ xảy ra chuyện rồi. Sau khi Hoàng Thiên bắt máy, cô vội vàng nói với anh. Hiện tại, Hoàng Thiên đang ở bệnh viện, anh vào thăm Lã Việt đang nằm viện. Lã Việt vì đỡ cho Hoàng Thiên một viên đạn, cho nên anh Hoàng Thiên rất coi trọng, ghi nhớ mãi ân tình này. Trương Lan Phượng vừa mới gọi điện cho Hoàng Thiên mấy cuộc, anh đều không nghe máy, bây giờ đối với anh, Trương Lan Phượng thật sự rất phiền phức. Nghe Lâm Ngọc An nói Trương Lan Phượng xảy ra chuyện, Hoàng Thiên cũng rất kinh ngạc. Bà ấy xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Thiên hỏi, bà nói người ở sòng bạc muốn chặt tay bà. Nhanh lên Hoàng Thiên, em chỉ có thể trông cậy vào anh thôi. Giọng nói Lâm Ngọc An bắt đầu trở nên run rẩy. Hoàng Thiên thật sự đau lòng thay cho vợ, nhìn thấy Lâm Ngọc An sốt ruột đến như vậy, anh cũng cố gắng không ghét Trương Lan Phượng. Có biết ai đang bắt giữ bà ấy không? Hoàng Thiên hỏi, hình như là gọi là Nguyên Thứ gì đó. Được rồi, Ngọc An em đừng vội. Hoàng Thiên an ủi Lâm Ngọc An qua điện thoại, sau đó hỏi Lã Việt đang nằm trên giường bệnh, ở thành phố Bắc Ninh mình có ai tên Nguyên Thứ sao, mở sòng bạc. Tình trạng của Lã Việt đã hồi phục rất tốt. Nằm trên giường cười cười, nói, đúng là có một thằng nhóc tên Nguyên Thứ, ở vùng ngoại ô có một sòng bạc. Nhưng tên này chỉ là tên đứng đầu trông coi khu đấy, chủ của trang viên này là người nước ngoài, thân phận cụ thể tôi cũng không rõ. Ừ, Hoàng Thiên gật đầu, cậu Hoàng, để Tiêu Tấn đi với cậu một chuyến, không phải chuyện gì lớn lắm đâu. Lã Việt nhìn Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói, ông lo dưỡng thương đi. Hoàng Thiên nói xong, chạy ra khỏi phòng bệnh. Sau khi ra đến bên ngoài, anh lên xe. Phóng như bay đến công ty Nguyên Đạt. Trên đường đi, Hoàng Thiên gọi điện cho Tiêu Tấn, bảo anh ta chạy đến trang viên sòng bạc ở vùng ngoại ô. Đến trước cổng công ty Nguyên Đạt, Lâm Ngọc An đang lo lắng, sốt ruột đứng đợi ngay cổng, thấy Hoàng Thiên đến, cô phóng nhanh lên xe. Đừng lo, có anh ở đây. Hoàng Thiên nằm lấy bàn tay và ngọc lạnh cóng của Lâm Ngọc An, sau khi an ủi vài câu thì anh khởi động xe, phóng thẳng đến trang viên sòng bạc ở vùng ngoại ô. Kỹ năng lái xe của Hoàng Thiên không cần phải nói, so với một chiếc sedan BYD, cảm giác như bị anh chạy đua mà bỏ xa nó lại phía sau. Chưa đến 10 phút, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã đến cổng, bị hai người thanh niên mặc đồ vest cản lại. Chào quý cô, quý ngài, vui lòng cho xem thẻ thành viên. Một thanh niên cảnh giác nhìn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, lạnh lùng nói. Không có thẻ thành viên gì cả, tôi đến tìm Nguyên Thứ. Hoàng Thiên bình tĩnh nói với thanh niên mang đồ tây trang. Thanh niên không ngừng đánh giá, quan sát Hoàng Thiên một phen, sau đó dùng bộ đàm liên lạc với người ở bên trong. Cho bọn họ vào, bộ đàm lại vang lên tiếng của Nguyên Thứ. Các người có thể vào trong, ngài Thứ đang ở tầng 2. Thanh niên lớn tiếng nói. Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An vào trong, băng qua tầng 1, đi thẳng đến tầng 2. Lúc này, tại một căn phòng nhỏ ở lầu 2, Trương Lan Phượng bị hù cho vỡ mật. 5-6 tên giang hồ đang vây lấy bà, Nguyên Thứ hung ác đứng trước mặt bà, dường như đang muốn hành hung bà bất cứ lúc nào. Mà Phạm Văn Hồng cũng không lên tiếng, bộ dạng làm ra vẻ như đang rất sợ hãi. Ngài Thứ, lát nữa nếu như con gái bà ấy mang tiền đến, ngài thả bà ấy ra, được không? Phạm Văn Hồng sợ sệt nói với Nguyên Thứ. Nguyên Thứ trừng mắt, quát lên với Phạm Văn Hồng, ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao? Bà ta chơi ăn gian là chuyện của bà ta. Không liên quan đến ông.
nếu như ông cũng muốn xen vào chuyện của người khác thì mang tay ra đây chặt luôn đi. Được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Phạm Văn Hồng giả bộ tức giận nói. Trong lòng Trương Lan Phượng không có cơ sở để nghi ngờ Phạm Văn Hồng, lúc nãy bà còn không tin tưởng Phạm Văn Hồng, có phải hay không ông ta đang cố ý cấu kết với Nguyên Thứ hãm hại bà, nhưng nhìn thấy Nguyên Thứ hung dữ với Phạm Văn Hồng như vậy, cô cũng không còn nghi ngờ nhiều nữa. Ngay lúc này, đàn em của Nguyên Thứ đẩy cửa bước vào, Ngài Thứ, con gái và con rể của bà ta đến rồi. Nói xong, vẫy tay với Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, ý bảo bọn họ vào trong. Trong lòng Lâm Ngọc An rất căng thẳng, cô biết những người có thể làm ra loại chuyện là những người lòng dạ độc ác, Trương Lan Phượng lọt tay bọn họ, quá nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ chỉ có cô và Hoàng Thiên, đến địa bàn của người ta, thật sự không thể biết được sống chết thế nào. Từ lúc Lâm Ngọc An đẩy cửa bước vào, Nguyên Thứ không ngừng quan sát cô. Nguyên Thứ rất tò mò, rốt cuộc người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như thế nào, mà có thể khiến cho ông chủ và con của ông chủ để ý đến như vậy, vì một người con gái mà hao tâm tổn sức đến thế sao? Không sai, Phạm Văn Hồng chính là ông chủ của Nguyên Thứ, tất cả chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều là do Phạm Văn Hồng bày mưu tính kế cho Nguyên Thứ làm. Mà con cáo giả Phạm Văn Hồng này, còn giả bộ như không quen biết Nguyên Thứ, thật ra là đang diễn trò trước mặt Trương Lan Phượng. Sau khi Nguyên Thứ nhìn thấy Lâm Ngọc An, cuối cùng anh ta không còn nghi ngờ gì nữa, nghĩ thầm hèn gì bị Phạm Văn Doãn nhìn trúng, cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Ngọc An, Hoàng Thiên, mau đến cứu mẹ. Trương Lan Phượng gân cổ hét lên, cuối cùng bà ta cũng nhìn thấy phao cứu sinh của Minh rồi. Lâm Ngọc An nhìn thấy Trương Lan Phượng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, lúc này mới lên tiếng, mẹ yên tâm, Hoàng Thiên nhất định sẽ cứu mẹ ra khỏi đây. Trương Lan Phượng cũng không dám coi thường Hoàng Thiên nữa, rốt cuộc bà cũng cảm thấy, Hoàng Thiên thật sự có bản lĩnh, còn quen biết được Lã Việt là ông trùm xã hội đen. Được, được, Hoàng Thiên, mau cứu mẹ ra khỏi đây đi. Trương Lan Phượng mạnh mẽ gật đầu, hét lên về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy Trương Lan Phượng, sao lại phiền đến người khác như vậy? Nhìn thấy bộ dạng hoang mang, sợ hãi lúc này của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Bây giờ biết sợ rồi sao? Bây giờ biết tôi là con rể của bà rồi sao? Nếu như không xem Ngọc An là một phần máu thịt của bà cho rằng tôi sẽ cứu bà sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Thiên lại không để ý đến Trương Lan Phượng, lúc này nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Nguyên Thứ, Hoàng Thiên mới thản nhiên nói, cậu là Nguyên Thứ sao? Nói đi, làm thế nào mới thả mẹ vợ tôi ra? Phạm Văn Hồng đã bàn giao rõ ràng với Nguyên Thứ từ sớm, đương nhiên Nguyên Thứ biết mình muốn làm cái gì. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Nguyên Thứ lạnh lùng cười, nói, rất đơn giản, đưa 6 tỷ 300 triệu, sẽ thả người. Hoàng Thiên biết sẽ không dễ dàng như thế. Nhìn một cái là có thể biết tên Nguyên Thứ lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn này, ngoài việc đưa 6 tỷ 300 triệu ra anh ta sẽ đưa ra thêm yêu cầu khác, nói tóm lại sẽ không thả người đơn giản như vậy. Được, trong thẻ tôi có tiền, ở đây có quẹt thẻ không? Hoàng Thiên lấy tấm thẻ ra đưa đến trước mặt Nguyên Thứ. Nguyên Thứ nhìn qua tấm thẻ, đột nhiên cười lên một trang ha hả, thật ngại quá, chúng tôi sợ nhất là việc ghi chép lưu giữ giao dịch của ngân hàng khi làm việc, cho nên tất cả đều nhận tiền mặt. Vậy thì thả người trước đi, anh có thể sai người đến ngân hàng cùng tôi, rút tiền đưa cho anh. Hoàng Thiên nói. Mẹ kiếp, cậu nghĩ tôi là thằng ngu sao? Đến ngân hàng cậu lại gọi báo cảnh sát thì làm sao? Nguyên Thứ trừng mắt, quát vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hơi mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Nguyên Thứ nói, vậy anh muốn thế nào? Đôi mắt hí của Nguyên Thứ nheo lại nhìn chằm chằm vào người Lâm Ngọc An, cười nói một cách bỉ ổi, thế này đi, để vợ của cậu lại. Mẹ vợ của cậu có thể thả đi, rút tiền xong đến chuộc lại vợ. Hoàng Thiên nghe xong không nhịn được mà bốc hỏa muốn đánh người, có vợ đẹp thật mệt, gây thương nhớ cho nhiều người quá. Nhìn Phạm Văn Hồng đang đứng bên cạnh, vẻ mặt Hoàng Thiên trầm lại, nói với Phạm Văn Hồng, ông bị cái gì vậy? Sao lại dẫn Trương Lan Phượng đến đây, gây ra chuyện rồi còn làm cái bộ dáng đáng thương đó nữa? Phạm Văn Hồng nghe xong cắn răng, trong lòng không biết đã mắng chết biết bao nhiêu đời nhà họ Hoàng rồi. Dám nói với ông đây những lời như vậy. Tuy nhiên Phạm Văn Hồng lại không tức giận, đứng đó một chữ cũng không nói, trong lòng đã tính toán kỹ, lát nữa không thể không dạy đời lại Hoàng Thiên. Ông đây không có thời gian ngồi đây nghe cậu lải nhải. Để vợ cậu ở lại đây, cậu mang mẹ vợ phắn đi.
Nguyên Thứ rất hung hăng quát vào mặt Hoàng Thiên, sau đó nháy mắt ra hiệu với đàn em. Năm tên côn đồ hung dữ đồng loạt xông lên, bắt lấy Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên nhấc chân đá một cước, đá văng ngay tên đàn em xông lên trước. Bốn tên còn lại sửng sốt, thầm nghĩ thân thủ của vị này không tồi, nhanh nhẹn, gọn gàng. Phác, cậu dám ra tay sao, đưa vợ cậu ta vào phòng, tao muốn xử lý cho tốt vợ cậu ta. Nguyên Thứ hét lên. Lâm Ngọc An nghe những lời này, thật sự sốt ruột muốn thổ huyết, nôn ra máu. Hoàng Thiên lấy ít địch nhiều, làm sao có thể là đối thủ của người ta được chứ? Hơn nữa cái người gọi là Nguyên Thứ này, còn muốn làm bậy với cô, làm sao có thể không lo được chứ? Ngay lúc Lâm Ngọc An đang hoảng hốt lo sợ thì cửa của căn phòng nhỏ bị một cước đá văng. Sau đó, một thanh niên ăn mặc lộng lẫy từ bên ngoài bước vào. Để tôi ra tay, ai dám thử đụng vào em Lâm Ngọc An xem, tôi liều mạng với kẻ đó. Thanh niên bước vào trong lớn tiếng hét lên, còn rất khí thế. Lập tức, năm đàn em của Nguyên Thứ đều đứng yên tại chỗ, không ai dám đụng tay đến Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An nhìn thấy thanh niên này, cực kỳ bất ngờ. Anh thanh niên này không ai khác, đó chính là Phạm Văn Doãn. Tên nhóc này đang nằm ở bệnh viện mà, sao lại chạy đến đây? Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy buồn bực. Lâm Ngọc An nhìn thấy Phạm Văn Doãn khí thế như vậy, hơn nữa những gì anh ta nói ra, rõ ràng là đặc biệt đến giúp đỡ. Cho nên trong lòng Lâm Ngọc An cực kỳ cảm kích Phạm Văn Doãn, có ấn tượng rất tốt với anh ta. Văn Doãn, sao con lại chạy đến đây, mau đi đi. Phạm Văn Hồng còn đang giả vờ rất ngạc nhiên, lớn tiếng nói với Phạm Văn Doãn. Dáng vẻ Phạm Văn Doãn rất kiên quyết, nói với Phạm Văn Hồng, ba đừng nói nữa. Có con ở đây, con sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng làm hại Ngọc An đâu. Ây, đứa nhỏ ngốc này, thật sự là quá si tình rồi. Không sai, con thật sự đã si tình rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Ngọc An, con đã biết đây là mạng sống của con, không thể sống thiếu cô ấy. Tên nhóc Phạm Văn Doãn chơi lớn thật, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Ngọc An. Nhưng lại khiến cô nổi da gà, thật sự cô nằm mơ cũng không ngờ đến, Phạm Văn Doãn lại nói ra những lời này. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bi thương đến như thế này sao? Lâm Ngọc An chẳng những không bị cảm động, mà lại cảm thấy Phạm Văn Doãn có vấn đề. Hoàng Thiên đứng ở bên cạnh, đã sớm hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Thiên đã đoán được 8-9 phần, chuẩn bị không chu đáo, những chuyện rối bời trước mắt, đều là do tên nhóc nhà họ Phạm bày ra. Nguyên Thứ có lẽ là diễn viên do cha con nhà họ Phạm mời về. Thật đúng là như Hoàng Thiên đã đoán, quả thực mọi chuyện xảy ra y chang như vậy. Ha ha, được, cậu muốn đưa người đẹp thoát khỏi đây đúng không? Vậy thì ông đây phải giết chết cậu trước. Nguyên Thứ cười một tràng ha ha, giơ nắm đấm xông lên, đấm một cú thật mạnh vào bụng Phạm Văn Doãn. Vì để diễn thật một chút, Nguyên Thứ đã đánh thật, khiến Phạm Văn Doãn hét thảm lên một tiếng, lập tức ôm bụng gập người lại. Ngọc An mau chạy đi, ở đây có anh đối phó rồi. Phạm Văn Doãn quay đầu lại hét lớn với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An sợ ngây người, cô cảm thấy Phạm Văn Doãn thật sự quá si tình, đã bị đánh nặng như vậy, còn không quên bảo cô chạy nhanh đi. Mất cảm giác rồi à? Được, để ông Nguyên Thứ đây hoàn thành tâm nguyện cho cậu. Nguyên Thứ hùng hùng hổ hổ, vừa mắng vừa xông vào đá Phạm Văn Doãn một cú, khiến anh ta kêu lên như chó sắp chết, ngã xuống đất. Hoàng Thiên đứng bên cạnh, khẽ cười, vui vẻ xem kịch hay, tốt nhất cứ để Phạm Văn Doãn diễn thêm một lúc, dù sao cũng chờ Tiêu Tấn đến đây mà, ngồi chơi xơi nước xem kịch hay cũng được. Phạm Văn Doãn bị đá rất đau, cậu ta không ngờ Nguyên Thứ lại diễn sâu đến thế, đá cậu không hề thương tiếc. Cảm giác như ruột gan đau nhức không thôi, Phạm Văn Doãn tức giận chửi rủa trong lòng. Tên Nguyên Thứ ngu ngốc kia, chỉ cần giả vờ là được rồi, có cần phải đá mạnh như vậy không? Nguyên Thứ không nhận ra điều này, bởi vì khi nãy Phạm Văn Hồng đã nói với anh ta là nhất định phải diễn y như thật, không để người khác nhìn ra được sơ hở. Sao nào, thằng ôn kia, còn muốn bảo vệ gái đẹp nữa không? Ha ha ha! Nguyên Thứ chống nạnh, chỉ vào mặt Phạm Văn Doãn hỏi. Phạm Văn Doãn liếc nhìn Lâm Ngọc An, phát hiện Lâm Ngọc An đang nhíu mày, vẻ mặt vô cùng lo lắng cho cậu liền cảm thấy rất sung sướng. Xem ra lần này bị đánh cũng không uổng công. Có thể khiến Lâm Ngọc An cảm động thì bị đánh mấy lần như vậy cũng không hề gì. Cho dù bị bọn mày đánh chết, tao cũng không cho phép bọn mày làm tổn thương Ngọc An. Phạm Văn Doãn vẫn rất cứng họng, bày ra bộ dáng vô cùng rắn giỏi.
Nhìn thấy Phạm Văn Doãn như vậy, Lâm Ngọc An thực sự cũng hơi rung động. Đối phương mới chỉ gặp cô một lần, vậy mà lại chấp nhận chịu bị đánh vì cô. Lòng dạ con người cũng được làm từ máu thịt, đương nhiên sẽ cảm thấy rất bứt rứt. Đôi mắt Trương Lan Phượng tỏa sáng, hài lòng nhìn Phạm Văn Doãn, chợt cảm thấy cậu thanh niên này thật tốt bụng. Hoàng Thiên thấy vậy, trong lòng thầm khinh bỉ. Nhưng anh cũng không vạch trần cậu ta. Nếu Phạm Văn Doãn đã thích diễn kịch như vậy thì cứ để cho cậu ta diễn, tốt nhất là bị đánh đến hộc máu mới thôi. Nguyên Thứ rất phối hợp với Phạm Văn Doãn, thấy Phạm Văn Doãn diễn trò tình cảm, hầm hầm chạy đến bên cạnh Phạm Văn Doãn, tung ra một lúc 5-6 cú đấm. Liên tục đấm lên mặt Phạm Văn Doãn một cách dữ dội, khiến Phạm Văn Doãn choáng váng hết cả đầu. Mẹ kiếp, tên Nguyên Thứ này, nào có kẻ nào ngu như mày chứ? Định đánh chết ông đây hả? Phạm Văn Doãn trừng mắt nhìn Nguyên Thứ, nhưng không dám nói gì, chỉ sợ mọi chuyện bị lộ tẩy. Nguyên Thứ bị dọa lập tức rụt cổ lại, lúc này mới ý thức được mình ra tay quá nặng nên Phạm Văn Doãn mới tức giận như vậy. Người khác không nhìn ra được điểm kỳ lạ nhưng Hoàng Thiên có thể nhận ra ngay. Anh càng thêm khẳng định, cha con nhà họ Phạm nhất định có quen biết Nguyên Thứ, hơn nữa Nguyên Thứ cũng rất sợ hai người đó. Có gan thì mày đánh chết tao đi, tao thà rằng chết cũng phải bảo vệ được Ngọc An. Phạm Văn Doãn gần như gào lên, bộ dạng thấy chết mà không sợ. Lâm Ngọc An không đành lòng nhìn tiếp nữa, cô cũng không tinh ý được như Hoàng Thiên, gần như không biết chuyện bí mật giữa Phạm Văn Doãn và Nguyên Thứ. Lúc này, Lâm Ngọc An đi đến bên cạnh Phạm Văn Doãn, nói với cậu ta, cậu Phạm, cậu không cần phải làm vậy, cậu mau rời đi đi. Chuyện này không liên quan đến cậu. Phạm Văn Doãn có hơi cảm động, nghĩ thầm, mỹ nữ này thật tốt bụng, đến lúc này còn khuyên ông đây rời đi sao? Ha ha, mỹ nữ này đúng là hiếm gặp, ông đây nhất định phải có được. C trong lòng Phạm Văn Doãn thầm đắc chí, nhưng lại không để lộ ra trên mặt, vẻ mặt vẫn rất kiên định nhìn Lâm Ngọc An. Ngọc An, cô đừng ngăn tôi. Chỉ cần tôi còn tỉnh táo, nhất định sẽ không cho phép ai động đến một sợi tóc của cô. Cậu Phạm, cháu quả thật là một người tốt, Ngọc An mà gặp được cháu sớm hơn thì tốt biết bao. Trương Lan Phượng ở một bên bùi ngùi nói, nhìn Phạm Văn Doãn bằng ánh mắt yêu thương. Chỉ ước rằng có thể ngay lập tức nhận Phạm Văn Doãn làm con rể. Phạm Văn Doãn đắc ý trong lòng, cảm giác bị đánh thêm vài cái nữa cũng được, màn khổ nhục kế này thật sự thành công ngoài mong đợi. Phạm Văn Hồng cũng vô cùng đắc chí, thầm bội phục tài trí hơn người của mình, màn kịch này đã khiến cho cả Lâm Ngọc An và Trương Lan Phượng mê muội. Nguyên Thứ đứng đó nhưng không dám đánh Phạm Văn Doãn nữa, bởi vì vừa nãy Phạm Văn Doãn đã trừng mắt với anh ta, ra hiệu anh ta không được đánh. Cho nên Nguyên Thứ cứ đứng yên một chỗ như một kẻ ngốc, chỉ chờ nhận lệnh. Phạm Văn Hồng liếc mắt ra hiệu cho Nguyên Thứ lập tức hiểu ra, cười khẩy đi đến trước mặt Phạm Văn Doãn. Ha ha, đây là lần đầu tiên Nguyên Thứ tao thấy được một kẻ xỉ tình như mày. Nếu đã vậy thì ông đây sẽ tác thành cho mày, mày làm con bé kia ngay tại đây cho tao. Nguyên Thứ giơ tay chỉ về phía Lâm Ngọc An, hung ác nói với Phạm Văn Doãn. Hoàng Thiên nghe xong, lập tức nghiến răng. Lũ người này thật vô sỉ, còn muốn tương kế tự kế. Bọn chúng thực sự muốn chết rồi. Phạm Văn Doãn nghe xong lập tức kích động, tuy ở đây hơi nhiều người nhưng cũng không quan trọng, quan trọng là có được cực phẩm mỹ nữ là Lâm Ngọc An. Mặt Lâm Ngọc An lập tức đỏ ửng lên, không ngờ Nguyên Thứ sẽ phát ngôn ra những câu nói bẩn thỉu như vậy. Trương Lan Phượng sợ đến mức tim đập thình thịch, nếu Nguyên Thứ thật sự bắt Phạm Văn Doãn làm như vậy thì con gái của bà phải làm sao đây? Đừng có mà mơ, có chết tao cũng không làm tổn thương đến Ngọc An, mày nên dẹp bỏ ý định này đi. Phạm Văn Doãn nghiêm túc hét lên với Nguyên Thứ. Ở trước sắc đẹp cũng không rung động chút nào, cậu Phạm thật sự là một người tốt bụng. Trương Lan Phượng thực sự phục Phạm Văn Doãn sát đất, càng nhìn Phạm Văn Doãn càng thêm yêu quý cậu. Hoàng Thiên thực sự không nhìn thêm được nữa, anh đã quyết định, nhất định phải trừng trị cái đám người vô sỉ này. Nguyên Thứ nín cười. Cậu Phạm vẫn còn tỏ vẻ thanh cao nữa chứ. Rõ là rất muốn chiếm đoạt Lâm Ngọc An, vậy mà hết lần này đến lần khác lại làm như không quan tâm. Hừ, nếu mày không làm, vậy thì tao và anh em tao sẽ làm. Mày tự chọn đi. Nguyên Thứ gắn giọng. Lập tức, năm tên tay sai của Nguyên Thứ dục dịch tay chân, tất cả bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào người Lâm Ngọc An, ánh mắt thèm thuồng. Lâm Ngọc An vừa tức vừa xấu hổ. Tên Nguyên Thứ này thật sự coi trời bằng vung. Nhưng hiện tại đang ở trên địa bàn của bọn chúng, mình làm sao có thể an toàn thoát ra ngoài được. Lâm Ngọc An vội đến mức đầu toát đầy mồ hôi lạnh,
theo bản năng nhìn Hoàng Thiên. Cô hy vọng Hoàng Thiên có thể dốc sức, đưa cô và Trương Lan Phượng bình an rời khỏi đây. Lúc này, Hoàng Thiên đã tức giận đến đỉnh điểm. Có điều, anh vẫn không quá gấp gáp, vẫn muốn xem mấy tên bại hoại này có thể làm ra trò gì. Cậu Phạm, cháu nên nghe theo bọn họ. Cháu yên tâm, dì sẽ không trách cháu. Ngọc An cũng sẽ không trách cháu, đúng không Ngọc An? Trương Lan Phượng lúc này hăng hái hẳn lên, trấn an Phạm Văn Doãn, sau đó hỏi ý kiến của Lâm Ngọc An. Mẹ mẹ nói cái gì vậy? Lâm Ngọc An tức muốn hộc máu. Cô thật sự bất lực, đầu óc mẹ cô có vấn đề sao? Sao có thể nói ra những lời như vậy? Dì Trương, chuyện này không ổn đâu. Phạm Văn Doãn xúc động đến mức ăn nói lắp bắp. Dù có che giấu đến mấy cũng không thể giấu được vẻ mặt tràn đầy mong đợi của chính mình, cuối cùng cũng lòi ra đuôi cáo. Lâm Ngọc An thấy được vẻ mặt của Phạm Văn Doãn, trong lòng khẽ giật mình, cuối cùng cũng nhìn ra được vấn đề. Nhưng Trương Lan Phượng lại không phát hiện ra gì cả. Mà dù có phát hiện ra, bà ta cũng chấp nhận thuận nước đẩy thuyền, vừa vặn nhận Phạm Văn Doãn là con rể luôn. Có gì đâu mà không ổn, nếu cháu và Ngọc An hợp nhau, cô sẽ không trách cháu. Hơn nữa, cháu làm vậy cũng là vì cứu Ngọc An thôi mà, đâu còn cách nào khác. Trương Lan Phượng cao giọng nói. Vậy được thôi. Phạm Văn Doãn cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, đi đến trước mặt Lâm Ngọc An, bộ dạng như bị ép buộc nói với cô, Ngọc An, không còn cách nào khác, tôi cũng không biết phải làm sao. Nói xong, Phạm Văn Doãn liền chuẩn bị ra tay với Lâm Ngọc An. Bốp! Đúng lúc này, Phạm Văn Doãn bị ăn ngay một bạt tai. Cái bạt tai này xuất phát từ phía sau nên Phạm Văn Doãn không hề phòng bị trước. Cái tát này mạnh đến mức xuyên thủng màng tai của cậu ta, khiến tai cậu ta ù ù. 2-3 giây sau, Phạm Văn Doãn mới hét lên như heo bị mổ thịt. Cậu ta che lấy lỗ tai đang chảy máu của mình, nhìn thấy Hoàng Thiên ở ngay đằng sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cậu. Mẹ kiếp, thằng khốn nhà họ Hoàng kia, mày ra tay tàn nhân quá đấy. Phạm Văn Doãn tức giận đến phát khóc. Trong vòng một ngày, cậu ta bị Hoàng Thiên bẻ gấy một ngón tay, bây giờ lại bị làm điếc một bên tai, gần như sắp tàn phế rồi. Bốp bốp bốp, Hoàng Thiên không hề khách khí, lại cho Phạm Văn Doãn thêm 3 cái tát nữa. Mỗi một cái đều dồn hết sức mạnh toàn thân, khiến cho mắt Phạm Văn Doãn nổ đom đóm, đầu óc ong ong, ngã rầm xuống đất ngất lịm. Chuyện này là sao? Phạm Văn Hồng và Nguyên Thứ nhìn thấy hết thảy, cả hai ngẩn người, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ không ngờ, ngay trên địa bàn của bọn họ mà Hoàng Thiên còn dám ra tay đánh Phạm Văn Doãn. Phạm Văn Hồng sửng sốt một lát, sau đó mới vội vàng lao đến, quan sát vết thương của Phạm Văn Doãn. Ông ta còn tưởng con của mình bị đánh chết rồi chứ, vừa ôm Phạm Văn Doãn vừa gào thét. Doãn, Doãn ơi, con tỉnh lại đi, con đừng dọa trai. Tiên hiệp hay. Phạm Văn Hồng như phát điên, lay lay người Phạm Văn Doãn, liên tục gào thét. Mẹ ơi, chết con mất. Phạm Văn Doãn mệt mỏi mở mắt ra. Tai phải cậu ta không ngừng chảy máu, sắc mặt xám xanh, giống như mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Con tỉnh rồi sao, con yên tâm. Cha nhất định sẽ báo thù cho con ồ. Phạm Văn Hồng nghiến răng, gằn giọng nói, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng xông lên đẩy mạnh Hoàng Thiên ra, tức giận nói, Hoàng Thiên, cậu có biết xấu hổ không hả? Cậu không cứu được Ngọc An thì thôi, cậu Phạm muốn cứu Ngọc An, cậu còn đánh người ta. Bốp! Sau khi Trương Lan Phượng gào thét âm ý một hồi liền bị Hoàng Thiên đá một phát vào bụng. Ai đau chết mất, Hoàng Thiên, cậu là đồ khốn khiếp. Cậu muốn đạp chết tôi đúng không? Trời ơi, tôi không sống nổi nữa. Con rể cái gì chứ? Rõ ràng là con quỷ. Trương Lan Phượng ngồi phịch xuống, hai tay vỗ bịch bịch xuống đất, gào khóc vang trời. Vừa nãy, Hoàng Thiên đã muốn dạy cho Trương Lan Phượng một bài học rồi. Chỉ riêng việc Trương Lan Phượng ủng hộ Phạm Văn Doãn làm chuyện đồi bại với Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên đã không thể tha thứ được. C nhìn thấy Trương Lan Phượng bị ăn một cú đạp mà còn gào thét không thôi. Hoàng Thiên càng thêm tức giận. Bốp! Hoàng Thiên bước lên, tát cho Trương Lan Phượng một cái. Câm miệng cho tôi! Hoàng Thiên hét lên. Á! Trương Lan Phượng lập tức câm nín. Lúc này, Hoàng Thiên trông rất khủng bố khiến cho bà ta vô cùng sợ hãi, không dám không ngậm mồm. Được đấy, thằng danh họ Hoàng kia. Mày gan lắm, mày không sợ chết chứ gì. Nguyên Thứ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại nghiêm túc nhìn Hoàng Thiên. Dẫn 5 tên tay sai từ từ đi đến gần Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên biết, lần này Nguyên Thứ muốn làm thật, Phạm Văn Doãn đã bị đánh thê thảm như vậy, kẻ làm chó săn như Nguyên Thứ nhất định sẽ phải biểu hiện ra chút gì đó. Ha ha, lát nữa mày sẽ biết là ai đang đi tìm đường chết. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nhìn Nguyên Thứ đang đi về phía mình. Ha ha, mày ăn phải gan hùm mật báo à? Đến giờ vẫn còn nói lời ngông cuồng như vậy. Nguyên Thứ cười lớn, sau đó lấy từ trong túi ra một cái dao, trầm giọng nói với Hoàng Thiên, đặt tay lên bàn, anh Thứ đây chỉ chặt 5 ngón tay của mày. Còn sau đó xử lý như nào sẽ do cậu Phạm quyết định. Thấy tên Nguyên Thứ hung hăng ngang ngược như vậy, Hoàng Thiên thực sự không nói nên lời. Ở thành phố Bắc Ninh này, còn chưa đến lượt tên khốn này ra vẻ ta đây. Hiện giờ mày đã tự thừa nhận mình là tay sai của cậu Phạm rồi sao? Hoàng Thiên cười khẩy, nhìn chăm chằm Nguyên Thứ nói. Cái này, Nguyên Thứ thật sự muốn tát mình 2 cái, sao lại lỡ miệng rồi? Mẹ kiếp, ai bảo tao là tay sai của cậu Phạm, chẳng qua là tao thấy cậu Phạm là một bậc nam tử hán nên mới khâm phục cậu ta thôi. Nguyên Thứ ngụy biện nói. Ha ha, loại người như hắn mà là nam tử hán. Hoàng Thiên không nhịn được cười, chỉ tên Phạm Văn Doãn đang ngồi bẹp trên mặt đất. Phạm Văn Doãn nổi trận lôi đình, không thèm diễn kịch nữa, hét về phía Nguyên Thứ. Nguyên Thứ, anh còn nhiều lời với tên Hoàng Thiên này làm gì? Giết chết hắn cho tôi. Nguyên Thứ giật nảy mình. Phạm Văn Doãn là chủ của anh ta nào dám không nghe theo. Vâng, vâng, tôi làm ngay. Nguyên Thứ gật mạnh đầu, sau đó cầm dao đâm về phía Hoàng Thiên. Ai cẩn thận. Lâm Ngọc An vội vàng hét lớn. Cô đã hoàn toàn chắc chắn rằng Phạm Văn Doãn và Nguyên Thứ là cùng một ruột. Màn diễn kịch vừa nãy thật sự buồn nôn. Hoàng Thiên thấy Nguyên Thứ cầm dao hướng về phía ngực mình, không khỏi cau mày. Tên khốn đáng chết, ra tay thật tàn độc, vậy mà dám nhắm vào tim anh. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Thiên lập tức né tránh con dao của Nguyên Thứ. Sau đó Hoàng Thiên ra tay rất nhanh, tóm lấy cổ tay cầm dao của Nguyên Thứ. Nguyên Thứ giật nảy mình, tại sao khoảng cách gần như vậy mà cũng không thể đâm trúng Hoàng Thiên? Hơn nữa, cổ tay còn bị Hoàng Thiên bắt lấy. Nguyên Thứ nhanh chóng phản ứng lại, một cái tay khác đấm vào mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lại nghiêng đầu né tránh. Lần này anh không nhịn được nữa, tung ra một cú đá thẳng vào bụng dưới của Nguyên Thứ. Bốp! Ái! Nguyên Thứ trúng cú đá của Hoàng Thiên, bay ngược ra sau hơn 1 mét, ngồi phịch xuống đất, khóe miệng chảy máu. Sức mạnh bộc phát khi tức giận thực sự đáng sợ, cú đá này của Hoàng Thiên vừa mạnh mà vừa hung ác, đạp rách cả ruột Nguyên Thứ. 5 tên tay sai của Nguyên Thứ thấy vậy, trợn trừng mắt lên. Bọn chúng vừa chuẩn bị xông đến thì liền nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, có người đạp cửa xông vào. Ngay sau đó, Tiêu Tấn sải bước đi vào căn phòng, đi theo sau anh ta còn có hơn 20 người nữa. Nhưng bởi vì căn phòng quá nhỏ nên chỉ có mấy người đi vào. Anh chấm ans Tiêu. Nguyên Thứ ngồi dưới đất run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Tấn, suýt chút nữa thì đái ra quần. Cái tên Nguyên Thứ này đã bôn ba ở thành phố Bắc Ninh bao nhiêu năm, sao có thể không biết mãnh tướng đứng đầu dưới trướng Lã Việt là Tiêu Tấn chứ? Anh ta cũng mới làm việc cho Phạm Văn Hồng, từ khi Phạm Văn Hồng đầu tư mở ra sòng bài này, từ một tên lưu manh nhỏ nhoi anh ta mới phất lên làm một ông chủ nhỏ. Nhưng thực chất từ sâu bên trong, Nguyên Thứ vẫn rất sợ Tiêu Tấn. Vừa nhìn thấy Tiêu Tấn, Nguyên Thứ liền có cảm giác không lành. Anh Hoàng, anh không sao chứ? Tiêu Tấn đi đến trước mặt Hoàng Thiên, lo lắng hỏi. Anh Hoàng, Nguyên Thứ nghe Tiêu Tấn xưng hô như vậy với Hoàng Thiên thì sợ đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Anh ta sợ đến mức trong lòng liên tục phủ nhận chuyện này. Người có thể khiến Tiêu Tấn gọi là anh chắc chắn là một nhân vật vô cùng quyền lực. Ít nhất cũng phải có địa vị tương đương với Lã Việt. Đắc tội một vị thần như vậy thực sự là đang đi tìm cái chết. Nguyên Thứ không dám nghĩ gì nữa, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, không biết tiếp theo Hoàng Thiên sẽ xử lý anh ta như nào. Không sao đâu, chỉ là mấy tên này không có mắt, lại dám ở đây gây chuyện. Hoàng Thiên chỉ đám người ở chỗ này, từ tốn nói. Tiêu Tấn lập tức hiểu ra, ánh mắt tàn nhãn nhìn về phía Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Không ổn rồi. Lão hồ ly Phạm Văn Hồng rất nhạy bén, thấy Tiêu Tấn mang nhiều người đến như vậy. Biết rõ là với thực lực của mình thì không thể nào đánh thắng được anh ta. Con trai, chạy mau. Phạm Văn Hồng chạy nhanh như tên lửa, túm Phạm Văn Doãn chạy theo. Phạm Văn Doãn cũng biết tình thế nguy cấp, đứng dậy chạy theo Phạm Văn Hồng đến chỗ cửa sổ. Bắt bọn chúng lại. Hoàng Thiên quính lên,
dẫn đầu xông thẳng về phía cửa sổ. Đám người Tiêu Tấn cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn như hai con thỏ, nhảy vụt ra ngoài. Đây mới chỉ là tầng 2 mà thôi. Sau khi nhảy xuống, Hồng và Doãn chạy trối chết về phía chiếc xe, phóng như điên rời đi. Giờ có đuổi cũng không kịp. Hoàng Thiên nhìn chiếc Mercedes-Benz rời khỏi biệt thự, khẽ hừ lạnh một tiếng. Cha con nhà họ Phạm chuồn rất nhanh, nhưng chỉ cần bọn họ còn ở trong thành phố Bắc Ninh này thì nhất định sẽ không chạy thoát được. Phát thông báo đi, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được Phạm Văn Doãn và Phạm Văn Hồng. Hoàng Thiên nói với Tiêu Tấn. Vâng, anh Hoàng. Tiêu Tấn nhận lệnh, lấy điện thoại ra, thông báo cho đám tay sai. Nguyên Thứ nhìn thấy tất cả mọi việc, trong đầu anh ta chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, không được, không được, không được. Ông chủ và con ông ta cũng đã chạy rồi, chỉ còn lại một mình anh ta ở chỗ này, không bị giết chết mới là lại anh Hoàng, em chỉ là một tên tay sai, xin anh giơ cao đánh khẽ. Nguyên Thứ cầu xin Hoàng Thiên tha thứ, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hoàng Thiên vốn không để ý đến Nguyên Thứ, nhưng thấy anh ta lên tiếng liền quay qua nhìn. Không phải mày muốn chặt 5 ngón tay tao sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Nguyên Thứ. Nguyên Thứ sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu 4-5 cái rồi mới nói với Hoàng Thiên, không dám, không dám, anh Chu, nếu em biết anh là người như vậy, có chết em cũng không dám động đến anh. Ý của mày là, mày chỉ ức hiếp những kẻ yếu thôi. Hoàng Thiên đi đến chỗ Nguyên Thứ, giáng cho anh ta 10 bạt tai, khiến miệng Nguyên Thứ đầm đìa máu tươi. Không, không, tôi không có ý này. Nguyên Thứ vội vàng giải thích. Vậy mày có ý gì? Hoàng Thiên lại tát cho tên này thêm vài phát nữa, dạy dỗ cái kẻ tự xưng là anh. Nguyên một trận. Nguyên Thứ không dám nói lung tung nữa. Anh ta biết Hoàng Thiên muốn đánh anh ta nên dù anh ta có nói gì cũng phải chịu đòn. Ông đây đang nói chuyện, mà mày dám bơ sao? Hoàng Thiên đột nhiên đá một phát vào mặt Nguyên Thước. Nguyên Thước không chịu được nữa, lâm vào hôn mê bất tỉnh. Cơn giận của Hoàng Thiên vẫn chưa nguôi, nghĩ đến Trương Lan Phượng, anh lại nổi giận đùng đùng. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía Trương Lan Phượng, khiến Trương Lan Phượng run lẩy bẩy. Trương Lan Phượng đã sớm sợ hãi trước khí thế của Hoàng Thiên, không ngờ kẻ vô dụng trong mắt bà lại có thể đánh cho tên giang hồ Nguyên Thứ không còn nhìn được mặt mẹ thế này. Trời ơi, Hoàng Thiên định đánh mình nữa sao? Trái tim Trương Lan Phượng đập liên hồi, đứng một chỗ run lẩy bẩy, không dám nhìn vào mặt Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng đoán không sai, Hoàng Thiên thực sự muốn giáo huấn bà ta. Cái thứ mẹ vợ không đứng đắn, khi nấy còn tỏ ra rất rẻ mạt, không ngờ lại cổ vũ Phạm Văn Doãn làm nhục Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên càng nghĩ càng tức giận, đi tới trước mặt Trương Lan Phượng. Cậu muốn làm gì? Trương Lan Phượng sợ hãi như chuột gặp phải mèo, hét to một tiếng rồi chạy ra núp sau lưng Lâm Ngọc An. Ngọc An, Ngọc An, con mau cản cậu ta. Cậu ta còn muốn đánh mẹ. Trương Lan Phượng thực sự rất sợ, trốn sau lưng Lâm Ngọc An, nói năng điên cuồng. Lâm Ngọc An được một lần mở mang tầm mắt, đây là bà mẹ hung dữ của cô đây sao? Trước kia, ở trong nhà Trương Lan Phượng nói một là một, nói hai là hai. Bà chỉ cần đằng hắng một tiếng, Hoàng Thiên đã không dám lên tiếng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, đừng như vậy mà. Hoàng Thiên không thể đánh mẹ đâu. Lâm Ngọc An bất đắc dĩ khuyên Trương Lan Phượng. Sao lại không thể đánh? Thằng nhóc này ra tay đánh người ác độc như vậy mà. Giọng nói của Trương Lan Phượng cũng run lên. Bà đã bị Hoàng Thiên đánh một cái rất đau nên thực sự không muốn bị đánh thêm cái nào nữa. Trương Lan Phượng, bà đi ra cho tôi. Đừng có mà núp sau lưng Ngọc An. Hoàng Thiên phẫn nộ hét lên. Thấy Hoàng Thiên không chịu bỏ qua, Trương Lan Phượng càng sốt sắng, bất lực lắc lắc cánh tay của Lâm Ngọc An. Ngọc An, con mau làm gì cậu ta đi, không mẹ sẽ bị cậu ta đánh chết đấy. Hoàng Thiên, anh đừng dọa mẹ nữa. Anh xem, mẹ đã sợ đến mức này rồi. Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên. Anh không dọa bà ta, hôm nay anh nhất định phải đánh bà ta. Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An thực sự không biết phải làm sao, cảm thấy dở khóc dở cười. Hiện tại, Hoàng Thiên cứ giống như nông dân nổi dậy chống lại chính quyền vậy, nói đánh mẹ vợ là nhất quyết phải đánh một trận. Dù Lâm Ngọc An cũng biết là do mẹ mình quá đáng nên Hoàng Thiên mới như vậy, nhưng dù sao Trương Lan Phượng cũng là mẹ cô cũng không thể trơ mắt nhìn bà A bị đánh được. Được rồi, em nghĩ bà ấy cũng biết sai rồi, anh đừng đánh bà ấy. Lâm Ngọc An vội cầu xin thay cho Trương Lan Phượng.
Trương Lan Phượng cảm thấy thật mất mặt, trong lòng phẫn nộ, chỉ ước có thể xé nát Hoàng Thiên ra trăm mảnh. Nhưng bà ta cũng không dám nói gì, bởi vì hiện tại Hoàng Thiên thật sự muốn đập bà A một trận. Trương Lan Phượng, bà nhớ kỹ cho tôi, đừng có chạm tới ranh giới cuối cùng của tôi. Sự nhẫn nại của tôi đối với bà cũng có giới hạn. Hoàng Thiên chỉ vào mặt Trương Lan Phượng, lạnh lùng hét. Mẹ biết rồi, con rể, con lợi hại lắm, tuyệt vời lắm, mẹ khâm phục con, không được sao. Trương Lan Phượng trốn sau lưng Lâm Ngọc An, cảm giác an toàn mới dám cất giọng nói. Hoàng Thiên biết Trương Lan Phượng đang nói dối, nhưng cũng không thèm để ý bà ta nữa. Đám người này giao cho anh, thẩm vấn bọn chúng, tốt nhất là moi ra được bố con nhà họ Phạm đang ở đâu, hoặc sẽ đi đến đâu. Hoàng Thiên chỉ vào đám người đi cùng Nguyên Thứ rồi nói với Tiêu Tấn. Không thành vấn đề, anh yên tâm đi, anh Hoàng. Chỉ cần bố con họ Phạm kia chưa rời khỏi thành phố Bắc Ninh, tôi nhất định sẽ tìm ra bọn chúng. Tiêu Tấn gật đầu nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, dân Lâm Ngọc An rời đi. Trương Lan Phượng không dám đi cùng Hoàng Thiên, buồn bã rời khỏi biệt thự, tự mình đón xe về nhà. Em vẫn đi công ty à? Hoàng Thiên lái xe, hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An lắc đầu, em vẫn chưa có ý định đi làm. Hai, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Vậy anh có thể làm gì đây? Đều là do bà mẹ tốt kia của em gây ra, một ngày bà ta không gây chuyện là không chịu được. Hoàng Thiên nói với vẻ bất lực. Lâm Ngọc An không biết phản bác như nào. Cô biết, Hoàng Thiên nói đúng, mẹ Trương Lan Phượng lúc nào cũng gây ra đủ thứ chuyện. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dành chút thời gian khuyên nhủ mẹ mình về sau bớt gây chuyện lại. Sau này, em sẽ khuyên nhủ bà ấy. Anh đừng giận bà ấy, dù gì bà ấy cũng là mẹ vợ của anh. Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy lạnh nhạt cười, cầm lấy tay Lâm Ngọc An, nói. Điều duy nhất em đáng được khen ngợi chính là đã cho anh một người vợ tốt. Thôi đi đi, đừng nịnh bợ nữa. Lâm Ngọc An hờn dỗi nói, nhưng vẻ mặt lại hơi ngại ngùng. Hoàng Thiên mỉm cười, lái xe đưa Lâm Ngọc An về nhà. Mới bước vào phòng đã thấy Trương Lan Phượng ngồi trên ghế salon, tự mình cầm cái gương nhỏ đang xức thuốc lên mặt. Vừa bôi thuốc Trương Lan Phượng vừa ấm ức không thôi. Nghĩ tới việc gần đây thường xuyên bị Hoàng Thiên đánh. Trương Lan Phượng tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Bà ta không ngờ, một kẻ vô dụng chịu bị ức hiếp suốt 3, 4 năm, vậy mà lại có thể vùng dậy được. Thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An gắn bó như keo sơn, Trương Lan Phượng tức muốn nổ tung. Bốp! Trương Lan Phượng ném cái gương nhỏ lên trên bàn trà, đứng dậy định trở về phòng. Mẹ, mẹ định làm gì nữa? Lâm Ngọc An đau đầu không thôi, chỉ sợ Trương Lan Phượng lại làm ầm lên với Hoàng Thiên. Nếu vậy chẳng phải bà ấy sẽ bị đánh tiếp sao? Con còn hỏi mẹ làm gì? Đứa con gái này mẹ nuôi tốn công rồi. Trương Lan Phượng tức giận đùng đùng, nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhíu mày nói, mẹ, sao lại nuôi tốn công? Rốt cuộc mẹ làm sao đấy? Con thử nói xem, Hoàng Thiên đánh mẹ, con còn ân ái đi về cùng cậu ta. Rốt cuộc con có phải con gái của mẹ không? Trương Lan Phượng chỉ trích Lâm Ngọc An. Hoàng Thiên bất lực không nói được câu nào. Trương Lan Phượng đúng là hết thuốc chữa, có lẽ hiện tại bà ta không sợ nên muốn chút giận đây mà. Chút giận thì chút giận đi, chỉ cần không quá đáng, Hoàng Thiên cũng lười phản ứng với bà ta. Lâm Ngọc An bị Trương Lan Phượng quở trách một hồi, cũng không to tiếng với Trương Lan Phượng. Dù gì bà ta cũng là người chịu thiệt, hôm nay bị Hoàng Thiên đánh, có tức một chút cũng là dễ hiểu. Mẹ đừng tức giận quá, thật ra hôm nay mẹ có hơi quá đáng. Mẹ thử nghĩ lại xem mẹ đã nói những gì. Lâm Ngọc An thở dài nói. Trương Lan Phượng vẫn không cho rằng mình sai. Bà ta từ đầu đã chọn chúng Phạm Văn Doãn, còn muốn Phạm Văn Doãn lập tức trở thành con rể mình. Mẹ nói sai sao, Phạm Văn Doãn thật xứng đôi với con, hơn nữa trong lúc đó cậu Phạm cũng đứng ra để cứu con mà. Chẳng lẽ con muốn đám người Nguyên Thứ đó làm chuyện ấy với con? Trương Lan Phượng nói như kiểu mình không hề sai, hỏi lại Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thực sự quá nhức đầu rồi, tức giận cắn môi nói, mẹ còn chưa nhận ra sao. Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn chính là chủ của Nguyên Thứ. Nguyên Thứ được bọn chúng sai khiến để diễn trò khổ nhục kế. Bọn chúng là một đám vô sỉ. Ha ha, đúng là lời nói vô căn cứ. Con đừng có nghe theo Hoàng Thiên mà đi vu khống người tốt. Mẹ thấy rõ ràng, lúc đánh Phạm Văn Doãn, Nguyên Thứ ra tay rất tàn nhẫn, sao có thể là diễn kịch được. Trương Lan Phượng cười ha ha.
Bà ta còn định nói thêm những lời khó nghe, nhưng thấy trên mặt Hoàng Thiên tràn đầy vẻ bất mãn, bà ta lập tức nuốt ngược lời muốn nói vào trong, không dám quá phận. Lâm Ngọc An vô cùng sốt sắng nhưng cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng đã bị bố con họ Phạm kia mê hoặc hết thuốc chữa rồi, dù có nói thế nào, bà ta cũng không tin đâu. Hoàng Thiên càng lười không muốn tranh luận, dù sao thì trong mắt Trương Lan Phượng, anh làm gì cũng sai nên có giải thích hay không cũng không quan trọng. Trương Lan Phượng thấy Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đều không đáp lại, càng thêm khẳng định là mắt nhìn của mình là đúng, cho rằng Hoàng Thiên cố ý bôi nhọ Phạm Văn Doãn. Trương Lan Phượng nghĩ, bạn học cũ Phạm Văn Hồng nhất định sẽ rất bất mãn với bà, suy nghĩ một lát, vội xách túi rời khỏi nhà. Mẹ định làm gì vậy? Lâm Ngọc An, mẹ làm gì còn phải báo cáo với con sao? Trương Lan Phượng tức giận nói một câu, sau đó liền ra khỏi nhà. Được rồi, đừng để ý đến bà ta. Hoàng Thiên vỗ vai Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An hiểu rõ, căn nhà này sẽ không bao giờ yên ổn. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng làm tình cảnh thêm hỗn loạn. Hoàng Thiên, em cảm thấy có lẽ bát tự của mẹ em và anh không hợp nhau nên mới thường xuyên xung đột như vậy. Lâm Ngọc An cười gượng bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong cũng cười, vuốt cái mũi của Lâm Ngọc An rồi nói, em mê tín lắm đó. Được thôi, vậy em thử nói xem, bát tự của anh và bà ấy không hợp thì phải làm sao bây giờ? Thực sự không ổn đâu, chúng ta chỉ có thể dọn ra ngoài thôi. Xa thơm gần thối, có lẽ sau khi tách ra một thời gian, mẹ sẽ nhận ra anh là người tốt. Lâm Ngọc An nói với Hoàng Thiên. Ha ha! Hoàng Thiên cười, không nói gì. Có điều, anh hiểu rõ Trương Lan Phượng, trừ phi để lộ ra thân phận anh là cậu Hoàng Hà Nội thì lúc đó, Trương Lan Phượng sẽ không ngần ngại gọi anh một tiếng cha luôn. Thấy Hoàng Thiên chỉ cười ha ha, không tỏ thái độ gì, Lâm Ngọc An không khỏi nhíu mày. Cái anh này, rốt cuộc anh có muốn dọn ra ngoài ở không? Lâm Ngọc An hiện tại đã rất rõ, mâu thuẫn giữa Hoàng Thiên và Trương Lan Phượng không thể được hòa giải. Nếu tiếp tục ở cùng nhau thì gia đình này sẽ không thể yên ổn, đừng nghĩ là có một ngày được yên bình. Lần trước sau khi dọn ra ngoài, Trương Lan Phượng cứ nhất quyết muốn Lâm Ngọc An chuyển về. Chính vì Lâm Ngọc An mềm lòng trở lại mà kết quả lại là những cuộc cãi vã. Lúc này, Lâm Ngọc An đã hạ quyết tâm. Lần này nhất định phải dọn ra ngoài và sẽ không trở về nữa. Anh cười cái gì, anh mau cho ý kiến đi, có muốn dọn ra ngoài ở cùng em không? Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt chờ mong. Hoàng Thiên đương nhiên đồng ý ở riêng một chỗ với Lâm Ngọc An, anh âu yếm ôm lấy vợ mình, nhẹ nhàng nói, đương nhiên là đồng ý rồi. Có điều, mẹ của em nhất định sẽ bắt em trở về, em có thể bất chấp không nghe theo bà ấy không? Lâm Ngọc An cảm nhận được cái ôm ấm áp của Hoàng Thiên, đây là một cảm giác mà trước nay cô chưa từng cảm nhận được. Cho đến bây giờ cô mới nhận ra, cô đã hoàn toàn chấp nhận Hoàng Thiên, thực sự là lâu ngày sinh tình rồi. Trước kia, chỉ cần Hoàng Thiên chạm vào người cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Hoàng Thiên thường xuyên tiếp xúc thân thể với cô mà cô lại không hề cảm thấy phản cảm. Mà ngược lại, việc làm đó còn khiến trái tim cô đập rộn ràng, tìm ra hương vị tình yêu trong truyền thuyết. Chuyện tình cảm thật khó để nói rõ ràng, khi có tình cảm với ai thì muốn ngăn cũng không ngăn được, còn nếu không có tình cảm thì dù có đuổi theo đối phương cũng vô dụng. Em sẽ không mềm lòng và cũng sẽ không bao giờ quay lại, nhìn mẹ và anh cãi nhau, em thật sự cảm thấy rất phiền muộn. Lâm Ngọc An thở dài, rúc vào trong ngực Hoàng Thiên, nhẹ nhàng nói. Tim Hoàng Thiên đập rộn ràng, càng ôm chặt Lâm Ngọc An hơn. Lâm Ngọc An không hề kháng cự, mặc cho Hoàng Thiên ôm chặt lấy mình, cả hai đều nghe được nhịp đập trái tim đối phương. Loại cảm giác này đối với Hoàng Thiên mà nói thật sự là vô cùng tươi đẹp, anh không ngờ mình và Lâm Ngọc An lại có một ngày như vậy. Vậy thì tốt rồi, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đi đến biệt thự Hải Hoa thôi. Một lúc lâu sau, Hoàng Thiên mới buông Lâm Ngọc An ra, nói với cô. Lâm Ngọc An khẽ gật đầu. Sau khi về phòng, Hoàng Thiên giúp cô thu dọn đồ đạc, hai người ra khỏi nhà. Ra bên ngoài, đi lên xe, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An cùng đi đến biệt thự Hải Hoa. Lại một lần nữa trở lại căn biệt thự xa hoa, trong lòng Lâm Ngọc An vẫn không khỏi suýt xoa. Cô không thể nghĩ ra được, Hoàng Thiên có hẳn một căn biệt thự xa hoa mấy trăm tỷ như vậy, sao mấy năm qua đều cố gắng chịu đựng chứ? Tất cả mọi người đều ghét bỏ anh nghèo đói, vậy mà anh có thể chịu đựng nhiều năm như vậy, đúng là điều mà người bình thường không thể làm được.
Lâm Ngọc An càng nghĩ, càng cảm thấy người đàn ông của mình không hề tâm thường, nhất định là một người rất cao siêu. Hai vợ chồng bọn họ ở trong phòng hàn huyên một hồi lâu, đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn với nhau bọn họ nói chuyện nhiều như vậy. Vào lúc bọn họ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Hoàng Thiên mới ngắm nhìn vợ mình, trong lòng vẫn hy vọng có thể ngủ cùng một cái giường với vợ. Hơn 3 năm qua, anh chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào cô vợ yêu quý của mình, là đàn ông ai mà chẳng có khát vọng như vậy. Nhưng Hoàng Thiên không muốn ép buộc Lâm Ngọc An, nhìn thấy Lâm Ngọc An chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh liền đứng dậy định đi ra ngoài. Ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Hoàng Thiên nói, anh cũng ngủ lại đây đi. Lâm Ngọc An đột nhiên nắm lấy cánh tay Hoàng Thiên. Chuyện này, Hoàng Thiên đứng yên bất động, cũng không quay đầu lại, chỉ nói, quên mất không chuẩn bị một cái giường nhỏ, anh không còn chỗ để ngủ. Anh bị ngốc à, giường lớn như vậy, sao không lên mà ngủ? Lâm Ngọc An dịu dàng mỉm cười, nắm tay Hoàng Thiên kéo anh trở lại. Hoàng Thiên không kìm nén nổi xúc động trong lòng, cả hai đều đã trưởng thành rồi, vợ mình đã ra ám hiệu như vậy, chẳng lẽ anh còn không hiểu? Kết hôn suốt 3, 4 năm rồi mà đến bây giờ cũng chưa được ngủ chung giường, vậy mà tối nay vợ lại muốn anh ngủ trên giường, chẳng lẽ cô ấy đã chấp nhận anh rồi sao? Hoàng Thiên suy nghĩ miên man không thôi, bao nhiêu lời muốn nói đều giấu hết vào trong lòng. Lâm Ngọc An xoay người Hoàng Thiên lại, thấy Hoàng Thiên có chút vui sướng quá mức, Lâm Ngọc An bỗng cảm thấy áy náy. Ngủ cùng một giường với vợ vốn là quyền lợi cơ bản mà một người chồng như Hoàng Thiên nên có được. Vậy mà bao năm nay, Hoàng Thiên lại chưa từng một lần nào được hưởng thụ quyền lợi này. Anh không muốn ngủ cùng một giường với em sao? Lâm Ngọc An mỉm cười hỏi. Muốn, đương nhiên là anh muốn. Giọng nói của Hoàng Thiên có hơi run rẩy, hạnh phúc tới quá bất ngờ. Người con gái mà anh yêu nhiều năm, rốt cuộc cũng có thể chấp nhận anh. Thấy Hoàng Thiên kích động thành ra như vậy, mũi Lâm Ngọc An cay xè, nước mắt chảy xuống. Chồng ơi, mấy năm nay khổ cho anh rồi. Lâm Ngọc An ngửa mặt lên, nhìn Hoàng Thiên mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Những lời này của cô như một dòng nước ấm, chảy vào đáy lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ rằng những giày vò phải chịu suốt mấy năm qua thực sự là đáng giá. Được ở cùng em, sao có thể gọi là khổ được? Hoàng Thiên hạnh phúc cười, ngồi bên giường, ôm lấy Lâm Ngọc An. Cốc cốc cố. Si cốc cốc cố. C. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đang ân ái với nhau thì cửa phòng tầng dưới lại bị gõ, hơn nữa âm thanh còn vô cùng gấp rút. Lâm Ngọc An bị dọa giật nảy mình, bởi vì đây là một khu biệt thự cao cấp nên quản lý khu nhà luôn luôn nghiêm khắc, nhân viên ở đây cũng tuyệt đối không gõ cửa vô lễ như vậy, có việc gì nhất định sẽ gọi điện thoại trước. Thời gian qua, Lâm Ngọc An trải qua vô số chuyện. Cho nên vừa nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập kia, cô liền có cảm giác căng thẳng. Chồng ơi! Muộn như vậy rồi ai còn gõ cửa nữa? Trước khi mở cửa ra thì xem là ai đến đã. Lâm Ngọc An lo lắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên, kèm theo đó vẫn là cảm giác khó chịu. Đang ân ái với bà xã lại bị kẻ nào đó quấy rầy, Hoàng Thiên không tức giận mới là lạ. Anh đi ra ngoài xem sao? Hoàng Thiên nói, đứng dậy rời khỏi giường, chuẩn bị ra ngoài. Em và anh cùng đi. Lâm Ngọc An không yên tâm. Sửa soạn lại quần áo, đi cùng Hoàng Thiên. Sau khi xuống lầu, Lâm Ngọc An vốn không muốn Hoàng Thiên mở cửa luôn, mà muốn xem trước là ai đến. Nhưng cô còn chưa kịp dặn dò thì người bên ngoài đã gào thét ầm. Ngọc An, Ngọc An, mau mở cửa. Đây là... Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên vô cùng kinh ngạc, người đến lại là Trương Lan Phượng. Lâm Ngọc An không biết Trương Lan Phượng đến làm cái gì, hơn nữa giọng nói còn vô cùng lo lắng, giống như bị chó đuổi vậy. Hoàng Thiên thực sự bất lực, bà mẹ vợ này đúng là âm hồn bất tán, đã dọn ra khỏi nhà rồi mà bà ta còn theo đuôi đến tận đây. Sau khi mở cửa ra, trông thấy vẻ mặt Trương Lan Phượng tràn đầy lo lắng, mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, giống như là vô cùng sợ hãi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Lâm Ngọc An nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Trương Lan Phượng, không khỏi lo lắng, hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng thở phì phò, kéo tay Lâm Ngọc An, Ngọc An. Không xong rồi, không xong rồi. Cái gì không xong cơ ạ? Lâm Ngọc An càng sốt ruột, vội hỏi. Xin lỗi anh Hoàng, người này đột nhiên xông vào, chúng tôi không cản được. Đúng lúc này, một bảo vệ chạy theo sau Trương Lan Phượng đã đến, xấu hổ nói với Hoàng Thiên. Một bảo vệ khác cũng cầm gậy cảnh sát tới, thở không ra hơi.
Hoàng Thiên nhìn mặt hai người bảo vệ, hết sức kinh ngạc. Mặt hai bảo vệ lúc này trông như một con mèo, rõ ràng là bị ai đó cào. Bọn họ không ngăn cản được Trương Lan Phượng, có lẽ là Trương Lan Phượng cào bọn họ. Hoàng Thiên thực sự bó tay. Trương Lan Phượng, bà không thể yên tĩnh dù chỉ một hai ngày thôi sao? Sao lúc nào cũng tìm cách gây chuyện vậy? Không trách được hai người cầm trước số tiền này. Thật xin lỗi. Hoàng Thiên lấy từ trong túi ra vài tờ 500.000, đưa cho hai người bảo vệ. Anh không mang quá nhiều tiền mặt, chút tiền này cũng coi như an ủi phần nào hai người bảo vệ đáng thương. Không, không, anh Hoàng, chúng tôi không thể nhận được. Cô này là họ hàng của ngài đúng không? Vậy thì không sao đâu. Một bảo vệ vội cự tuyệt. Hoàng Thiên cố gắng nhét tiền vào tay hai bảo vệ, an ủi vài câu rồi bảo bọn họ về trước. Mẹ, sao mẹ lại cào người ta chứ? Lâm Ngọc An cũng không biết làm sao, hỏi Trương Lan Phượng. Quên chuyện này đi, không phải bởi vì mẹ sốt ruột sao? Mẹ gọi điện mà không đứa nào bắt máy. Trương Lan Phượng thở hổn hển, lo lắng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Ngọc An vô cùng nghi ngờ, nhưng cô cũng biết đây nhất định là chuyện lớn. Nếu không Trương Lan Phượng cũng chẳng chạy như điên tới đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Thiên cũng nghi ngờ không thôi, nhìn thấy Trương Lan Phượng sợ đến như vậy, anh cũng biết đây không phải việc nhỏ. Trương Lan Phượng thở hồng hộc, sau khi ổn định lại hơi thở mới nói với Lâm Ngọc An, to chuyện rồi. Hoàng Thiên đã gây ra đại họa. Hả? Lâm Ngọc An sợ ngây người, thấy Trương Lan Phượng nghiêm túc như vậy, thật sự sợ hãi thay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫn im lặng không nói. Anh chưa bao giờ sợ hãi chuyện gì, nó chỉ là đại họa. Cho dù trời sập thì có sao? Cái thân này vẫn chống đỡ được. Hoàng Thiên, cậu còn không mau chạy đi. Trương Lan Phượng nhìn Hoàng Thiên Vân không có phản ứng gì, gấp đến mức nhảy lên chất vấn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngơ ngác, chạy cái gì? Tại sao tôi lại phải chạy? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Trương Lan Phượng, hỏi. Được rồi, cậu có chạy hay không thì mặc kệ cậu. Có điều tôi cảnh cáo cậu có chết cũng đừng liên lụy đến con gái tôi. Trương Lan Phượng không kiên nhẫn được nữa, chỉ vào Hoàng Thiên mà quát. Hoàng Thiên không hiểu chuyện gì, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Lâm Ngọc An cũng không biết Trương Lan Phượng đang nói đến chuyện nào, đứng bên cạnh Hoàng Thiên mà mặt đầy vẻ khó hiểu. Mẹ đừng vội, mẹ hãy nói rõ ràng mọi chuyện đi. Mẹ cứ nói không đầu không đuôi như thế, ai có thể hiểu được chứ? Lâm Ngọc An vội la lên. Được, mẹ nói ngắn gọn, hai đứa biết anh của Phạm Văn Doãn là ai không? Bộ dáng Trương Lan Phượng vô cùng e ngại, trừng mắt hỏi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Sao bọn con biết được? Lâm Ngọc An thở dài nói. Mẹ nói cho hai đứa biết, anh của Phạm Văn Doãn là Phạm Văn Hùng, nhân vật có tiếng tăm nhất Bắc Giang. Hoàng Thiên khiến Phạm Văn Doãn và Phạm Văn Hồng thành ra như vậy, Phạm Văn Hùng có thể không trả thù sao? Trương Lan Phượng tức giận nói, liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, nói tiếp, đều là chuyện do cậu gây ra. Lần này lớn chuyện rồi đấy. Để tôi xem cậu giải quyết thế nào. Lâm Ngọc An nghe hiểu được đại khái câu chuyện, nhưng Trương Lan Phượng gấp gáp quá, nói năng bừa bãi, Lâm Ngọc An vẫn không hiểu rõ. Ha ha, sao bà biết những chuyện này? Hoàng Thiên lạnh lùng cười, nhìn Trương Lan Phượng hỏi. Anh đã dự liệu được chuyện này, ngày hôm nay Trương Lan Phượng nhất định đã đi gặp Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Nếu không, bà ta sẽ không thể biết nhiều thứ như vậy. Trương Lan Phượng hơi xấu hổ. Trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, tôi biết kiểu gì không đến lượt cậu quan tâm. Hiện tại cậu chỉ có một con đường để đi, đó là chạy trốn, đừng liên lụy đến Ngọc An là được rồi. Mẹ, dù có chuyện gì, con cũng ở cùng Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nói với Trương Lan Phượng, giọng điệu rất kiên định. Trương Lan Phượng sợ nhất cái này. Hiện tại, bà ta đã bị Phạm Văn Hùng dọa sợ vỡ mật, chỉ muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Hoàng Thiên. Trong suy nghĩ của bà ta, chỉ cần Hoàng Thiên rời đi thì đã là chuyện tốt rồi. Bà ta mới có thể tác thành cho Lâm Ngọc An và Phạm Văn Doãn. Nhưng bây giờ thấy Lâm Ngọc An bất chấp mạng sống ở cạnh Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng liền tức giận vô cùng. Ngọc An, mẹ không đùa với con đâu. Con biết Phạm Văn Hùng làm gì ở Bắc Giang không? Anh ta mở sòng bạc đó. Thế lực rất lớn, nếu muốn đè bẹp Hoàng Thiên cũng chỉ cần một câu nói thôi. Trương Lan Phượng nghiêm túc cảnh cáo Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe xong, không khỏi lo lắng thay cho Hoàng Thiên. Người có thể mở sòng bạc ở nơi hỗn loạn như Bắc Giang,
chắc chắn là một nhân vật có quyền lực khủng khiếp. Nếu Phạm Văn Hùng thật sự để ý đến Hoàng Thiên, vậy thì Hoàng Thiên đen đủi rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc An khẽ cắn môi, nói với Trương Lan Phượng, mẹ đừng nói nữa, Hoàng Thiên gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Là vợ của anh ấy, lẽ ra còn phải ở cạnh anh ấy chứ. Thôi rồi, con bé này, sao lại cứng đầu thế chứ? Mẹ nuôi con lớn đến giờ dễ lắm sao? Con lại vì Hoàng Thiên mà đến mạng sống cũng không cần sao? Trương Lan Phượng dậm chân, vỗ ngực nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An không nghe nổi nữa. Cô biết, Trương Lan Phượng không thể nào hiểu nổi tình cảm của cô đối với Hoàng Thiên lúc này. Trương Lan Phượng, bà đã nói xong chưa? Đi về nhà đi. Hoàng Thiên xua tay đuổi Trương Lan Phượng đi, không muốn tiếp tục nghe bà ta lải nhải. Trương Lan Phượng nghe xong lập tức trừng mắt, quát mắng Hoàng Thiên, cái gì? Cậu còn đuổi tôi đi, cậu lén đưa Ngọc An đến đây, lỡ như phú bà bao nuôi cậu quay lại làm tổn thương Ngọc An thì cậu tính sao? Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đó, sao Hoàng Thiên lại được bao nuôi chứ, còn có phụ bà nào nữa? Lâm Ngọc An không thể chịu được việc Trương Lan Phượng cứ nói nhăng nói cuội, lớn tiếng với bà ta. Đứa bé ngốc này, mẹ đã nghe ngóng được rồi. Chủ nhân của căn biệt thự này là một bà chủ. Nếu không phải Hoàng Thiên được bà ta bao nuôi thì còn có thể là gì nữa? Trương Lan Phượng tức giận nói. Bà chủ kia chính là mẹ của Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An nói. Trương Lan Phượng nghe xong liền vô cùng sửng sốt, nhưng lập tức bĩu môi. Ha ha, con có nói chuyện này cho trẻ con thì chúng nó cũng không tin đâu. Ngọc An, con thông minh lắm mà. Sao lại bị Hoàng Thiên lừa thành ra như vậy chứ? Trương Lan Phượng ha ha cười. Không thể nào nói chuyện được với mẹ mà. Lâm Ngọc An lắc đầu, thở dài. Cậu thật không biết xấu hổ, còn gọi phú bà bao nuôi mình là mẹ. Vậy tôi chắc là mẹ nuôi của cậu luôn hả? Trương Lan Phượng chỉ vào mặt Hoàng Thiên, nói với vẻ châm chọc. Hoàng Thiên nghe vậy liền nhíu mày. Anh đã quá mệt với việc Trương Lan Phượng cứ luôn vu khống cho anh tóm lấy cánh tay Trương Lan Phượng. Đi theo tôi. Cậu muốn làm gì? Trương Lan Phượng hoảng hốt, hiện tại bà sợ nhất là Hoàng Thiên đánh bà, thấy Hoàng Thiên dắt tay bà biết chắc là Hoàng Thiên định đánh bà thật rồi. Hoàng Thiên, anh bình tĩnh đi, không được đánh mẹ. Lâm Ngọc An vội vàng khuyên Hoàng Thiên. Em yên tâm, Ngọc An, anh sẽ không đánh bà ta, anh sẽ giúp cho bà ta hiểu rõ. Hoàng Thiên lớn tiếng nói, dắt Trương Lan Phượng đi đến văn phòng của khu nhà. Trương Lan Phượng vừa lo lắng vừa đề phòng không thôi, mồm mép bà ta lợi hại như vậy, chứ nếu Hoàng Thiên thực sự làm gì bà ta vẫn rất sợ hãi. Bị Hoàng Thiên lôi đến văn phòng khu nhà, Hoàng Thiên nói với nhân viên, cô nói cho bà ta biết, chủ của căn biệt thự này là ai? Có quan hệ gì với tôi? Nhân viên là một cô gái chừng 20 tuổi, vừa thấy Hoàng Thiên đi vào liền ngay lập tức nhận ra anh. Đương nhiên là cô nhớ rất rõ chủ nhân của căn biệt thự cao cấp nhất ở đây. Cô gái nói hết lai lịch của căn biệt thự này cho Trương Lan Phượng nghe, cuối cùng nói, nữ chủ nhân của căn biệt thự này đã qua đời nhiều năm. Bà ấy đã lập ra một di chúc, nhưng lại căn biệt thự này cho con trai ruột của bà ấy là anh Hoàng Thiên đây. Hiện tại chủ nhân của căn biệt thự này chính là anh Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng hoàn toàn choáng váng, đứng ở chỗ đó há hốc mồm, không nói nên lời. Căn biệt thự này thực sự là của mẹ Hoàng Thiên sao? Hơn nữa còn để lại cho Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng trợn mắt há hốc mồm, mặc dù trước đó còn hiểu lầm Hoàng Thiên, cảm giác rất mất mặt nhưng hiện tại bà ta lại cảm thấy hưng phấn nhiều hơn. Căn biệt thự này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Con mắt Trương Lan Phượng lúc này tỏa sáng như hai cái đèn pha, nhìn chằm chằm cô gái kia hỏi. Cô gái nhận lệnh của Hoàng Thiên là giải thích rõ ràng cho Trương Lan Phượng hiểu, cho nên hiện tại cũng không giấu giếm, nói với bà ta, giá thị trường ít nhất cũng phải mấy trăm tỷ, nhưng nếu bán đấu giá, với vị trí tốt như vậy. Cộng thêm trang thiết bị xa hoa thì có khả năng lên đến 6.300 tỷ. Trời đất ơi, đầu óc của Trương Lan Phượng ong ong không ngớt, hai chân mềm nhũ suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Tài sản của Hoàng Thiên thực sự lên đến mấy trăm tỷ sao? Vậy thằng nhóc này có còn là tên nhóc nghèo kiết xác nữa không? Trương Lan Phượng giống như đang chìm vào trong một cơn ác mộng, bà nghĩ nát óc cũng không hiểu rõ. Nếu Hoàng Thiên giàu có như vậy, tại sao lại phải giả vờ nghèo đói suốt bao nhiêu năm chứ? Chẳng lẽ là thích bị ngược đãi sao? Con rể, tất cả những thứ này đều là thật à? Trương Lan Phượng lắp bắp hỏi Hoàng Thiên. Nhìn Trương Lan Phượng kinh ngạc như một kẻ ngốc, Hoàng Thiên chợt cảm thấy buồn cười.
chỉ là mấy trăm tỷ cũng có thể khiến Trương Lan Phượng kích động đến như vậy. Nếu Trương Lan Phượng biết thân phận thật sự của anh, chắc sẽ lăn đùng ra chết mất. Là thật, cho nên về sau bà đừng có đổ oan cho tôi được phú bà bao nuôi nữa. Bà vu oan cho tôi đến phát nghiện rồi à? Hoàng Thiên hỏi Trương Lan Phượng. Ha ha hai. Trương Lan Phượng mừng rỡ như điên, nhìn Hoàng Thiên nói, con rể tốt của mẹ, trước kia là do mẹ không đúng. Con đừng để trong lòng nhé. Trông thấy Trương Lan Phượng như một con tắc kè hoa biến hình, Hoàng Thiên liền cảm thấy ghét bỏ. Đúng là thứ nịnh hót, hám tiền. Ở trong mắt bà ta, có tiền thì là con rể tốt, không có tiền thì là thứ vô dụng. Ngọc An, chúng ta về thôi. Hoàng Thiên đã giải thích xong, liền kéo Lâm Ngọc An về phòng ngủ. Trương Lan Phượng lại ngăn cản Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Bà cố gắng kiềm chế tâm trạng hưng phấn, nói với Hoàng Thiên, con rể, mẹ không nói dối con đâu. Tên Phạm Văn Hùng còn hẹn con gặp mặt vào ngày mai, muốn nói chuyện với con đó. Hoàng Thiên thật sự bị tình hình trước mắt khiến cho phiền điên cả người, ở đâu lòi ra thêm một Phạm Văn Hùng nữa thế này. Trong mắt của Hoàng Thiên, nhân vật thực lực tầm cỡ mông củn Phạm Văn Hùng gì đó ở Bắc Giang, anh căn bản chẳng xem là cái gì. 11 chỉ cần chọc giận anh, thì chắc chắn anh sẽ không ngán thứ gì dạy dỗ Phạm Văn Hùng này một trận. Tối nay mẹ đến đây, chính là để làm sử giả đưa tin của Phạm Văn Hùng kia sao? Hoàng Thiên nhìn Trương Lan Phượng rồi hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Trương Lan Phượng có nhìn thế nào thì cũng thấy Hoàng Thiên này thật sự là thuận mắt vô cùng, tuy rằng thái độ của Hoàng Thiên đối với bà ta không tốt nhưng bà ta cũng không hề tức giận chút nào. Hi hi, con rể à, mẹ không phải là sứ giả gì hết, hơn nữa, sao mẹ lại có thể lên tiếng giúp cho người ngoài được chứ? Mẹ qua đây chỉ để nhắc nhở con và Ngọc An một chút, phải cẩn thận người nhà họ Phạm đó nha, bọn họ không phải loại người dễ chọc vào đâu. Trương Lan Phượng bày ra một dáng vẻ lấy lòng, thân thiết nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng thật sự không chịu đựng được dáng vẻ như thế này của Trương Lan Phượng, anh đã quen với sự chán ghét của bà ta rồi, bà ta đột nhiên nhiệt tình như thể khiến cho Hoàng Thiên nổi hết cả da gà lên. Lâm Ngọc An cũng rất không quen với dáng vẻ này của mẹ mình, cô cũng hiểu quá rõ về con người và tính cách cáu bắn của Trương Lan Phượng, biết được thái độ của Trương Lan Phượng dành cho Hoàng Thiên có sự thay đổi lớn như thế hoàn toàn là nhờ vào căn biệt thự đáng giá trên trời này. Mẹ đã gặp Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn rồi sao? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi, hỏi Trương Lan Phượng. Khuôn mặt của Trương Lan Phượng ra vẻ có chút xấu hổ, buổi chiều lúc bà ta đi ra ngoài, chính là muốn đến gặp và kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay cho Phạm Văn Hồng nghe. Sau khi liên lạc qua điện thoại với Phạm Văn Hồng xong, Trương Lan Phượng liên gặp mặt Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn. Đương nhiên rồi. Sau khi gặp mặt thì Trương Lan Phượng đã thốt ra không ít lời nói với bẩn đến Hoàng Thiên, mỗi một câu đều có ý chỉ trích anh quá đáng. Phạm Văn Hồng nói với Trương Lan Phượng, con trai lớn Phạm Văn Hùng của mình là nhân vật có thể lực ở Bắc Giang. Hơn nữa, ngày mai Phạm Văn Hùng sẽ đến ngoại ô phía tây thành phố Hà Nội, muốn Trương Lan Phượng chuyển lời đến Hoàng Thiên, ngày mai phải đến khách sạn quốc gia để đàm phán. Cho nên Trương Lan Phượng mới sợ hãi như thế, bà ta không sợ Hoàng Thiên bị đánh chết, chỉ sợ bởi vì Hoàng Thiên. Mà lại làm liên lụy đến mối quan hệ giữa bà ta và Lâm Ngọc An. Cho nên, giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này rồi bà ta mới tìm đến đây chỉ cho Hoàng Thiên một con đường thoát, bà ta nghĩ rằng, chỉ cần Hoàng Thiên chạy trốn thì gia đình họ Phạm chắc chắn sẽ đi tìm Hoàng Thiệp để tỉnh sổ. Nhưng nếu như Hoàng Thiên không trốn, Lâm Ngọc An chắc chắn sẽ giúp Hoàng Thiên, đến lúc đó bản thân bà ta không thể không dính dáng gì đến việc này được. Con rể à, bây giờ mẹ cũng không biết cha con nhà họ Phạm kia đang ở đâu. Chỉ biết Phạm Văn Hùng hẹn con ngày mai đến khách sạn quốc gia để nói chuyện, đến chuyện cậu ta muốn nói gì với con mẹ cũng chẳng biết nữa là. Lần này Trương Lan Phượng không dám giấu giếm điều gì nữa, thành thực nói sự thật cho Hoàng Thiên biết. Hoàng Thiên nghe xong thì hừ lạnh một tiếng bằng giọng mũi, nói, được, ngày mai con sẽ đến gặp Phạm Văn Hùng này xem thử. Nói xong, Hoàng Thiên nắm lấy cổ tay của Lâm Ngọc An quay vào bên trong biệt thự để nghỉ ngơi. Con rể. Ngày mai con có thể làm gì được Phạm Văn Hùng được kia chứ? Con đừng có cậy mạnh, Phạm Văn Hùng là người rất có thân phận ở đất Bắc Giang đấy, loại người vừa có tiền vừa có thể như cậu ta, con phải cẩn thận. Trương Lan Phượng ra vẻ rất lo lắng cho Hoàng Thiên vào ngày mai, khuôn mặt tươi cười trông thật đê tiện. Chuyện này thì không nhọc mẹ quan tâm đến đâu, mẹ đi về đi. Hoàng Thiên vẫy tay về phía Trương Lan Phượng, tỏ ý bà ta hãy câm mồm lại đi. Trương Lan Phượng nhìn căn biệt thự sang trọng ở phía xa. Trong lòng bà ta thật sự là đã vô cùng ngứa ngáy. Bây giờ khi đã biết được căn biệt thự này thuộc về Hoàng Thiên, Trương Lan Phượng càng không thể bình tĩnh được nữa.
Con rể ơi, mẹ muốn vào nhà tham quan một chút, con xem có được không hả? Trương Lan Phượng bày ra bộ dáng tươi cười, ánh mắt nịnh nọt nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy Trương Lan Phượng này thật sự rất phiền, sao bà ta có thể nhiều chuyện như thế chứ? Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, bà ta cũng là mẹ vợ của anh, một lòng muốn mở mang tầm mắt, Hoàng Thiên anh cũng không nỡ từ chối. Ngày mai hằng xem, đã muộn quá rồi. Hoàng Thiên nói, sợ muộn cái gì đây chứ, mẹ chỉ xem xung quanh một chút, sau đó tìm bừa phòng nào đó để nghỉ ngơi là được rồi. Trương Lan Phượng mặt dày cười nói, mẹ, Hoàng Thiên lúc này xem như cũng đã nhìn ra được đuôi cáo của Trương Lan Phượng rồi, tham quan trong lời bà mẹ vợ này chỉ là giả thôi, muốn vào ở trong căn biệt thự này mới là thật. Lâm Ngọc An cũng thầm toát mồ hôi lạnh một phen, cô hiểu quá rõ bà mẹ của mình, lúc này cũng biết mẹ mình muốn làm gì. Từ lúc mới chuyển ra sống riêng, cô đã cố hạn chế sự tiếp xúc giữa Trương Lan Phượng và Hoàng Thiên nhất có thể, tránh cho cả ngày đánh nhau cãi nhau sứt đầu mẻ chán, nhưng bây giờ Trương Lan Phượng lại muốn đi vào bên trong biệt thự, Lâm Ngọc An thật sự là suy nghĩ muốn nổ não luôn rồi. Mẹ có biết tại sao con và Ngọc An chuyển ra ngoài sống riêng không? Hoàng Thiên thở hắt ra một hơi, nhìn Trương Lan Phượng nói. Trương Lan Phượng sửng sốt, nói, có căn biệt thự tốt như thế này, ai lại muốn sống ở trong một căn nhà ba phòng bình thường nữa chứ? Hi hi, mẹ sai rồi, sống ở đâu cũng được, quan trọng là cách xa mẹ ra một chút. Hoàng Thiên nói, Trương Lan Phượng nghe xong thì ngần người ra một lúc, sắc mặt lúc này đột nhiên trở nên khó coi hơn. Sao chứ, cảm thấy tôi phiền phức như thế sao? Mấy cái biệt thự không dùng để làm gì, cậu ở nhà tôi 3-4 năm trời cũng nên báo đáp chút gì đó cho tôi chứ. Căn biệt thự này, tôi sẽ sống ở đây. Trương Lan Phượng thấy mình dùng biện pháp mềm mỏng không ăn thua thì bắt đầu cứng rắn. Quan trọng là bà ta quả khát khao được sống trong căn biệt thự như thế này rồi, cả đời này bà ta chưa từng được ở nơi sang trọng như thế, sự mê hoặc này quá lớn đối với bà ta. Nháy mắt Trương Lan Phượng lại quay lại dáng vẻ không thèm nói đạo lý linh tinh như bình thường, Hoàng Thiên thật sự cảm thấy vô cùng phản cảm. Hoàng Thiên cũng lười tốn nước bọt với Trương Lan Phượng, đứng ở đó không nói năng gì. Lâm Ngọc An cũng cảm thấy Trương Lan Phượng không biết nói lý lẽ, nhưng Trương Lan Phượng có mong muốn như thế, cô thân là con gái của bà ta, vẫn là không nỡ khiến cho mẹ mình thất vọng. Qua mấy ngày nữa rồi lại nói đến chuyện này đi, có được không mẹ? Mẹ cũng đừng quá vội vàng làm gì. Lâm Ngọc An mở lời khuyên bà ta, cô muốn đợi cho mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và Trương Lan Phượng được hòa hoãn lại một thì mới để cho Trương Lan Phượng chuyển đến. Hừ, được rồi, không phải chỉ là một căn biệt thự tồi tàn thôi sao, có đáng gì đâu cơ chứ. Trương Lan Phượng tức giận, sau khi hừ lên một tiếng thì quay người rời đi. Cuối cùng xung quanh cũng được yên ẳng trở lại, Hoàng Thiên dắt tay Lâm Ngọc An quay vào bên trong căn biệt thự. Sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An làm vệ sinh cá nhân xong thì lái xe rời khỏi nhà, đi ra ngoài ăn sáng. Hoàng Thiên, anh thật sự sẽ đi đến chỗ hẹn sao? Lâm Ngọc An rất không yên lòng, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa lái xe vừa cười nhạt, đương nhiên là phải đến rồi, có những việc muốn trốn cũng không thể trốn thoát được. Vậy thì anh nhớ phải cẩn thận một chút nhé, mang nhiều người theo một chút, em nghĩ tên Phạm Văn Hùng kia có thể lực bao nhiêu đi chăng nữa thì khi đến ngoại ô phía tây này cũng không thể làm ra sóng gió gì lớn đâu. Trong lòng Lâm Ngọc An rất không yên tâm, lẩm bẩm nói, giọng điệu cố gắng tự tin nhất có thế, cũng xem như là để tự an ủi bản thân. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được sự lo lắng mà Lâm Ngọc An dành cho mình, lúc này nhẹ nhàng sờ sờ chiếc vòng ngọc trên tay của Lâm Ngọc An, yên tâm đi em, sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc nói lời an ủi Lâm Ngọc An, trong lòng Hoàng Thiên cũng cảm thấy rất buồn cười. Người nhà họ Phạm lúc này còn chưa rõ sống chết ra sao vậy mà vẫn còn muốn chơi trò bữa ăn cuối cùng với anh sao? Vậy được, ông đây tiếp chiêu cho các người vừa lòng. Lâm Ngọc An khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hoàng Thiên lái xe chở Lâm Ngọc An đến công ty, sau đó anh gọi điện thoại cho Tiêu Tần. Người của đàn em của Lã Việt, còn có cả Lã Việt sớm đã trở thành tay anh em của Hoàng Thiên rồi. Có thể nói Hoàng Thiên ở ngoại ô phía tây Hà Nội này là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Gặp mặt với tên Phạm Văn Hùng kia, Hoàng Thiên đương nhiên không thể không chuẩn bị thứ gì được, vẫn nên dẫn theo mấy đứa em. Cho nên Hoàng Thiên cho Tiêu Tân mang theo mấy người, đi với mình đến khách sạn quốc gia. Vừa mới sắp xếp xong mọi chuyện thì điện thoại của Hoàng Thiên lại lần nữa vang lên. Nhìn qua số điện thoại thì thấy là người lạ gọi đến, Hoàng Thiên bắt máy. Ha ha, tên họ Hoàng kia. Hôm qua mẹ vợ mày đã nói với mày rồi chứ? Khách sạn quốc gia, có gan thì bây giờ tới luôn đi.
đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Hoàng Thiên có thể nhận ra được, đó chính là giọng nói của Phạm Văn Doãn kia. Gần đến rồi, Hoàng Thiên không hề nề mặt Phạm Văn Doãn chút nào, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, lái xe thẳng đến khách sạn quốc gia. Vừa mới đến nơi, Hoàng Thiên liền nhìn thấy Tiêu Tấn đã có mặt ở đó. Tiêu Tấn đã chờ ở đây từ sớm, bên cạnh anh ta còn có hơn mấy chục người, thanh thế vô cùng vang dội. Hoàng Thiên vốn chỉ định để cho anh ta đem theo thêm vài người nữa đến là được rồi, nhưng không ngờ tên này lại mang nhiều người đến như thế, cũng xem như là vượt xa sự dự đoán của Hoàng Thiên. Anh Thiên, anh đến rồi. Tiêu Tấn chạy chậm đến mở cửa xe cho Hoàng Thiên, sau đó chào hỏi anh. Hoàng Thiên không nói gì, sau khi xuống xe, đưa mắt nhìn về phía cửa chính của khách sạn quốc gia. Anh Thiên, có chuyện gì thế ạ? Tên nào không có mặt hẹn anh ra gặp mặt thế? Tiên Tân thắc mắc hỏi Hoàng Thiên. Hai cha con hôm qua chạy trốn kia đấy. Hoàng Thiên trả lời rất bình tĩnh, sau đó vẫy vẫy tay với Tiêu Tấn, mang theo vài người vào bên trong là được rồi, những người khác đứng đợi lệnh ở ngoài đi. Vâng, Tiêu Tấn đồng ý một tiếng rồi chọn ra mấy đứa em cơ bắp rắn chắc đi theo phía sau Hoàng Thiên, bước vào khách sạn. Vừa mới bước vào sảnh lớn của khách sạn, một người đàn ông mặc tây trang đi giày ra bước đến, lịch sự hỏi Hoàng Thiên, xin chào quý khách, tôi là quản lý của khách sạn. Xin hỏi quý khách có phải là khách hàng của ngài Phạm Văn Hùng không ạ? Đúng thế. Vậy xin ngài hãy đi theo tôi qua phía này. Quản lý lịch sự chỉ dẫn cho Hoàng Thiên, dẫn theo Hoàng Thiên cùng mọi người đi lên lầu 2 của khách sạn. Sau khi lên đến lầu 2, quản lý lại dẫn đám người bọn họ đến trước một căn phòng sang trọng thượng hạng bậc nhất khách sạn. Xin mời ngài vào. Hai nữ nhân viên phục vụ đứng trước cửa phòng nhanh chóng mở cửa căn phòng ra, giơ tay ra hiệu làm động tác mời đối với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khoan thai bước vào, bọn Tiêu Tấn cũng đi theo kè kè bên cạnh Hoàng Thiên. Nhưng lúc Hoàng Thiên vừa mới bước vào, lập tức có thể cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc bao phủ cả căn phòng. Căn phòng bao này rất rộng rãi và sáng sủa, nội thất ở bên trong càng khiến cho người ta lóa mắt vì độ hào hoa sang trọng, nơi đây có thể được xem như là một trong những khách sạn số 1 ở ngoại ô phía Tây này. Hoàng Thiên vừa mới bước vào, liền nhìn thấy bên trong đã đứng kín cả hơn mười mấy người rồi. Những người này đều đang ngồi ngay ngắn trên ghế, bàn tiệc cũng vô cùng phong phú, trên bàn bày ra vô số các loại rượu nổi tiếng, giá trị của những loại rượu này đều vô cùng đắt đỏ. Lúc này, Hoàng Thiên vừa nhìn qua đã thấy được vị trí của hai cha con Phạm Văn Hồng và Phạm Văn Doãn, hai cha con họ Phạm đang ngồi ở chỗ đó, toàn bộ những ánh mắt đều đổ dồn lên người của Hoàng Thiên. Vị trí trung tâm nhất có hai người đang ngồi, một người đàn ông hơn 30 tuổi đầu cắt undercut vuốt kéo vô cùng chỉnh chu. Bộ dáng kiểu cách khí phái bức người. Bên cạnh người đàn ông này còn có một người phụ nữ vô cùng quyến rũ và tinh tế, ăn mặc hợp mốt thời thượng, khiến cho đàn ông chỉ liếc nhìn thôi cũng đã bị cô ta câu mất hồn phách rồi. Điều khiến cho Hoàng Thiên ngạc nhiên nhất là, người ngồi bên cạnh người đàn ông cắt tóc undercut kia lại là trùm xã hội đen của cả tỉnh, ông Kha Phù. Ông Kha Phù và Lăng Thanh Trúc như hình với bóng, luôn không thể tách rời nhau, lúc này Lăng Thanh Trúc ngồi ngay bên cạnh ông ta. Hai người nói chuyện thân mật hết sức. Tuy nói Lăng Thanh Trúc rất quyến rũ, nhưng so sánh với người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông cắt quả đầu undercut kia thì vẫn còn thua xa rất nhiều. Gặp được ông Kha Phù ở nơi này, Hoàng Thiên cảm thấy có chút nằm ngoài dự liệu, đồng thời cũng cảm thấy có chút không vui ông Phù làm cái gì với đám người này ở đây thế không biết. Trong lòng của Hoàng Thiên nghi ngờ mãi không thôi nhưng lại càng cảm thấy bất mãn với ông Kha Phù nhiều hơn. Lão già này, ông đến đất ngoại ô phía Tây này cũng không thèm chào hỏi Hoàng Thiên đây một tiếng sao. Hơn nữa còn âm thầm ngồi chung một thuyền với đám người nhà họ Phạm này, rốt cuộc ông có xem Hoàng Thiên tôi ra gì không? Trong lòng nghĩ đến những điều này, sắc mặt của Hoàng Thiên cũng trầm xuống rất nhiều, đứng ở trước cửa phòng, không mở miệng nói câu nào. Mười mấy người ở trong phòng bao, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên người của Hoàng Thiên, đặc biệt là người phụ nữ tinh tế ở bên cạnh tên đàn ông cắt đầu undercut kia. Cô ta dùng ánh mắt sắc bén của mình đánh giá triệt để con người của Hoàng Thiên, dường như còn hận không thể xuyên thấu qua cơ thể của anh. Cậu Thiên, hi hi hi, cậu đến rồi, mau đến đây ngồi đi. Sắc mặt của ông Kha Phù mang theo vẻ cổ vũ, chạy chậm đến gần trước mặt của Hoàng Thiên, mời Hoàng Thiên vào chỗ ngồi. Lúc trước, khi Hoàng Thiên gặp mặt ông Kha Phù thì ít nhiều vẫn cho lão già này chút thể diện, dù sao thì ông Kha Phù cũng là đại ca xã hội đen số 1 của toàn tỉnh. Hơn nữa ông Kha Phù cũng đã từng giúp đỡ cho Hoàng Thiên. Nhưng hôm nay, Hoàng Thiên lại không muốn cho ông Kha Phù chút thể diện này. Ông Kha Phù trong ngoài không phân rõ này,
lẽ nào ông thân thiết với nhà họ Phạm còn xa lạ với Hoàng Thiên tôi đây ư? Hoàng Thiên nghĩ đến những việc này, cảm thấy ông Kha Phù thật sự có chút không đáng tin, so với Lã Việt một mực trung thành với mình thì còn kém xa, thậm chí không đáng để có thể sánh cùng. Ông Phù, ông rất rảnh rỗi đấy nhỉ, tới ngoại ô phía Tây từ khi nào thế? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn ông Kha Phù hỏi. Ông Kha Phù là nhân vật không tầm thường, rành nhất là việc nhìn mặt đoán ý người, vừa nhìn biểu tình và thái độ của Hoàng Thiên như thế đối với mình, ông ta đương nhiên hiểu được Hoàng Thiên đang giận mình. Nhưng lão già này cũng có chút khó xử riêng của mình, Hoàng Thiên và Phạm Văn Hùng, hai người này, người nào ông ta cũng không thể đắc tội đến được nha. Tên đàn ông cắt đầu undercut kia chính là Phạm Văn Hùng đến từ Bắc Giang, mấy năm trước Phạm Văn Hùng và ông Kha Phù có chút giao tình qua lại, cho nên lần này đến ngoại ô phía tây thành phố Hà Nội tìm Hoàng Thiên tính sổ, người đầu tiên Phạm Văn Hùng nghĩ đến chính là ông Kha Phù. Chính ngay vào sáng sớm hôm nay, ông Kha Phù đã được Phạm Văn Hùng mời đến đây rồi, hơn nữa ông ta vẫn chưa có cơ hội để nói rõ chuyện này cho Hoàng Thiên. Cậu Thiên, tôi chỉ vừa đến vào sáng sớm ngày hôm nay mà thôi. Ông Kha Phù vô cùng xấu hổ, đứng trước mặt Hoàng Thiên nhỏ giọng thanh minh cho bản thân, thấy bộ dáng cẩn trọng của ông Kha Phù khi đứng trước mặt Hoàng Thiên như thế, toàn bộ những người hiện đang có mặt ở đây cũng cực kỳ hoảng hốt. Đến cả những tên nhà họ Phạm kia cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đều biết rõ ông Kha Phù ở trong cái tỉnh này châu bò ngầu lòi đến cỡ nào, ông ấy có thể một ai che trời. Đến cả ông Kha Phù cũng phải khom lưng thận trọng với tên Hoàng Thiên này ư. Đến cùng thì tên Hoàng Thiên này có bối cảnh hắc ám đến cỡ nào chứ? Trong lòng của tất cả bọn họ đều đang âm thầm suy đoán, nhưng không có ai dám nói bất cứ lời nào. Ông cũng hay lắm ông Phù ạ, đến ngoại ô phía Tây rồi cũng không hỏi han tôi lấy một tiếng. Hoàng Thiên cười lạnh nói với ông Kha Phù. Thật ra Hoàng Thiên đã trừ lại chút mặt mũi cho ông ta rồi, nếu như không phải như thế thì dựa vào tính tình của Hoàng Thiên, sớm đã gào đuổi ông ta đi ra khỏi đây rồi. Ông Kha Phù biết lần này đã chọc giận đến Hoàng Thiên rồi, ông ta lo lắng đến mức toát cả mồ hôi lạnh cả ra, xem ra việc ông A cố gắng để không đắc tội cả hai bên là điều không thể rồi. Phải làm sao đây, nên đứng về phía nào đây? Đầu óc của ông Kha Phù xoay chuyển rất nhanh, sau đó lập tức ra quyết định cuối cùng của mình. So với nhà họ Hoàng ở thủ đô thì thật sự thế lực của Kha Phù ông ta cũng chỉ là tôm tép mà thôi, sự tồn tại của bọn họ mới là châu bò nhất cái đất Việt này. Nếu so với nhà bọn họ thì y hệt như thiên giới và trần gian vậy. Nhưng còn Phạm Văn Hùng ở Bắc Giang, anh ta cũng là người có thế lực và tiền tài đủ khiến cho thế nhân kinh hãi. Ông Kha Phù cũng không hề muốn đụng chạm gì đến Phạm Văn Hùng, ông ta đã bị dồn vào thế khó rồi. Hoàng Thiên cũng là người thông minh, anh lập tức nhìn thấy được suy nghĩ của ông Kha Phù, bất giác hừ lạnh một tiếng. Cho dù ông Kha Phù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì ông ta cũng đã chọn ngồi vào bên cạnh của tên Phạm Văn Hùng kia rồi, tương đương với việc ông ta đã là một ruột với bọn chúng. Cậu Thiên, lại đây nào, tôi giới thiệu với anh một chút, vị này chính là Phạm Văn Hùng của đất Bắc Giang đấy anh ạ. Vị này là bạn gái của Tổng Giám Đốc Hùng, cô Ngô Diệu Hoa. Mồ hôi lạnh đã chảy đầy đầu ông Kha Phù, ông ta cố gắng giới thiệu Phạm Văn Hùng và Ngô Diệu Hoa cho Hoàng Thiên, trong lòng thật sự là đã thấp thỏm muốn chết rồi. Lúc này Hoàng Thiên mới sải bước đi về phía trước, Tiêu Tấn dẫn theo mấy tên đàn em cũng nối đuôi đi theo phía sau, anh ta phải đảm bảo sự an toàn cho Hoàng Thiên nhất có thể. Ngô Diệu Hoa thật sự là vô cùng tò mò với Hoàng Thiên này, từ khi Hoàng Thiên bước vào phòng đến giờ, ánh mắt đánh giá của cô ta vẫn chưa từng rời khỏi anh dù chỉ là một giây. Lúc thấy Hoàng Thiên đã đi qua, Ngô Diệu Hoa lại ném qua cho Hoàng Thiên một đôi mắt quyến rũ, hy vọng có thể hấp dẫn được sự chú ý của Hoàng Thiên. Nhưng cô ta đã tốn công vô ích rồi, vốn dĩ Hoàng Thiên chẳng thèm chú ý đến cô ta chút xíu nào, cũng có thể nói, đối với loại đàn bà lẳng lơ như cô ta, anh chẳng thèm hứng thú. Phạm Văn Hùng đương nhiên cũng phát hiện ra Ngô Diệu Hoa đang trêu ghẹo Hoàng Thiên, khuôn mặt bất giác châm xuống, hung tợn trợn mắt nhìn Ngô Diệu Hoa một cái. Ngô Diệu Hoa lúc này mới thu liễm lại một chút, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lại có ý cười tựa như không cười, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì nữa. Ha ha, cậu chính là Hoàng Thiên đấy sao? Khuôn mặt của Phạm Văn Hùng lộ ra một tia cười lạnh, dựa lưng vào ghế, khí phách hùng hổ. Thấy Phạm Văn Hùng kia ngạo mạn như thế, khóe miệng của Hoàng Thiên cũng bất giác lộ ra một nụ cười lạnh. Đã đến ngoại ô phía Tây Hà Nội này rồi còn giả bộ phách lối với Hoàng Thiên tôi ư? Phạm Văn Hùng này cũng thật sự là không biết thế nào là sống chết. Trong lòng Hoàng Thiên âm thầm nghĩ như thế,
lạnh lùng liếc mắt nhìn Phạm Văn Hùng một cái, tôi không có thời gian dè dà với anh đâu, anh muốn nói chuyện gì thì cứ nói thẳng luôn đi. Chập, xê nụ cười trên khuôn mặt Phạm Văn Hùng lập tức biến mất, anh ta hung hăng cắn chặt răng. Với thân phận của anh ta, cho dù có là nhân vật lợi hại như thế nào khi gặp anh ta cũng không dám bất kính với anh ta như tên Hoàng Thiên này, có người nào không cúi lưng gập đầu đâu chứ. Nhưng tên Hoàng Thiên này lại giống như từ trên cao nhìn xuống, không thèm xem Phạm Văn Hùng là cái thá gì. Ở trước mặt nhiều người như thế, Phạm Văn Hùng cảm thấy mất mặt vô cùng, trong lòng rất không vui. Ha ha, quả nhiên là một người đàn ông mạnh mẽ, nghe nói có tên vô danh nào đó đã động chạm đến cha già và thằng em của tao. Đến quấy rối sòng bài mà bọn họ mở ở ngoại ô phía tây Hà Nội, là mày có phải không? Phạm Văn Hùng cười lạnh một tiếng, sắc mặt âm u, mở miệng hỏi Hoàng Thiên. Đúng đấy thì sao, mày có ý kiến gì? Sắc mặt của Hoàng Thiên lạnh nhạt, không căng thẳng cũng không từ tốn hỏi lại. Vừa mới nói ra lời này, trái tim của những con người đang có mặt ở đây như nhảy lên khỏi cổ họng, biết được buổi tiệc rượu ngày hôm nay, chỉ e là phải mất mát ít nhiều. Bởi vì Hoàng Thiên và Phạm Văn Hùng vừa gặp mặt, đã dương cung bạt kiếm về phía đối phương rồi, không nổ ra chiến tranh mới là chuyện lạ. Đa số những người đang có mặt ở đây đều là những người tai to mặt lớn ở tỉnh, lần này đến ngoại ô cùng một đợt với ông Kha Phù, muốn làm quen với Phạm Văn Hùng một phen. Nhưng những người này đều có thể nhìn ra được, ông Kha Phù rất cung kính với Hoàng Thiên, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó, tên họ Hoàng này chắc chắn cũng là nhân vật không dễ chọc đến. Cho nên những người này nãy giờ chẳng dám ho hắn một tiếng, ông Kha Phù còn chưa nói gì, bọn họ nào dám hé răng mở mồm. Ngô Diệu Hoa cười híp mắt nhìn Hoàng Thiên, trong mắt của cô ta, Hoàng Thiên này thật sự đã gợi lên sự hứng thú của cô ta. Tên này ấy thế mà lại ngang nhiên đối mặt trực diện với Phạm Văn Hùng, khí phách đó cũng thật là đáng khen mà. Ha ha, em nói này anh Hùng ơi, chúng ta đừng có sặc mùi thuốc súng như thế có được không? Hôm nay không phải là muốn nói chuyện với anh Hoàng Thiên đây sao? Ngô Diệu Hoa ha ha cười quyến rũ một tiếng, nắm lấy cổ tay của Phạm Văn Hùng rồi khẽ nắm nhẹ. Sắc mặt của Phạm Văn Hùng rất khó nhìn, lúc này quét mắt qua nhìn ông Kha Phù, sau đó lại nói với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, tao vốn muốn xử chết mày, nhưng ông Kha Phù đã cầu xin thay cho mày cho nên tao muốn giữ cho ông ấy chút thể diện, mới ngồi xuống đây nói chuyện với mày một chút, mày đừng không biết điều như thế. Thấy Phạm Văn Hùng tỏ vẻ ngầu đời, Hoàng Thiên thật sự nhìn không quen. Ánh mắt sắc bén quét qua nhìn ông Kha Phù, chỉ thấy ông Kha Phù cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt sắc nhọn của Hoàng Thiên. Ha ha, Hoàng Thiên tao cần ông ta cầu xin cho ư. Mày không cần giữ thể diện cho ông ta làm gì đâu, muốn làm gì thì làm nhanh đi, Hoàng Thiên đây sẽ tiếp mày hết mức. Giọng nói của Hoàng Thiên vang dội khắp phòng, chỉ tay vào Phạm Văn Hùng hùng hổ nói. Cả căn phòng bao trở nên im lặng không chút tiếng động, đến cả tiếng hô hấp của mọi người đều có thể nghe ra một cách rõ ràng. Sắc mặt của ông Kha Phù vô cùng khó coi, cúi thấp đầu ngồi ở chỗ đó, không dám hó hé câu nào. Khuôn mặt của Lăng Thanh Trúc hiện lên vẻ sùng bái nhìn Hoàng Thiên, cô ta thật sự không thể tưởng tượng được, Hoàng Thiên lại có thể ngầu và bá đạo đến thế, lại có thể không thèm để đại ca Bắc Giang vào trong mắt. Ha ha hai! Phạm Văn Hùng không giận mà lại cười lên, sau khi ha ha cười lớn một trận thì nói với ông Kha Phù, tôi đã cho ông mặt mũi rồi đấy nhé, nhưng ông cũng nghe thấy rồi đấy. Là tên họ Hoàng này bảo tôi không cần làm thế. Nếu tên này đã không biết sống chết như thế rồi, vậy thì tôi chỉ còn có cách ra tay thôi. Không không không, anh Hùng, anh trước tiên đừng tức giận, để tôi đến khuyên cậu Thiên một chút. Sắc mặt của ông Kha Phù như đang gặp vận xui, trấn an Phạm Văn Hùng xong thì đứng lên đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Cậu Thiên à, có thể là cậu vẫn chưa hiểu được tình hình ở bên chỗ anh Hùng. Nói thế này đi, anh Hùng là nhân vật hô mưa gọi gió ở Bắc Giang đó. Nói đến đây, ông Kha Phù ghé sát đến bên tai của Hoàng Thiên, hạ giọng nói, hơn nữa, đàn em của Phạm Văn Hùng có nhiều tên hành nghề sát thủ, anh ta muốn mạng của người nào, thì người đó khó mà sống lắm. Ồ, ha ha, ngầu như thế thật sao? Lão Phù, ý của ông là gì? Hoàng Thiên cười ha ha, hỏi ông Kha Phù một câu. Ông Kha Phù thấy thế cũng sửng sốt không thôi, ông ta không ngờ rằng, bản thân ông ta đã nói như thế với Hoàng Thiên rồi mà Hoàng Thiên lại không lộ ra chút gì gọi là sợ hãi. Ý của tôi là, nếu chuyện này đã nháo đến nước này rồi, mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt rồi. Ông Kha Phù này cũng thật sự khéo léo, lời này nói ra cũng không lộ ra sơ hở gì,
hai bên vui vẻ mà ba bên được lợi. Được thôi, Hoàng Thiên tôi cũng không phải là người hung hăng hiếu chiến, tôi cũng muốn nghe thử xem vị Phạm Văn Hùng kia có cao kiến gì. Hoàng Thiên nói, kéo một cái ghế ra ngồi vào bàn, hai chân gác lên, cười như không cười nhìn chằm chằm vào Phạm Văn Hùng, đợi Phạm Văn Hùng thốt ra lời vàng ngọc. Động tác này của anh, trong mắt của mọi người thì chính là biểu hiện của sự kiêu căng đến tột độ. Nhưng không còn cách nào khác nữa, trong lòng mấy người đi cùng ông Kha Phù đều rất rõ, đến ngay cả ông Kha Phù còn kiêng kỵ Hoàng Thiên như thế, Hoàng Thiên cũng có tư cách để có thể kiêu căng. Phạm Văn Hùng nhìn thấy Hoàng Thiên ngồi xuống có ý muốn nói chuyện với mình, lúc này đẩy cái ly rượu trống không trước mặt mình đến trước mặt Hoàng Thiên. Thứ nhất, rót rượu cho tao, đứng trước mặt tao lễ phép gọi một tiếng anh hùng. Thứ hai, xin lỗi cha già và thằng em của tao, cầu xin bọn họ tha thứ. Nể mặt ông Kha Phù, tao không bắt mày phải quỳ gối xin lỗi. Thứ ba, sau này mày và mấy tên đàn em của mày phải nghe theo lời của lão cha và em trai tao, đảm bảo cho sòng bài ở ngoại ô phía tây này của bọn họ làm ăn thuận lợi. Làm được ba điều này, Phạm Văn Hùng ao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu như mày không đồng ý, ha ha, hậu quả mày tự nghĩ đến đi. Miệng lưỡi của Phạm Văn Hùng trơn tru cất tiếng, mặt anh ta âm u lạ thường. Tha cái mông chó của mày đấy. Phạm Văn Hùng mày có mấy cọng lông, chạy đến cái đất ngoại ô này của tao giả vờ ngầu cái gì chứ? Còn dám nói chuyện với anh Thiên của bọn tao như thế, mày có tin ông đây đập chết mày ngay bây giờ luôn không hả? Tiêu Tấn đứng bên cạnh Hoàng Thiên tức đến mức sắp bốc hỏa rồi, chỉ tay thẳng mặt mang Phạm Văn Hùng kia một trận thối đầu. Bốp! Phạm Văn Hùng cũng tức giận đến nỗi con người đỏ như máu, trong mắt nồng đậm ý định muốn giết người, hung hăng đập tay lên bàn một cái. Lúc này, mười mấy người sớm đã nấp sẵn trong căn phòng bao bên cạnh, toàn bộ xông thẳng vào phòng bao bên này, bao vây xung quanh đám người Hoàng Thiên và Tiêu Tấn. Làm gì có trận chiến nào mà Tiêu Tấn chưa từng thấy qua chứ? Mấy năm nay kể vai chiến đấu cùng Lã Việt, đi dạo mấy vòng quỷ môn quan cũng đều có thể sống sót trở về, cho nên anh ta mới có thể đứng vững ở địa vị của ngày hôm nay được chứ. Trên địa bàn của mình mà Tiên Tân phải sợ hãi đám tép danh này của Phạm Văn Hùng sao? Rút điện thoại ra, Tiêu Tấn nhanh chóng gọi điện ra cho đám anh em đang đợi bên ngoài. Mắt thấy sắp đến sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu, ông Kha Phù ngồi không phố Hà Nội, nhưng ông Kha Phù là đại ca của cả tỉnh đó nha. Nếu như Hoàng Thiên ở ngoại ô phía tây xảy ra chuyện gì, nhà họ Hoàng ở thủ đô có thể để yên cho ông Kha Phù được sao? Đừng đánh nhau mày! Ông Kha Phù vội vàng đứng lên ngăn cản, sau đó ông ta quyết định đi tới gần Hoàng Thiên. Anh Thiên ơi, anh Thiên ơi, cứ coi như là tôi cầu xin anh, tuyệt đối đừng nóng giận. Ông Kha Phù đứng trước mặt Hoàng Thiên, cong lưng, toát mồ hôi lạnh. Những người đang có mặt ở đây cũng chưa từng thấy dáng vẻ gấp gáp vội vàng của ông Kha Phù như thế bao giờ, cũng đều ý thức được cục diện nóng bỏng tay ngày hôm nay đang không hề ổn chút nào. Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của ông Kha Phù, cũng cau mày lại. Lão già này cũng quá gian trá rồi, không hề trung thành và quyết liệt được như Lã Việt. Hoàng Thiên xem như đã nhìn thấy được ông ta, lúc này cười nhạt, hỏi ông Kha Phù, ông Phù này, là cái tên Phạm Văn Hùng này nói tiếng chó. Ông không để tôi khai chiến, lẽ nào là muốn tôi là theo những gì mà tên này vừa nói hay sao? Ông Kha Phù lau mồ hôi, nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, thật ra xin lỗi anh Hùng và người nhà của anh Hùng cũng không có gì to át mà, dù sao cũng là anh ra tay đánh lão cha và em trai của anh Hùng trước, đành thiệt thòi cho cậu. Bốp! Hoàng Thiên đột nhiên đứng lên, hung hăng tát vào khuôn mặt mập mạp của ông Kha Phù. Cái bạt tai này khiến cho đầu của ông ta ong 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 lên mấy tiếng. Mấy giây sau ông ta mới có thể chậm chạp phản ứng lại được. Tên họ Kha này, ông dám giúp anh Hùng của ông ăn hiếp tôi ư? Hoàng Thiên chỉ tay vào thẳng mặt ông Kha Phù, giận dữ nói. Không không không, cậu Thiên, anh đừng hiểu lầm, ý của tôi không phải thế. Bốp bốp, chưa đợi ông Kha Phù nói dứt câu, Hoàng Thiên đã tát cho ông ta thêm hai cái nữa ồ phốc phốc. Ông Kha Phù đã bị đánh nằm vật xuống đất. Lăng Thanh Trúc và mấy vị đến từ trên tỉnh thấy thế vội vàng chạy đến đỡ ông ta, ông Kha Phù lúc này mới đứng dậy nổi. Ôm cái miệng đầy máu của mình, ông Kha Phù đứng ngây ra đó như một tên ngốc, sợ hãi xoa tay nhìn Hoàng Thiên, không dám thốt ra thêm một câu nào. Ha ha, thật là đặc sắc quá mà, đến ông Kha Phù mà cũng dám đánh, mày đúng là ngầu thật đấy nhỉ. Phạm Văn Hùng ngồi ở bên kia ha ha cười, vỗ tay. Ngô Diệu Hoa cũng căng khóe miệng nhưng cô ta lại không cười. Trong lòng vô cùng chấn động, bởi vì cô ta cũng biết,
ông Kha Phù ở trên cái đất này lợi hại biết bao nhiêu, Hoàng Thiên lại dám đánh ông ta như thế, thật sự là khiến cô ta khó mà tưởng tượng đến được. Ông Phù, ông cũng thật là, tôi luôn khuyên ông rằng đừng có không phân rõ đâu là người nhà đâu là người ngoài. Ông không đứng về phía của anh Thiên thì cũng thôi đi, sao lại có thể nói giúp người ngoài như thế chứ? Lăng Thanh Trúc oán giận thấp giọng nói. Ông Kha Phù cũng có chút hối hận, sớm biết sẽ thành ra như thế này, hôm nay có nói thế nào ông cũng không đến đây nhảy vào vũng nước bẩn này, cho dù có đắc tội với Phạm Văn Hùng thì vẫn còn tốt hơn việc mất mặt trước nhiều người như thế, hơn nữa lại đắc tội đến Hoàng Thiên, lần này thật sự là tổn thất lớn mất rồi. Cậu Thiên, tôi sai rồi. Ông Kha Phù hổ thẹn đứng trước mặt Hoàng Thiên, lớn giọng nhận sai. Ha ha, ông Kha Phù, ông đây là muốn quay lưng với tôi sao? Muốn đứng về phía Hoàng Thiên rồi. Phạm Văn Hùng ha hả cười, chỉ tay hỏi ông Kha Phù. Khóe miệng của ông Kha Phù căng lên, không dám thốt thêm câu gì. Thấy bộ dạng túng quẫn của ông Kha Phù, Hoàng Thiên cũng thực sự cạn CMN lời. Đại ca của toàn tỉnh, lại chỉ có bộ dạng như thế thôi sao? Xem ra lúc trước anh đã đánh giá ông ta quá cao rồi. Họ Hoàng kia, nghe nói mày chỉ là một thằng đến ở rể vô dụng thôi phải không? Số mày tốt, nghe nói con vợ mày rất xinh có phải không hả? Ha ha, mày không làm theo những gì tao vừa bảo cũng được thôi, nhưng mà mấy đứa đàn em của tao rất có hứng với mấy ả đàn bà xinh xắn lắm đấy. Nếu mà có xảy ra chuyện gì không thể dự đoán được thì cũng đừng trách tao không nhắc nhở mày trước. Phạm Văn Hùng cười một cách đê tiện, nụ cười âm trầm vô liêm sỉ một cách lạ thường. Tên Đần cũng nghe hiểu được ý của câu nói này, tên Phạm Văn Hùng này là đang uy hiếp Hoàng Thiên, muốn ra tay từ vợ của Hoàng Thiên. Phạm Văn Hùng đã thành công chạm đến vảy ngược của Hoàng Thiên, lúc này tỉa lạnh buốt từ trong mắt của Hoàng Thiên bắn ra tứ phía, ánh mắt anh quét qua người của Phạm Văn Hùng. Dọa cho Phạm Văn Hùng nhảy dựng, bởi vì anh ta phát hiện, lúc này ánh mắt của Hoàng Thiên thật sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Sao thế, không phục sao? Muốn đánh tao hả? Ha ha ha, mày cũng không xem tình cảnh hiện giờ thế nào đi. Phạm Văn Hùng kêu căng cười lớn, bày ra vẻ trận này bản thân đã thắng chắc. Dầm. Hoàng Thiên đột nhiên duỗi tay, lật đổ chiếc bàn trước mặt anh lúc này. Rượu và thức ăn trên bàn đều đổ hết lên người của Phạm Văn Hùng và Ngô Diệu Hoa, những người bên cạnh cũng bị dính lây sang, nhưng mà không bị nghiêm trọng giống Phạm Văn Hùng và Ngô Diệu Hoa. Phù. Phạm Văn Hùng hung hăng quệt mặt mấy cái, trên mặt chỉ toàn là đầu mỡ, trên mặt anh ta còn dính một cái xương cá lớn, làm cho anh ta đau đớn méo cả miệng. Con mẹ nó, mày muốn xuống địa CMN ngục thật rồi. Phạm Văn Hùng tức giận văng tục, đứng lên xông về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không nhiều lời, nắm lấy chiếc ghế ở bên cạnh mình, hung ác đập vào đầu của Phạm Văn Hùng. Cũng không biết chất lượng của cái ghế không tốt hay là đầu của tên kia quá cứng mà chiếc ghế vừa chạm được vào đầu anh ta đã vỡ tan tành mây khói. Ngao! Phạm Văn Hùng phát ra tiếng kêu tiêu chuẩn của loài chó, kêu lên rồi gục người xuống đất. Cảnh tượng đó làm cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Đường đường là ông trùm khét tiếng đất Bắc Giang, là Phạm Văn Hùng tiếng tăm lẫy lừng trong giới xã hội đen. Rất nhiều người, kể cả những người không lăn lộn trong giới giang hồ cũng từng nghe nói đến cái tên Phạm Văn Hùng này rồi. Một con người độc ác, tàn bạo và thủ đoạn thâm hiểm nhất trong truyền thuyết. Ngay cả Kha Phù cũng không dám đắc tội với Phạm Văn Hùng. Không ai có thể ngờ được Hoàng Thiên lại có thể gan to đến như vậy, dám phang cả cái ghế vào đầu của Phạm Văn Hùng. Phạm Văn Hùng ngồi đơ ra dưới đất mấy phút liền thì mới phát hiện ra đầu mình chảy máu, anh ta gào lên đau đớn. Nếu như không phải quá đau thì Phạm Văn Hùng sẽ không dễ dàng từ bỏ mặt mũi của mình để mà gào lên như thế. Anh Hùng, anh Hùng, anh sao rồi? Ngô Diệu Hoa vội vàng lấy khăn tay ra lau máu cho Phạm Văn Hùng. Mẹ nó, đánh chết tao rồi. Giọng nói của Phạm Văn Hùng run rẩy. Chật vật một hồi, anh ta mới có thể đứng lên được. Anh ta lảo đảo qua lại rồi lại ngã uể xuống đất. Hoàng Thiên ra tay rất mạnh, suýt chút nữa não của Phạm Văn Hùng đã bị anh đánh cho teo lại. Chức năng vận động đi lại trong não của Phạm Văn Hùng vì thế mà bị ảnh hưởng trực tiếp. Thằng khốn này, mày dám đánh anh Hùng như thế à? Một tên đàn em của Phạm Văn Hùng cuối cùng cũng phản ứng lại được. Cậu ta măng chửi rồi dẫn người xông về phía Hoàng Thiên. Tiêu Tấn đứng đó chờ sẵn, chỉ cần giơ tay ra là có thể tóm được cổ áo tên kia. Tiêu Tấn vung tay đấm thẳng vào mũi tên kia một phát. Bụp một âm thanh chát chúa vang lên, sống mũi của tên kia đã bị Tiêu Tấn đấm gấy. Tên đàn em này của Phạm Văn Hùng kêu lên thảm thiết.
hắn ta ngã lăn ra đất, nằm ngửa mặt lên trời và dậy không nổi. Mười mấy tên đứng sau đơ người ra một lúc, sau đó mới hét lên, cùng xông về phía Tiêu Tấn. Tiêu Tấn không phải là người hồ đồ. Mấy năm Tiêu Tấn đi theo Lã Việt, anh không làm gì khác ngoài chuyện đánh nhau. Tiêu Tấn rất thành thục chuyện đánh nhau. Lúc đánh nhau, Tiêu Tấn có thể đánh lại 10 tên cùng một lúc. Trong vòng chưa đến 10 phút là anh có thể đánh cho 45 thằng nằm đất. Mấy anh em Tiêu Tấn dẫn theo cũng đều không phải là hạng vừa. Mặc dù bên Tiêu Tấn không nhiều người bằng bên kia, những phe Tiêu Tấn tuyệt đối không ở thế yếu. Chỉ sau một phút, tất cả những đàn em của Phạm Văn Hùng đều bị đánh cho gục hết. Tất cả mọi người ở đấy đều đơ mặt ra nhìn, cứ nghĩ Hoàng Thiên đem theo ít người thì nhất định sẽ bị Phạm Văn Hùng đánh cho lên bờ xuống ruộng, nhưng không ngờ kết quả lại là thế này. Phạm Văn Hùng cũng kinh ngạc vô cùng, đúng là không thể dây vào loại người như Hoàng Thiên. Vừa nãy phe của Phạm Văn Hùng còn diều võ dương oai thì nay tất cả đều như con chó cụp đuôi. Ngô Diệu Hoa đần mặt ra nhìn Hoàng Thiên, cô ta không chịu nổi nữa. Vừa nãy cô A còn kiêu ngạo, chờ xem Phạm Văn Hùng sẽ xử lý đám Hoàng Thiên ra sao, nhưng bây giờ cô ta sợ đến mất hồn mất vía rồi. Vì Phạm Văn Hùng không thể bảo vệ cho cô ta được nữa. Những tay chân Phạm Văn Hùng đem từ Bắc Giang tới bây giờ đều đang nằm bò trên mặt đất. Điều càng làm Phạm Văn Hùng thất vọng hơn chính là anh ta nhìn thấy Hoàng Thiên có ít người nên ra lệnh toàn bộ anh em đều xông lên, đứng chật kín ngoài hành lang phòng bao. Kha Phù đứng ở một bên, bây giờ tim ông ta đã nhảy lên tận cổ họng. Đến bây giờ ông ta mới coi như chính thức hiểu rõ được Hoàng Thiên. Lúc trước Kha Phù chỉ coi Hoàng Thiên như cậu ấm của nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Mặc dù ông ta sợ nhà họ Hoàng nhưng lại không hề e ngại Hoàng Thiên. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hoàng Thiên tát Kha Phù một cái không nhẹ, bây giờ ông ta còn tận mắt chứng kiến Hoàng Thiên đánh Phạm Văn Hùng dã man như thế nào. Trong lòng ông ta dấy lên một cảm giác lo sợ. Lăng Thanh Trúc chớp chớp đôi mắt nhìn Hoàng Thiên đầy ngưỡng mộ. Mặc dù Hoàng Thiên đã đánh Kha Phù nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ mà Lăng Thanh Trúc dành cho Hoàng Thiên. Anh Thiên, xử lý mấy thằng này thế nào? Tiêu Tấn xắn tay áo lên, chỉ vào mười mấy tên đàn em của Phạm Văn Hùng đang nằm ngang dọc trên nền đất, hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Lôi chúng nó ra ngoài, dạy dỗ bọn chúng cho cẩn thận. Hoàng Thiên nói. Vâng ạ. Tiêu Tấn nghe lệnh rồi vẫy đám đàn em khoảng chục người của mình tới. Hai người khiêng một đứa ra ngoài, chẳng mấy chốc mười mấy tên đàn em của Phạm Văn Hùng đã bị khiêng hết ra bên ngoài để dạy dỗ. Không cần nghĩ cũng biết, mười mấy con sâu tội nghiệp đó sẽ bị đánh thảm hại tới cỡ nào. Phạm Văn Hùng vô cùng hoảng hốt, cuối cùng anh ta cũng ý thức được mình đã tự cao tự đại và ngông cuồng như thế nào rồi. Ngang ngược bao nhiêu năm như vậy, đến hôm nay Phạm Văn Hùng cũng biết thế nào là nhục nhã. Nhìn Hoàng Thiên một lần nữa, Phạm Văn Hùng không dám coi thường anh nữa. Anh ta thấy rằng Hoàng Thiên còn độc ác hơn mình rất rất nhiều. Hoàng Thiên kéo ghế ra rồi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Phạm Văn Hùng vẫn chưa bỏ dậy được. Sang đây, chúng ta nói chuyện tiếp. Hoàng Thiên ngoác ngoác tay gọi Phạm Văn Hùng sang. Mặt Phạm Văn Hùng trắng bệch ra. Mặc dù Hoàng Thiên ra tay độc ác, đánh thẳng vào đầu anh ta nhưng dù sao anh ta cũng là người đã từng kinh qua sóng to gió lớn nên anh ta vẫn chưa phục hẳn. Gã họ Hoàng kia, ở địa bàn của tao mà mày dám đánh tao như thế hả? Mày cứ đợi đấy, Phạm Văn Hùng nghiến răng nghiến lợi nói với Hoàng Thiên. Choang! Hoàng Thiên lấy một cái ly cao rồi ném thẳng vào trán của Phạm Văn Hùng. Cái ly kia vỡ ra, làm trán Phạm Văn Hùng rách toạc, dính đầy mảnh vỡ thủy tinh. Phạm Văn Hùng gào thét ầm, nhờ Ngô Diệu Hoa lấy những mảnh vỡ thủy tinh trong trán ra hộ. Nhưng Ngô Diệu Hoa sợ quá nên tay chân run rẩy. Cô ta không dám giúp Phạm Văn Hùng lấy thủy tinh ra. Lúc này cô ta tức điên lên, nhìn chừng chừng Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh có biết nhà họ Ngô chúng tôi là ai không? Anh dây vào được không? Mẹ nó! Hoàng Thiên cạn lời, anh làm sao mà biết được nhà cô là nhà nào? Chuyện của đàn ông đàn bà đừng có chen vào. Hoàng Thiên đáp lại đơn giản. Anh cút con mẹ nhà anh đi. Ngô Diệu Hoa không giả vờ đoan trang nữa. Cô ta chửi thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Bốp, 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 bốp. Tiêu Tấn đi qua rồi cho Ngô Diệu Hoa bốn cái tát, mặt cô ta sưng phù lên. Dám nói chuyện với anh Thiên như thế à? Tiêu Tấn quát vào mặt Ngô Diệu Hoa. Ngô Diệu Hoa tức sôi máu. Cô ta định mắng nữa nhưng đành phải mím môi nuốt những lời định nói xuống. Ngô Diệu Hoa thật sự không nói khoác.
gia thế nhà cô ta cũng thuộc hạng khủng nhưng điều đó không có giá trị gì cả vì Hoàng Thiên không hề để ý tới nó. Thấy Ngô Diệu Hoa không dám mở miệng nữa, Hoàng Thiên bảo Tiêu Tấn thôi không đánh nữa. Sang đây, chúng ta nói chuyện tiếp. Hoàng Thiên ngoắc ngoách tay gọi Phạm Văn Hùng lại. Nói cái đầu anh. Vết thương của Phạm Văn Hùng vẫn đang chảy máu ròng ròng thì nói cái đầu nhà anh. Đã là cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt rồi thì còn nói năng gì nữa. Anh muốn nói gì? Phạm Văn Hùng lắp bắp, anh ta nhìn Hoàng Thiên và hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Anh đừng nhầm, là anh hỏi tôi hẹn tôi tới đây nói chuyện, anh còn hỏi tôi muốn nói chuyện gì à? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, nhìn Phạm Văn Hùng đầy thân ái. Nhìn nụ cười của Hoàng Thiên, Phạm Văn Hùng thấy lo sợ trong lòng. Hoàng Thiên, tôi cam đoan anh sẽ phải hối hận vì chuyện hôm nay. Phạm Văn Hùng không dám kiêu ngạo, hung hăng như lúc trước nữa nhưng vẫn cứng mồm bảo rằng sẽ không tha cho Hoàng Thiên. Phạm Văn Hùng muốn cố giữ lại ít thể diện cho mình. Vậy sao? Hoàng Thiên đứng dậy rồi đi đến trước mặt Phạm Văn Hùng và nhìn anh ta. Phạm Văn Hùng cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn đang tiến đến gần. Anh ta nằm trên đất, ngẩng đầu dậy và lo sợ nhìn Hoàng Thiên. Có gan thì nói lại lần nữa đi. Hoàng Thiên như cười như không, anh vừa nhìn vừa nói với Phạm Văn Hùng. Nếu anh ta không dám nói lại lần nữa thì nhất định sẽ bị tất cả những người ở đây cười nhạo. Phạm Văn Hùng hiểu rõ rằng anh ta bắt buộc phải tỏ ra hung dữ, phải cứng đến cùng, anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Bốp! Hoàng Thiên vung chân và đá thẳng vào cằm của Phạm Văn Hùng. Ất! Phạm Văn Hùng gào lên đau đớn, người anh ta bắn ra xa 4-5 mét. Anh ta ôm cằm và lăn lộn khắp nơi. Phụt! Phạm Văn Hùng nhổ máu trong miệng, theo đó là 5 cái răng văng ra. Ngoài tiếng kêu gào của Phạm Văn Hùng ra, trong phòng bao vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị khung cảnh trước mặt làm cho kinh hãi. Không ai có thể ngờ được rằng một người trông bình thường như Hoàng Thiên lại có thể đánh một ông trùm là Phạm Văn Hùng như thế. Kha Phù vô cùng hối hận, cuối cùng ông ta cũng hiểu Phạm Văn Hùng không thể đọ lại được với nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên không phải là kẻ ngốc, nếu không anh cũng không ra tay mạnh như thế. Lần này đúng là đã gây thù chuốc oán với Hoàng Thiên thật rồi, không hóa giải được mối thù này thì đúng là một điều kinh khủng. Hoàng Thiên vẫn cứ thoải mái, điềm tĩnh như vậy. Anh đánh Phạm Văn Hùng ra nông nỗi đó mà vẫn mang được trên người một vẻ rất thản nhiên, tùy ý. Nào anh Hùng đến gần đây nào. Đại ca, chúng ta nói chuyện tiếp. Hoàng Thiên đến gần Phạm Văn Hùng, mỉm cười rồi nói với anh ta. Điều đó làm cho Phạm Văn Hùng tức điên lên. Anh ta vừa đau vừa tức sôi máu nên mặt đỏ phừng phừng. Cũng may trên mặt anh ta có máu nên người ta cũng có thể hiểu được đó là vết máu chứ không phải do anh ta xấu hổ mà đỏ mặt. Anh ta cũng không phải là sắt nên không dám cứng mồm nữa. Phạm Văn Hùng đã bị đánh gãy 5 cái răng rồi, nếu như anh ta còn cứng mồm nữa thì không biết Hoàng Thiên sẽ hành hạ anh a tới cỡ nào nữa. Nghĩ như vậy, Phạm Văn Hùng không dám xưng đại ca nữa. Hắn bò dạp trên nền đất và không dám nói câu nào. Tôi đang nói chuyện với anh mà anh lại không quan tâm à? Anh không nể mặt Hoàng Thiên tôi đúng không? Sắc mặt Hoàng Thiên tối lại, hỏi đồn Phạm Văn Hùng. Thấy Hoàng Thiên vẫn chưa chịu tha cho mình, Phạm Văn Hùng sợ hãi. Mẹ nó, Hoàng Thiên này còn định chơi tới cùng hay sao? Thật sự xem ông đây như cục bột, muốn nặn thế nào thì nặn à? Phạm Văn Hùng căm tức, anh ta tức đến nỗi hai mắt đỏ tròng trọc nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫn chưa hết giận. Vừa nhìn thấy Phạm Văn Hùng dám dùng ánh mắt đó để nhìn mình thì anh không thể để cho Phạm Văn Hùng yên được. Sao thế, câm rồi à? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Phạm Văn Hùng rồi hỏi. Phạm Văn Hùng tức phát điên, đường đường là ông trùm Bắc Giang vậy mà anh ta lại bị Hoàng Thiên đánh thành ra như vậy trước mặt bao nhiêu người. Sau này làm sao anh ta còn có chỗ đứng trên giang hồ nữa? Nếu chuyện này truyền tới Bắc Giang thì anh ta nhất định sẽ bị người trong giới cười cho đến chết mất. Phạm Văn Hùng càng nghĩ càng bực tức. Anh ta rất hận Hoàng Thiên và trong đầu anh ta bây giờ toàn là ý nghĩ làm sao mới có thể báo thù Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết thừa gã Phạm Văn Hùng này đang nghĩ gì và cũng biết tổng là gã vẫn không phục. Nếu như đã mất công ra tay xử lý thì Hoàng Thiên nhất định phải cho anh ta tâm phục khẩu phục.